Alo, 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 alo. Vậy xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Bibi Club, quay trở lại với fanpage cầu thủ Bibi xong kèo đôi sáng ngày nay giữa Bibi cầu thủ hè xong thể loại Soranu. Hello mọi người, và cách nhau đây khoảng tầm độ 7 phút thôi, à 7 7 giờ thôi. Cách nhau đúng khoảng tầm là 7 tiếng trước thì chúng ta vẫn đang theo dõi kèo đấu của Bibi Thầu và Chim Sẻ 98. Xem thứ bảy bây giờ thì Bibi đang tiếp tục phụ anh em bằng kèo đấu solo cái thủ hè xong buổi sáng ngày nay anh em nhé. Con người không phổi Bibi. Và rất là sâu. Tối qua và sút sau anh em ạ, tối qua thì hình như 2 giờ hơn thì mới xong. 2 giờ 10, 2 giờ 15 thì phải. Trưa nay lại tiếp tục sút tiếp, không cần ngủ nhiều anh em. Mỗi ngày thì theo cái giới chuyên gia người ta gọi là khuyến nghị thì nên ngủ tầm độ 6 tiếng rưỡi hoặc là 7 tiếng thôi. Chúng ta cũng đang đạt cái yêu cầu đề ra. Và nghỉ từ lúc 2 rưỡi cho đến lúc gọi là 9 rưỡi là ok rồi, 9 rưỡi bắt đầu đi làm rồi. Hello anh em nhá. Không có su anh em ạ, chẳng qua là Bi vừa nãy đang gọi là cài một chút về máy móc thành ra thì đang chưa xúc được luôn thôi. Bên kia heo cũng vừa tới thôi anh em ạ, không phải cao su đâu. Đấy, cam của Bi có luôn rồi, không tận quan cái gì không, có tắt cam. Cái đôi mắt của ông Bi thiếu ngủ nhìn hơi buồn cười không anh em nhỉ? Ok, bữa nay là mạng hay chưa? Bi thì sẵn sàng rồi. Và em cũng sẵn sàng cho cuộc chiến được coi là dài hơi của em trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Ok. Bọn em kia bảo vào đi Bi ơi. Em kinh thế hả rồi. À không, hôm qua thì kèo hôm qua thắng thành ra thì đang tiếp tục bình luận anh em. Hôm qua mà thua chắc là tôi cũng nghỉ bình luận thôi. Nói vui thôi chứ còn đánh với thằng sẻ thì ai chả đen anh em. Đánh với thằng sẻ thì ai chả đen. Đó, ok, như vậy trận đầu tiên trong kèo đấu solo giữa các thủ BB và các thủ He trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra luôn rồi. Màu 2 và màu 4 cái màu hai game thủ. Cố lên bạn ạ. Ok, trận đầu tiên. Vâng. Tạm biệt, mặc định rồi. À không, đánh được. Rakiti thì gọi là cố được thôi anh em, cái quân này gọi là mình gọi là có tí cửa, không phải là quân gọi là quân mình cửa trên thôi. Khả năng cao là gãy. Gãy rồi. Thôi chuẩn bị thôi. Test tay, test chuột xem vào chuột ok hay chưa. Phí ok hay chưa thôi. Vâng, trận đầu tiên quân là Rakiti và quan trọng cái bài đấu của Bi là bài quả đầu không ăn được. Đã là quá đẹp, bãi quả gọi là đã 6 cây là còn xấu. Kinh thật. Đấy, cái sau rừng kiểu như có cây nữa rồi à, 6 cây thì còn phải cỡ xấu luôn. Dân thì di chuyển gọi là treo đèo lội suối. Chắc chắn chậm khoảng tầm độ ít nhất là nửa dân rồi. Cái tay sớm dành ra thì không chậm dân nhiều dành cho game thủ BB. Khoảng tối qua thì kèo kia thì gọi là thắng anh em ạ. Khoảng mưa các bạn trai chưa em chưa anh ơi. Đùa. Cứ toàn là cái từ nhạy cảm thế nhở. Ở đây có ai chơi BD không ạ? Em hỏi lần cuối lần trên live stream của BB vào lúc này có ai chơi BD không ạ? 50k một số thôi anh em ơi. Không em thích ngủ văn phòng em thì về Hà Đông ngủ. Sau đấy thì 9 giờ dậy xong rồi Hà Đông 9 giờ hơn thì dậy, 9 giờ 15 dậy xong đánh răng rửa mặt rồi 9 giờ bắt đầu di chuyển qua đi làm luôn thôi. Từ cái chỗ phòng trọ của em đến văn phòng công ty thì nó mất khoảng tầm độ 15 phút di chuyển. Đấy, đến nơi chuẩn bị máy móc thì 9:15, 10 giờ xúc nó vừa đẹp luôn. Chẳng qua thì cái máy của Mi đang hơi trục trặc một chút, thành ra thì đang phải gọi là delay mất 15 phút rồi anh em thôi. Từ sáng nay cũng phải inbox Mi hỏi xem là còn kèo có fix giờ hay không để tránh việc lên kênh sớm quá anh em phải chửi. Đấy, bởi tối qua diễn ra cái đấu kia rất là muộn, 2:15 mới xong cơ mà. Kèo này 10 giờ rất là Mi có khoảng tầm độ 7 tiếng rưỡi để ăn nghỉ, giờ nghỉ ngơi. Để ăn sáng các thứ. Chào anh Trung Kiên nhá, chào anh Thanh Bình. Rồi chào anh Minh Trần. Rồi chào Lê Văn Sáng nhá.
Chào anh Trần Tiến nhá. Hello Hoàng Quang Hưng này. Nhạc gì à? Bi tắt nhạc đi bi. Chả năng tí nữa nốt bài yêu này thì bi tắt nhạc cho anh em. Hiện tại thì đang có nhạc nền của đế chế anh em ạ. Nhạc này thì nhạc nền đế chế. Đấy, cột đầu đúng rồi, ok. Đây là 16-20 dành cho game thủ của BB. Rồi, chào Lạnh Như Băng nhá, chào Nguyễn Trung. Chào anh chạy xô. Rồi, vừa bảo bi tắt nhạc của anh em ạ, chắc là ok rồi đúng không? Hôm qua bi thắng hay thua? Hôm qua bi thắng anh em, hôm qua thì và 4 set đầu thì và 5 set đầu thì thầu là người ngủ hơi sâu. 2 set cuối thầu là coi là bừng tỉnh, chúng ta có kết quả coi là chiến thắng chung cuộc. Mặc dù chỉ thắng 1 set thôi, nhưng thắng 4 trận dành cho Bi và thầu. Vâng, chênh lệch nhau là 4 trận đấu. Rồi giờ 4 đô la nhá. Chào Đỗ Bình Phương, phòng ở đâu? Phòng ở đâu thì ở trung kính anh ơi. Ở trung kính Cầu Giấy. Rồi chào anh Tiến Chi Vát, chào anh Bảo Nam. Chào anh Lê Bằng, chào Tuấn Đẹp Trai nhá. Bài Bi sau này mà quả đấu không xấu thì khán cao he bu loa nhe luôn. Bắt đầu Bi nhìn qua hai quả phụ. Vâng, bài đầu bạn là mắc của mắc, Hitty là 13 trong bản đồ. Ok. Khả năng gãy anh em ạ. Và nó cứ lạc đà cả một giờ thôi. Cái quân này và theo kiểu chưa chắc thần thủ phù. Ông bài lên đời sớm, 13 ra bản đồ nó gãy lạc đà kẹp cung giờ thôi thì mình rất là khó đánh. Y Greg và cặp cung giờ Hitty khác gì kiểu gọi là con gặp bố. Cứ lạc đà kẹp cung giờ thôi. Chả gắn phê bổ gì cả. Đấy. Rồi ok, cảm ơn anh em nhá. Vâng, thank you rất là nhiều lời động viên của anh em. Bình thường thôi anh em ạ. Vâng, bình thường thôi. Còn tí game hơi nhỏ á. Còn tí game nhỏ, ok em cho tí game to lên thôi. Công việc này thì nó tương đối đơn giản, mà nó gọi là giảm tiếng rên, à tăng tiếng rên và giảm tiếng phành phạch. Đấy. Đúng thuật ngữ chuyên ngành là như vậy. Chắc là ok rồi anh em nhỉ. Bài đấu mình đang ép theo kiểu 24 dân. Mặc dù ăn hai quả phụ nhưng mà bài là bài quả đầu xấu và không dám sóc nhiều dân trận đấu này. Bởi sóc nhiều dân khả năng cao là vào thời điểm mình sang đâu bạn, khả năng cao có khung giờ luôn rồi. Quả đầu siêu xấu. Chậm đến 3 dân điểm đầu so với cả cái thủ he bên kia. Đây sẽ là BB của thủ BB. Rồi đi dâng thôi. Bài mà mặc dù hai quả phụ nhưng mà bằng may mà còn bay hữu đầu đưa về đây anh em ạ. Bằng nghe đời rồi. Một bài Hitty dò với anh ta bảo đồ chắc chắn là he đánh chém. He đánh lạc đà kẹp cung giờ rồi. Cái quân này bảo he đánh cung thì cũng biết là không đâu. Còn tối qua Bi đánh rất là khỏe anh em ạ. Anh em xem mà biết. Tối qua đánh gần như là mắc đinh nhất rồi ạ. Mặc dù vẫn có từ ngoài tình huống nó hơi fail một chút. Nhưng mà đúng cái trận mắc C thôi. Tình huống đấy thực ra thì không chui ra thì gọi là có cửa. Thế còn chưa chắc là thắng được bởi vì team bên kia 98 người khỏe nguyên. Ở thâu thì đổi mạng với sẻ. Nhưng mà sẻ cầm Greg là quân có bánh xe lại được. Đấy, đánh lâu dài là vẫn khê. Còn không lỗi ra thì mình gọi là có cửa hơn. Khi mà đợt đấy trận đấu chung kết của sở U3 thôi. Vâng, chuẩn anh Nguyễn Thanh Hải nha, gần Gemini. Thực ra thì cũng rất là anh em tôi kiểu có phải là trinh sát ngầm hay không. Thành ra thì không dám báo cái địa chỉ cụ thể. Chả nhớ may anh em phải đến xích luôn. Ví dụ tôi kiểu anh em làm ở bên phường á. Đấy xích luôn là làm vòng 15 củ. Ngọt với nước sao để quang, toang, toang, toang. Hè đánh chém, chắc chắn rồi. Còn người đây gặp Hitty. Và đầu bạn cho nam ra làm vàng, có thấy có thủ vui không? Và đấu này thì lý thuyết là bài Bi là bài lực khỏe đấy. Quan trọng vì trong quả quả nhà thì đặng người đang hơi bắt tay thôi. Còn do đầu bạn thì không có giáp. Hai dân của he nằm xuống đấy. Bởi nhà thì vẫn đang mới chỉ thấy một dân thôi. Mới chỉ mất một dân cho Bi thôi. Vâng, như vậy là he cũng là người đang trọng thay dân của mình. Bi trọng thêm 3 dân nữa, trên 5 dân. Không khi có cửa đấy anh em ạ. Bình lực rất là khỏe thôi. Hè bên kia thì sẽ thủ phù rồi. Còn nước dưa Bi trọng thay như này thì thẳng cao he sẽ phải thủ phù. Tôi nghĩ là như vậy. Máy tì dò 13 ra mà đổ he bên kia. Vâng, rất gọn. Không tì dò quá nhiều. Ở phút kìa. Ui Hitty em ơi, thôi rồi ok, nó cứ phải như thế chứ. Vâng, cứ là phù Hitty này, phù đỏi cạn lời đấy. Thềm đầu thực ra thì thềm đầu thì mỗi một phù của Ekip với cả phù Cho Son coi là có lợi thế thôi. Mẹ thềm đầu chưa vậy gì cả. Cái phút đây. Phù là phù Hitty à.
Quan trọng là thời điểm này đội bạn đang có dân cản mặt và đứng nhờ he nốt phù lại đây. He có dùng đầu nốt phù lại không? Nốt kìa, nó vẫn nhốt. Tưởng là he không dùng đầu anh em, cứ tưởng là he không dùng đầu tới đấy thì gọi là có cửa tí, còn đội bạn nốt phù thì khá toang. He sắp có phù thứ hai rồi, đây con phù thứ hai bên của he bên kia. Hôm nay là 19. Vâng, tầm này thì vẫn đang hết hơi đấy anh em xem kèo anh em à. Có lẽ tôi quay anh em xem kèo muộn, thành ra sáng nay sẽ hơi muộn hay chăng. Vâng, thời điểm này có lẽ anh em ít người phải đi làm. Vâng, vẫn đang dịch, vẫn đang gọi là phong tỏa hai thành phố, đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh, cách ly xã hội. Thì cách ly xã hội với cả Hà Nội, với cả Hồ Chí Minh, với cả một vài thành phố khác như là Đà Nẵng rồi Cần Thơ đấy, các kiểu. Cái này thì heo đâu có khung giờ đẩy lựa chính của Bi rồi. Hai lạc đà một khung giờ đang đi vào. Bi thì 22/4. Lạc đà của heo nên không chắc đầy đủ. Sang cảnh chết nhỉ. Cái này đi bổ thôi. Ê thì cũng chẳng có gì đâu nhá. Nhưng có xong đều quân hay không? Xong đều quân là ra vẫn cố được. Ô, heo chết sạch chân vàng này. Cái he là mày nhìn quá cũng liều tiều thôi, không có thuốc ấm. Chết sạch chân vàng của he luôn. Hôm qua bi thầu rằng 4-3 anh em ạ. Bài này mà quả đầu không giấu là có khi win đi chứ. Thôi tỷ số sẽ là 0-1 cho he. Trận đầu tiên quân là quân khó và đồ bạn là bài coi là mắc bêu. Một bài dầu 13% mà đồ của he bên kia còn hitty. Rất là khó. Vâng, tỷ số 0-1. Và đâu không giấu chả win. Vâng, mình ép sớm hơn, chọc con giò thố đơn. Đấy. Vâng, 0-1-0-1 dành cho game thủ he. Khi trận đấu mà Bi là bài quả đầu không ăn được. Và quân là quân cực kỳ khó. Vâng, có lẽ là 1-10-1-3. Thực ra thì Greg gặp Hitty gọi là có cửa thôi. Đó, gặp cái bài Hitty không lên đời. Chứ còn hit hit của he là bài kích đời mới sớm rất là ghê. Trận đấu tiếp theo thôi, trận thứ hai của C1. Khả năng là tối qua anh em mà theo dõi nhiều sâu quá. Tối qua em nhớ cái lúc 3 giờ sáng, 2 giờ hơn 2 giờ và đang còn khoảng tầm độ 6-7 ca anh em cơ mà. Thành ra thì sáng nay cái lượng người xem chưa phải là nhiều cho Bi. Anh em xem kèo nhớ cho em xin một like chia sẻ anh em nhá. Vâng, mỗi người cho em xin một like chia sẻ. Để anh em khác khi mà thức dậy thì có thể gọi là tiếp cận luôn cả luồng livestream trong buổi sáng ngày hôm nay của Bi. Yamato dành cho những thủ Bi và đồ bạn Upper. Yamper. Không, tối qua thì 9k là lúc tầm kiểu gọi là 1 giờ thôi. Còn đến tầm 2 giờ gọi là khoảng tầm 7k. Còn lại trước đó rất là đông. Trước đó thì... Vâng, đáng tiếc là thời điểm anh em xem đông nhất thì không phải thời điểm ta giành chiến thắng còn dã. Cái thời điểm anh em xem đông nhất lại thời điểm C2, C3. Đấy. Thành ra thì anh em không được chiêm ngưỡng nhiều những trận đấu mà Bi là người và thầu là người tỏa sáng, rực rỡ. Thời điểm về sau Yamato Upper chất quân đánh giá coi solo thì là 1-10-1-9 dành cho game thủ he thêm đâu. Vâng, dù sao thì lên đời thì ép đời tốt hơn. Bản chất hai con này thì đều hai con ép đời, nhưng mà con Upper nó lên đời thì coi là sớm hơn. Chắc chắn là như vậy. Đấy, bài là không phải là quá nghiệt ngã. Bài đẹp ngang nhau. Vâng, quân đối bạn là đặc đà, phu đối bạn cửa trên. Phu đối bạn đủ công nghệ. Vâng, con Yamato hơn duy nhất đó việc mà có lốp xe. Với cả thời điểm về sau nếu đưa về chân chuyển A lâu dài thì chúng ta có công nghệ bổ gỗ 2. Nhưng mà thực sự đánh solo quan trọng từ điểm đầu thôi. Cứ lên sớm. Chọc giò và lạc đà khắc. Ngựa chém. Cũng như việc con Pơ mà ăn hoang 1-7 heal thì vâng, cái việc chuyển quân của con Pơ rất dễ dàng. Thậm chí đánh theo kiểu châu lạc đà thì mình chỉ là phù Yamato thôi. Nếu như không phải là những pha đứng phù khéo và phải e cản mặt các kiểu thì rất là khó phù. Dễ chết. Phù Yamato. Loại phù không đủ công nghệ. Vâng, video hôm qua thì ngủ ở văn phòng anh em.
Thành ra thì kèo sáng nay không cao su cho anh em, còn bi mà về nhà thì mặc định kèo sáng là fix 12 giờ rồi, 11 giờ rồi. Ngủ văn phòng anh em ạ. Và cái sẽ cuối cái tầm 6k đấy sẽ toàn phát ra chân chính của Bi luôn, không phải gọi là gì nhưng mà kỳ thị gì, nhưng mà cái tầm 6k anh em cuối cùng đấy thì thời điểm mà đấy chúng ta đang thua nhá, và có 6k anh em xem kèo thì 6k anh em đấy chắc là toàn là fan siêu cứng của Bi luôn đấy, rất tuyệt vời. Tầm đấy nó sướng, tầm đấy thì cảm giác bình luận nó không bị chửi đấy. Và đơn giản anh em fan Bi thì nó ok hơn, tại vì thời điểm đầu thì có cả fan các bên vào xem cùng thì nhiều ý kiến trái theo kiểu trái chiều khác nhau. Cái này thì Bi có một đôi voi dắt về được rồi, cái đôi voi này với Bi thì đưa về được thôi, còn gặp mình là khả năng cao là làm quả nhân đôi ăn gỗ và cầu voi về luôn cho nó mát. Rồi chào anh Phạm Mạnh Cường nhá. Kèo tối qua mà thua là bị đuổi thật đấy chứ anh. Kèo tối qua thua là nghỉ nhưng mà may quá hôm qua lại thắng anh em ạ. Thành ra hôm nay lại tiếp tục được cấm bích và phục anh em tiếp trong kèo đầu solo của Bi trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi chào Nguyễn Thanh Bình nhá, chào Thắng Đức nhá, chào Minh Bạch. Giờ không tỷ số à, hiện tại tỷ số là 0-1 mà anh nhỉ. Vâng, tỷ số ok rồi mà nhỉ. Rồi chào Duy Vũ, chào Trường Kiêu, chào Nguyễn Văn Luân. Câu voi hơi xịt dành cho Bi. Rồi em vừa xin anh Thi với cả sếp Bi rồi anh em ạ. Vừa xin anh Bi với cả sếp Bi gọi là cho em bình luận tiếp. Thành ra thì tối qua may mà kèo tối qua thắng đấy, không không gì được đâu anh em ạ. Hôm qua phải inbox riêng cho Bi với cả anh Thi xin cho em bình luận tiếp, đã phục vụ anh em gọi là xôm. Mười nay phỏng vấn Bi tiếp đi nhé, à không anh ạ, thôi tối qua thì kiểu gọi là đang sung đang vui thôi, thế còn tầm này thì chưa, cái kèo solo này thôi. Rồi cảm ơn Vũ Nghĩa gửi tặng 15 sao đầu tiên cho Bi từ sáng ngày hôm nay này, thanh kèo rất nhiều. Nghĩa Vũ gửi tặng 15 sao, con sao mặc dù là không phải là nhiều, tấm lòng quan trọng tấm lòng của anh em thôi. Và cứ like chia sẻ đều đều là ok, có sao tặng sao. Và không thì anh em cũng mỗi lần bị live stream là anh em vào like chia sẻ và xem cùng thôi. 10 tiền lót tay của Bi ra được rồi anh ạ, 2 tỷ anh ạ. Bi đưa trước gọi là ứng trước 10 củ, còn lại 1 tỷ 990 triệu thì vâng lấy sau. Hôm qua thì hói rất là nhiều, thành ra thì sáng nay bình luận theo kiểu cứ bình bình thôi anh em. Kèo solo bạn he này thì thực ra thì nếu như không có gì thay đổi, nếu không phải là quá khốc liệt thì mình nghĩ rằng kết quả đã là khả quan cho Bi thôi. Bên kia là 24 dân của Pơ đời rồi kìa. Uầy, bài đến đời là khá sớm. Bi trận này A thủ phù hay sao? A thủ phù cho Bi rồi, nhưng vàng là vàng xấu, liệu rằng có được lên đầu vàng hay không? Vàng kia nó chặt cây gỗ đi kích thì không. Anh em bên kia là bài kích 9. Vâng, Bi này 7 dân 10-50. Bò bế nhà cửa mình lại không có dâng lờ ông nhà của mình đấy. Nghe này bệnh hoạn lắm anh em, nghe anh solo rất là bệnh hoạn. Cái việc mà Baby gặp Summer, Baby đánh chém là chuyện bình thường. Đầu ra đó mọi Baby đang chắc chày ở đoạn trong mặt dưới, bãi quả bên dưới Baby ơi. Bạn chọc luôn ngay đây nhỉ, các bạn mình bo đi, không chọc. Ngay đi dò là khá ổn. Dò ngay cái mặt mình chưa bo luôn. Cái số này có 7 dân của Baby vào. Ui, ui. Vâng, tí nữa xích thành công dò hè bên kia. Vâng, Bi sẽ lên đầu vàng hay là lên cái gì nữa không đây? Nhiều khả năng cung thổi kèn nhưng vàng Bi bãi vàng xấu. Thành ra việc sóc phù thì lượng vàng nó sẽ hơi đi vói một chút. Con tê không đi ra được à? Như một tên lag thôi, vẫn đi được đấy. Cứ dí vào thử xem. Rồi ok anh em ạ, tối qua này có hứa là kèo tối qua mà thắng là gọi là các cô cho thắng kèo tối qua là gọi là bỏ quay tay đúng 6 tháng cho một năm luôn cũng được. Tất nhiên là vẫn là ok thôi. Con này thì Bi là bài đạm người ta nó yếu nhá. Còn con này cứ phải lên được bánh xe xong đấy thì có cung hoa luôn, còn khỏe được. Chứ còn không bánh xe con này dễ bị ung bom lắm. Không bánh xe nó dễ bị ung bom nhá. Trên cái bài này cung hoa thẳng này. Và không bánh xe thì cực kỳ dễ bị ung bom luôn. Bài đầu đâu bạn vác dân lên đập dân đây là công phu các kiểu.
Thực ra là mình khó không không bị che. Di chuyển trong ôm bom là không tốt. Rồi ok, xin chào, cứ bình tĩnh nhá. Hello anh. Đây là 27 sau mới ở Bi. Tạm thời thì bây giờ bên kia he công cai công phủ làm gì là chuyển A ra Nga đây. Đến đâu thì hai bên đều là chặt gỗ một. Thì cũng ảo mà cũng chả có lợi thế gì cả. Thấy đang nghi ngờ ở đây và đóng he khẳng cao ra Nga. Ok, công cai gì bên dưới, cầm bộ số vàng kìa. Ôi trời, thôi. Nó chín. Nó rút quay nguyên một đầy U7 và dâng thẳng A màu luôn. Chết ra cố đây. Để số lượng đang đông gấp 10 lần mình nghe. Còn nó có chục con hoa thì Bi tạm thời đang là không hoa luôn. Làm 26 và phù được cũng qua của bạn. Hai con cố gắng chơi phối được. Còn bạn thua. Ôi xe của bạn giật ghê quá. Đấy anh em nhìn con bơ này chuyển qua nó kia không? Lên công giác bị đủ chọc. Sau đấy vẫn là người gọi là điêu hoang hóa bảy hươu với cả bãi quả dâng ngao vào mồm luôn. Vâng, tiệm đầu nhà tranh như nhà ngói thôi. IA như pơ thôi. Chặt cũng một ngang phèo nhau. Và tỷ số rất là... tỷ số rất là không ai xem một dành cho game thủ he bên kia. Và quân tương đối khó. Thực ra quân thì không khó, những bài vở là những bài vở he lên đời sớm quá. 2-3 dân cộng 1 thì phải. Một loại kích chín sớm của he bên kia. Đánh chém vào bạc đà thì cũng khê anh em ạ. Chém vào bạc đà rất là khê. Từ khi mình lên sớm sau đấy thì đánh theo kiểu đôi công với cả pơ đi dò. Phải tự tin đấy, nhưng đánh chém phải tự tin con dò mình sẽ chọc ít là cần với các con dò của pơ dọc mình. Đấy. Kitty dành cho Bi. Và đồ bạn là quân xấu đi. Và Baby Lord ok rồi. Quân đánh giá là ổn. Trước phút 17 thì hai quân là cân. Nhưng sau 17 thì Kitty của Bi sẽ có lợi thế về khả năng đó là kẹp cung giờ. Thì cung giờ mình còn là đam to hơn. Còn trước phút 17 thì khả năng cao là cân. Để xem con này Bi có đánh thẳng cung hay không thôi. Hit baby. Con này Bi đánh kiểu gọi là cứ chém kẹp cung thì con là cân đến phút 17. Trước thời điểm mà có xuất hiện của con cung giờ. Hai bên thì kiểu gọi là một L một A các kiểu. Còn Bi đánh thẳng cung thì hơi tự tin. Nhà không thì làm được thôi. Và gỗ đầu là gần rồi, quả đầu 6 cây. Một voi đưa về cho Bi. Đánh chém cần gì, nó công phủ anh em đánh chém cũng khi nó cứ lạc đà là mình đủ chết rồi. Sau đấy mình thủ phù nó chuyển A. Đấy. Từ khi lên đời mình phải lên đời sớm thôi thì đánh chém được. Theo kiểu gọi là mình đi chọc được bạn luôn, cho bạn không có lực chuyển A. Đấy thì mình ở nhà cứ thủ phù thôi, nhốt phù lại. Đánh lâu dài con pơ nó tự đổ phế. Đấy. Phù được dân bơ thì hóa kiếp dân bơ anh em ơi, nó sẽ có lốp xe. Cái này thực ra cũng là khá dị, khi mà con y max c phù được thì nó vẫn nguyên bản chất. Đấy. Con dân của pơ bị phù được nó lại có lốp xe. Hay là như vậy. Con pơ phù được dân của Yamato thì thềm đầu thì nó vẫn có lốp xe một tí thềm đầu khi mà vâng vừa phù được, tức cái tính chất dân chưa thay đổi thì con pơ phù con dân Yamato thì nó có lốp xe trong khoảng tầm độ 4-5 giây đầu. Nó quay trở về bản chất con pơ luôn là đi chậm. Đấy. Với điều khá dị. Mặc dù là phù y max c thì nó vẫn giữ nguyên bản chất ở chơi đồng 2. Cái hay của đế chế là như vậy. Phù cung giờ thì nó vẫn có tính chất chống phù tốt. Đấy. Ok, nhìn qua bài là đó là bài kiểu 5 voi cho Bi rồi. Nhìn qua là ít nhất 5 voi, tối thiểu 5 voi dành cho Hitty. Và tôi nghĩ trận đấu này thì Bi đánh thẳng cung giờ luôn. Mặc dù S thứ 2 thì phải đi ra bên ngoài. S thứ 2 đường thông hơi xấu nhỉ. Rồi Bi có tìm ra ý nào có thể gọi là đặt S thứ 2 ở đường thông đẹp hơn hay không. Đặt mặt ngoài thì nó hơi trồi ra ngoài một chút. Rồi ok, Phạm Mạnh Cường, chiều nay em nghỉ anh ạ. Chiều nay em nghỉ và tối nay như lại tiếp tục bình luận thì phải. Tối nay thì phục vụ cặp đôi của bạn Nguyễn Đức Bình và Nguyễn Thiện Anh. Đấy, chia sẻ nó một.
kèo đấu này em nghĩ là kèo đấu này có khi thơm hơn kèo sẻ 98 đấy anh em ạ. Đấu 1 thì 98 thực ra anh ta tâm lý yếu, nhưng khi gặp cùng sẻ mà sẻ làm công tác tư tưởng tốt thì 98 anh rất là khỏe. Còn đấu 1 là một người mà em nghĩ điểm yếu của đấu 1 là khả năng đánh lâu dài, lâu dài của đấu 1 không tốt như 98. 98 anh ta gọi là hơi cống thôi, gặp vấn đề mặt tâm lý khi mà đối đầu cả những game thủ như kiểu là BB thôi. Cần sẻ làm tốt công tác tư tưởng thì 98 là người nhiều tay, theo kiểu gọi là sẻ bảo gì 98 cũng làm như thế, quan trọng có người bảo thôi thì 98 là người đủ tay làm được đấy. Và những con người tiềm năng đấy ạ, chỉ cần gọi là cặp cùng những người có và nhiều tay chỉ đạo 98 thôi. 98 là người làm ít hơn tròn vai, bác bị đánh 26 lần trận này. Rồi, con số người xem nhảy lên dần rồi anh em, 3k anh em mà giải này. Rồi, mọi tiếp tục like chia sẻ đi anh em nhá. Và tiếp tục like chia sẻ đi anh em ơi. Đánh Vihe thì cứ thư giãn thôi anh em ạ, cứ từ từ thôi. Ở hai trận đầu tiên thì hơi chạch choạc, nhưng mà quân đội bạn coi là rất hành hơn. Và bài của bạn là những bài đấu rất bắc binh của Hitty và Pơ. Hai cả quân này răng lờ rồi, 99% răng lờ. Vâng, 30% bản đồ tốt, đi dò đi em ơi. Vâng, đi dò khoảng tầm độ trên 30% bản đồ tôi ưng. Trừ đi 10% răng lờ thì hay còn khoảng tầm độ 20% bản đồ. Lạ gì phong cách nhông he nữa anh em, quân này chắc chắn là răng lờ cao rồi. Đi ăn hoang bổ nhau rồi. Hôm qua 7C anh em ạ, hôm qua 7C và chúng ta thắng chung cuộc thì số là 43C sẽ rẻ của 98. Vâng, giọng rè. Alo. Có rè quá không anh em nhỉ? Alo. Thì những cái này do để mic hơi sát đấy, để em chỉnh lại cái mic cho nó xa xa một chút xem. Em về mic hơi gần. Alo. Rồi, ok chưa anh em nhỉ? Alo. Vâng, như vậy là 28 chiếc mai mai dành cho game thủ BB đang có được tương đối nhiều ruộng. Nghe là bài đấu theo kiểu đôi khi là chém thôi, chứ còn quân này cho tiền thì không ai phải cùng đâu. Vâng, 6 chiếc ruộng, chiếc ruộng thứ 7 của BB luôn. Và các bạn bắt đầu có giò chạy vào nhà của mình. BB cũng là người có tê thủ rồi. Vâng, BB cũng có tê thủ. Đấu mà lên cây tháp trông tê luôn, được mình khỏe 300 tư nên thoải mái. Thằng nó xây lờ nhà của mình, thằng này nó ôm bom, chuyên ôm bom kiểu đấy rồi. 28 không ai chú ý, nó đóng thêm ma luôn. Nó cứ làm khoảng 2-3 tê, nhà đằng đầu cũng được. Các bạn là bài đồ 30% bản đồ, cái gì mà thở không? Đấy sẽ là BA thứ 2 của Bi. Đường xe của Bi rất là khôn anh em nhá. Anh em nhìn đường xe của Bi thì giờ sẽ ở bên trong, nó tiện cho chủ nhà. Thế là khôn. Nói chung là khung giờ nhà quân nó sẽ sinh ra từ mặt một nửa dưới các bản đồ đó, mà từ mặt 9 giờ đến góc 3 giờ. Đấy, anh em xây ở đây thì nó ở bên trong, đại khái là nó ở ra bên trong khu vực gọi là từ 9 giờ đến 3 giờ đấy, nửa dưới bản đồ đấy. Vài phút năm sáu bắt đầu theo kiểu ba sóc đều và đứng trong nhà dành cho thủ BB đi vào lọt không đủ này không. B đang gọi lấy cho mình lấp lỗ số 3 quốc vàng. Nghe là bài 2L bổ đều thì phải, 2L thì tốt không, 2L thoải mái không. Và ở đây bài bị đập bom toàn nhà trường nghe, có tình huống mà tăng giảm speed cho bạn đã chém gì. Không, vẫn đã sống bằng đà rồi. Ok, đi tạm thời sống quát, sót qua tận cơ đầu tiên. Vẫn đang là 3 sót đều của trang mai 36, và cùng giờ đã có giáp 2 dành cho cái thủ BB rồi. Rồi, tranh cao cường nhá. Rồi trả thù hay đi mặt sau đã mang đánh rồi đấy. Ôi trước hình như tôi bị luận cho Bi là ai nhỉ, lớp nhỉ, clip nhỉ. Đúng rồi, mang này clip của Bi. À đúng rồi, kèo này phải Bi không, không trả như ai đâu. Mang này mang đầu Bi đánh rồi, bây giờ ở phút trước ở nhà luôn đấy. Trước đánh là thua, trước với đâu nào à, trước lớp cũng trước lớp cầm này bài này bị thua
Vâng, bị he răng lờ. Răng lờ xây ông nhà xong các kiểu luôn. Đây là 45-58. Bắt đầu có 5 voi của Ý. Bây giờ tôi nhìn cái kỳ này trước đấy thì tình huống tương tự. Rồi 45-88 dành cho tụi BB Tha Mai đang đỡ ra dần dần thôi. Em bên kia là người đang phải đánh lâu dài rồi. Xem Babylon của bạn đang làm trò gì. Bị tăng bị ăn thứ tư. Tăng thì đấu tương đối hiền lành như hai bên kia này. Tăng à? Để mang mắt dần, mang dần. Giáp 4 đã có cho Bì rồi. Chẳng có ai cũng đã cấp được. Và một tủ lạc đà không ca. Còn giáp 4 này ạ. Thôi, 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 giáp 4 này cậu ơi. Không công ca vào được cái chi phép tôi bổ luôn rồi đấy, đứng yên. Không công ca vào được. Ui, đông quá, sợ quá này ạ. Vâng, đông lạc đà thế. Mà nó mắp tịt cho đồ bạn rồi. Chắc là lâu đánh với cả hình như đội 98 hay sao. Vâng, bắt đầu Hitty 5 voi 2 quả phụ. Và ai cái này ông nghe còn lên cả nhà miếng quả phụ ạ. Ông nghe còn lên cả nhà miếng quả phụ trận này luôn, rồi mát luôn. Quá mắc bều. Ok, gỡ một bàn cho Bi xong cho 1. Gỡ được một bàn cho Bi rồi, tỷ số là 1-2. Vâng, Pan. Pan cho Bi và đồ bạn là Babylon. Có đánh giá là ổn hơn một chút đến từ vị trí của thủ BB. Ổn hơn thôi. Ok. Cảm giác con Pan này gặp con BB thì không phải là quá tịt anh em ạ. Chỉ cần bài con BB mà nó không xấu thôi. Thì nó có lạc đà, nó có phù tuyển, sau lâu dài nó có cả cung A để chuyển. Đấy. Bài Pan phải bài Pan lên đời đột biến cơ. Và lực khỏe thì mới có lại thế con Babylon của đội bạn được. Tạm thời quả đầu Bi là bãi quả 6 cây. Quả đầu 6 cây, một điều tín hiệu đang là chưa được thơm cho ban. Và tín hiệu không phải là thơm cho ban đâu. Cứ phải chờ điểm tiếp theo thôi. Ồ, nghe sóc dân chậm này. Ờ, ưng đấy. Và cái Bi cho nó này sóc dân đúng như quân bình thường luôn. Một bài quả đầu và sát hẳn sạt của nhà chính. Không phải đi tìm quả đầu Zoe luôn, bay đầu là một bay hiệu 4 con. 7 con đi em ơi. 5 con rồi. Và như vậy thì là một bay hiệu 5 Zoe. Mà 5 hay 4 thì không nhầm là 5 con mà ta. 4 con thôi à. Và như vậy là bay hiệu 4 con, cái con kia là con nó nhảy sang anh em ạ, không phải là con thứ 5. Em vừa chỉnh lại cái mic rồi. Bây giờ chắc là ok hơn rồi mọi người nhỉ. Thôi thì thỉnh thoảng anh em phải thông cảm bởi vì em bị luật bằng cái tay phone cố nó tập với anh em cũng có 50.000 ngoài cũng cũ thôi. Cái tay phone anh em đeo tai nghe trâu vàng đấy ạ. Có 50.000 thôi, thành ra thỉnh thoảng nó bị lọt cái sèn sẹt kiểu như là tiếng gió của mình gọi là nói sát quá nó lọt vào thì anh em thông cảm thôi. Chúng ta không phải là bình luận bằng cái mic chuyên nghiệp. Mic theo kiểu mic thu âm chuyên nghiệp đài truyền hình thì nó khác, nó lọc âm tốt hơn. Còn mình bình luận bằng cái tay phone 70.000 mà bây giờ đòi hỏi nó phải trong trẻo, nó phải không có nhiễm tiếng ồn rất là khó. 12-16 Zobi, quân là Pan Baby. Rồi tiếng mic to rồi, tiếng mic đi em vừa cho to lên rồi. Cảm ơn Dương Văn Đình gửi tặng 50 sao nhá. Chắc là Dương Văn Đình hay là Đinh Văn Dương đây. Chào Thành Này Mai nhá, hello anh. Chào anh Trần Long. Rồi chào Nguyễn Trung Tý, hello anh. Anh này có bảo là em bình luận khá là đen nhưng gặp bạn sẻ thì ai cũng đen anh em ạ. Gặp bạn sẻ thì vâng đen nhiều lắm. Vâng ai cũng đen thôi, thì gặp bạn sẻ, gặp bạn chính mình đi nắng. Trong thời điểm mà phong độ của mình không phải là cao. Tối qua tốt rồi, tối qua thì xem Bi đánh rất là sướng. Tối qua gần như là 200% công lực của Bi luôn đấy ạ. Cái tối qua thì quân bài nó cũng không phải tịt. Và khách quan nói thì quân bài tối qua là 1-10-1-9 cho Bi. Chúng ta vẫn được coi là nhỉnh hơn một chút. 1-10-1-9 mà không gặp gọi là quân tịt nhiều. Còn nói thật với anh em cứ như hai xe đầu với cả mấy lần trước gặp nhau ấy. Và quân rất là khó đánh. Bi là bài kích đời 6 dành cho 19 ra đầu Pan. Một bài kích 6, kích 2 thôi. Kích 3 thì cũng là chuẩn hay không. Tôi nghĩ là xịt.
Kelby thời điểm này vẫn đang phải đập lô mạnh quá. Cũng bảy hươu thì cũng được. Có muốn bảy hươu hay không đây? Vâng, bảy hươu ba con. Bi đang thích đập lô mạnh quá giữa bản đồ. Xin bãi quả không đây? Bài ban là bài ban chưa đột biến đâu, tôi cần một bãi quả. Vâng, thời điểm đầu tương đối ok rồi, một bầy hươu bốn con và một voi đưa về thành cái kích 2 đang là khá chuẩn rồi. Kích 3. Vâng, 7 dân pan đang di chuyển, còn thời gian khá đông game không làm ăn gì cả. Đây rồi, lên được đời rồi anh em ạ. Chắc chắn nó kích chìm rồi, không chín được. Khó cái gì lắm anh em ạ, tầm này mới họ đạp BG ăn quả. Hai quả phụ luôn kìa. Cho ra đủ gỗ. 19 nhân ban của Bi, dắt thêm một voi nữa từ vị trí. Và nhìn cái quãng đường đi về nó xa xôi thế à rồi. Và anh đường đi về là cực kỳ xa luôn. Bài này chắc chắn là kích sang khoảng tầm độ cuối 10 rồi Bi rồi. Biết là dân ban ăn quả thật, nhưng cái quả này thì đặt BG rất là chậm, rất muộn. Rồi cắt 3 dân về. Đây sẽ là của Bi, bằng không phải là một bài đánh kiểu đánh công mà là đọc bên đời thủ nhà. Dành cho Bi. Tôi nghĩ là 10 rưỡi, 13 năm. 13 năm cho Bi, được không nhỉ? Vâng, em 95 thôi anh em ạ. Từ đấy rất là rẻ rồi, thành ra nhiều khi theo kiểu có cái gì không vừa tai anh em bỏ qua. Vâng, mà đó mà em kia chết lên đời kìa. Vâng, như vậy hẹn chết lên đời nha. Vâng, cứ tưởng là mình lên đời sau này khả năng cao là siêu muộn cơ. Một hai bên kia là bài nhảy đời còn sau cả Bi thì Bi kích luôn. Vâng, áp đấu đâu bạn đi dò là tự dọn. Tầm này he chắc cũng thôi tao thấy Bi chưa là vàng rồi, không nó quýt luôn rồi. Con này tầm này gần Bi gọi là chớm đào 10 vàng rồi là he quýt luôn, quả phụ luôn. Áp đấu ba lên đời thì không phải là quá đột biến, nhưng nếu không bị chọc vào rát thời điểm đầu thì được của Bi sẽ cực kỳ khỏe nha. Và còn nguyên hai bãi quả và lên cái công đánh hộ mã cho Bi luôn hay không. Vâng, như vậy là anh lạc đà thôi, còn hộ mã gặp là Bi nó phay chết qua nó bắt bài, ví dụ he nó kiểu thủ phù thôi. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây là máy của bạn he. Vâng, đây là bốn con dân, cũng đi làm gì của bạn he bên kia đây, đang trả từ VBG vẫn đang đứng chơi đấy. Có tê vào như vậy thằng cung ạ. Ô tự tin nha. Vâng, rất tự tin, một bài lên đầy muộn và he đang đánh thẳng cung giờ trận này luôn. Vâng, lốp xe he đánh thẳng cung giờ thủ phù luôn. Sắp lại được đài Bi ơi, sắp lại được đài đi, vàng mình chưa đủ hồi nãy. Ok, thả bài 20-24. Vâng, thẳng cung luôn, có là cung giờ thủ phù hay là cung A thủ phù đây. Ông rất kín nhá, của mình là nhiều công ca chết luôn anh. Công A, công A để xem trận đấu này Bi công cái gì anh em nhé. Ban này cơ công ca này nó tương đối may rủi. Khả năng cao là công giờ thôi Bi thôi anh em ạ. Khả năng cao là công A. Dự đoán của mình thì như vậy. Rồi, công A cho Bi luôn. Vâng, vẫn đang đi dò thôi. Bài của he là bài đi dò rộng, thành ra Bi có linh cảm với dân bên ngoài của bạn là khả năng cao sẽ có lạc đà từ vào Bi ơi, khả năng thủ phù đấy. Tôi nghĩ Babylon đánh cùng thẳng với con Pan thì gọi là thủ phù, sau đấy thì chuyển A thôi. Còn trên cung giờ của Babylon mà gặp còn lạc đà của Pan nó không khác gì theo kiểu gọi là con gặp bố. Bi sẽ về nhà và ra đây một vài chiếc ruộng, ba chiếc đồ ấm dành cho những tuổi Bi. He bên kia đã có lốp xe rồi và xem đồ đánh cung giờ hay cung A đây, thủ phù hay không. Bi không soi tan đánh ra thời điểm này, chứ biết là em mình kia thủ phù hay không. Mở cái đường móc ra đội bạn thôi. Mở đội bạn này không giờ, tốt. Vậy là sóc một tân không giờ đến từ hai bên kia. Hình như chuyển hai đều thôi. Tôi nhìn thấy he chỉ là bài hai không giờ trong tân đầu tiên của bài cầm Babylon thôi. Vâng, 33-40, đứng sau rừng và móc máy vào dân gỗ của Babylon bên kia. Vâng, vì đang cộng dân. Bên ngoài của he thì không có dân, đang giật toàn bộ dân ở hóc buồn. Vâng, tân đồng quân của Bi đang có dốc. Vâng, chết một cung giờ dành nghe bên kia rồi. Vâng, chết một cung giờ cho đồ bạn rồi, Bi đang có dốc nha. Cái pha đồng quân này tương đối trí nhá, dân của Bi đang đứng chơi được khá nhiều. Vâng,
dân bi đang có dốc, chỗ dân này thì tiếp tục hoàng hòa thêm hưu luôn, đứng móc cốt đội bạn. Bi đang đầu chỉ 2 sắp đây của man thôi. Vâng, đôi voi kìa, như đôi voi kia nó bút đấy, đôi voi đây, chuẩn rồi. Vâng, về đội bạn có một đạo sân bên ngoài các bạn, Bi biết rồi. He có đạo sân bên ngoài, nó hoàng bầy hươu, à đôi voi chứ. Bi là người tìm ra và đã cắt lạc đà xuống để mà quản map thôi. Linh cảm Bi là đúng, băng heo ra bên ngoài. Đội bạn đang ngoan đôi voi, các bạn tầm độ góc đúng giờ. Ôi, biết ngay mà, không có 3 dân thôi à. 3 dân thì khai voi chết đẹp như này nhỉ. 3 dân thì khai voi chết là rất là đẹp từ he bên kia. Tôi nghĩ là nhiều hơn 3 dân. Các bạn vừa tách ra chỗ khác rồi, đốt BM. Vâng, đốt BM của em bên kia. Không cho các bạn nó tóc chặt wide, mà em đang chui ra. Cũng giờ không phải nhiều. Cũng giờ của Bi đang nhiều hơn. Và theo kiểu lạc đà kèm cũng giờ 2 sắp đây của Bi đang nhiều cũng giờ hơn he này. He đang phải lùi rồi. Rồi, cứ đứng dốc thôi. Thế bài mà chúng ta có tương đối nhiều tấn dốc. Bây giờ thì cũng giờ của bạn chỉ là Babylon thôi. Ngang phèo với chất quân. Bi đang đút sâu vào. Em mình kia hốc kia càng có ruộng. Có cái dốc kèm lạc đà cũng được. Gỗ mình kia xuống em vào mình là nhiều. Được vàng là nhiều sắc quân đều kia. Mùi à đen. Bỏ thế. Không sao. Và đồ bạn phu được một đằng đà của mình. Ngày mai 36 nhá. Sắp tới được đâu có thể kèm được cung rồi không. Vâng, đội bạn cung thủ phù và e có cái cũng chỉ là bài theo kiểu 2A sắp đều thôi. Theo cũng chỉ là bài sắp đều thôi. Không phải bài gọi 4-2, 5-2 gì cả. Vâng, tham IP là 35-52. Sắp tới càng cao được kẹp cả lạc đà thôi. Đúng rồi, cứ kẹp cả lạc đà chắc chảy. Đang cho mình BL thứ 2 luôn. He này đã có thủ phù nhưng lượng phù không phải nhiều đâu. He sắp 2 con phù thôi. Thần này đóng phù bên ngoài, nó chịu thật. Tưởng là phù xong hốc cơ. Lại CBM mới đấy. Có nghe nhiều gỗ nhỉ. Tốt. Rất là nhiều gỗ thứ hai bên kia luôn. Xây lại BM thứ hai bên kia luôn. Để quyết tâm là nâng cấp bằng được công nghệ bổ gỗ 2. Rồi, ok bạn lão làng nhá. Tạm biệt. Vâng, Putter bye bye. Thank you anh rất nhiều. 43. Ở đấu này các bạn cũng có phù hay không nhỉ? He tầm này chuyển sang sắc nhiều cùng giờ hơn rồi. Bi thì có lạc đà đà rồi, bạn có phù. Khá đỏ. Đến bây giờ thủ he bên kia. Cố gắng điều quân nào. Bi là bài thức kiểu vừa ra ruộng vừa ăn hoa. Đang chuyển sang sắc nhiều đá có phù chứ. Phù đủ công nghệ. Không he này phù thức kiểu gọi là phù đảo đằng trước sắc nhiều bắn chùa luôn cơ. Ồ, bài rất là mới của he bên kia. Phù đi trước cả đảo và gọi là hút đam và cùng giờ bắn đứng sau bắn chùa anh em ạ. Vâng, BB là 44-64 dành cho game thủ BB. Ép quân liên tục, dí liên tục thôi. Không cho em là người có thể chuyển sang quân bất kỳ quân gần quân gì khác được. Và thậm chí là chuyển quân gần quân gì khác thì càng dễ đánh. Vâng, BB giờ đang chuyển sang một đấu thi kiểu rất là nhiều A sóc đều rồi. Ba sắp đều rồi và tiếp tục bóc rừng. Một chút nữa thôi thì he là bài sẽ xấu với rừng thôi. Móc bay đồ bạn. Một chút nữa thôi thì he là bài chắc chắn nhiều với rừng. Nâng cấp luôn cả là máu luôn. Hoàn hoàng 2 mấy quả bản đồ là quá khỏe cho đi luôn. Ăn hoàng thành công tổng cộng là 2 mấy quả cho đi. 2-3. Đây thì đi với quân. Cẩn thận nè. Đó này là bạn yếu với lực hơn mình thì chắc rồi. Phù kìa. Phù của em vào phù tầm này vẫn đang sóc rất là nhiều phù thức em bên kia. Vẫn đang một cây đều tốt. Như vậy vị trí là 4 dân làm vàng của em đang lãng phí. Và đây là đơn vẻ tốt dành cho thủ BB. Xích cổ được rất nhiều cùng giờ em phải nằm xuống rồi. Tham vay 54-72. Vâng, he đang chui vào một cái lỗ. Vâng, BB đang đút vào luôn rồi. Đút hai đặc đà vào một cùng giờ vào hay không. Vâng, và đút toàn bộ vào cho BB luôn. Vâng, khô máu. Chơi. Bổ đê. Đây chấp nhận được mất quận rồi, quan trọng là có làm cho em rồi. Đảo đỏ thế nhỉ. Phù được đảo phù luôn được. Thôi khả năng giờ này mình cố gắng thiêu được của bạn thôi. Tập trung điều quan tơn nào. Vâng, chết con phù của em bên kia rồi và dí thêm đơn mời. Vâng, nghe đang hết lực sắp quần rồi. Bi đang gọi là gỗ nhiều lắm, 1.000 gỗ đấy. Rất là nhiều gỗ cho Bi.
làm quanh ruộng 5 giờ không đi. Đấy, chuẩn rồi, 7 chiếc. Vâng, quýt luôn. Nó có phải như thế. Một đài đời muộn và cung thủ phù dành ngay bên kia, nhưng vì đang ăn hoang được quá nhiều đồ bản đồ. Và chuyển quân cũng là tương đối dễ dàng. Chuyển từ bài đó là theo kiểu lạc đà chuyển sang cung giờ. Vâng, tham ID quá mạnh rồi. Và tỷ số là hai đứa chúng ta có chung kết C1 anh em ơi. Vâng, C1 thì Bi đang để cho em dẫn trước 2-0. Bây giờ đang bật lại hai đều rồi. Chúng ta có chung kết. Chung kết của C1 dành cho cả hai game thủ. Và nói thật anh em thì cũng đút vào gọi cho anh em căng thôi, còn cái tầm mà bi kích sau nổ máu rồi á, em nghĩ là tịt rồi. Cái tầm mà có đút vào bình luận cho anh em căng thôi. À, thế còn cái tầm mà bi nâng cấp nổ máu xong rồi thì đây là chung kết và sang dành cho game thủ BB. Cần nhưng mà em cầm cung nhá. He cầm AC đấy. Khả năng anh chém nốt đi từ he bên kia đấy. Quân thì mình coi là dù sao thì vẫn có tính ổn đỉnh cao. Đến từ thủ BB, nhưng mà bạn thì quân không hề xấu. Sang AC, quân là 1-10 và 1-9, không lệch nhiều đâu. Mình gặp rất là nhiều trận đấu mà AC ra là người gọi là bài đẹp và thắng được sang rồi. Nhà khung lên sớm được khỏe và đánh cung thẳng, thắng sang, đấy chuyện bình thường mình gặp nhiều rồi. He cầm AC. Yes, yes. Vâng, chung kết và quân đang là đẹp hơn. Thì cứ tạm thời là như vậy đi, cứ cho như vậy đi. Mặc dù đẹp hơn không phải là quá nhiều. Sang AC thì khác như bắt đầu các con sang này thì không thắng AC. Rồi, quả phụ rồi. Có lẽ là không phải map này anh em ạ. Có lẽ không phải map này đâu. Quả phụ là có zombie rồi. Bây giờ mình hưu tìm voi thôi, hưu đầu ở đâu. Kèo khả năng cao là kèo 5C anh em ạ, 4-5C đấy. Bởi vì tối qua bị đánh khá là muộn, thành ra bây giờ tiếp tục xúc quả là 10C với he thì khô máu quá. Cực kỳ khô máu luôn. Quả đầu 6 cây, quả phụ là có zombie gặp hai xong. Có sai không nhỉ? Ôi, đây là lag. Ôi, đằng nào cũng chết, tôi cũng chết bằng hai sư tử thì cũng chết với tình huống gọi là bị lag. Đằng nào cũng chết. Bài này trở thành cái bài gọi chưa thơm. Cứ phải từ từ thôi. Sang chết dần rất sớm. Đúng là dần thứ 7 thì vì là thứ 8 là vì là người phải chết. Rồi chào bạn Linh Mi nhá. Rất là sâu anh em. Thực ra tối qua thì hét nhiều mà thành ra hôm nay hơi khàn giọng. Mà đánh với bạn he thì cũng chả cần phải gắt làm gì cả anh em ạ. Kèo đấu mà đánh các bạn bình cơ. Đánh gọi là cần nhiều sức. Còn đánh các bạn he cả thằng cao cũng bình luận theo kiểu sửa quân, sửa tỷ số. Vâng, thỉnh thoảng xông lên. Đấy, kiểu như thế là ok thôi. Hai quả phụ rồi. Hai quả phụ zombie rồi. Vâng, tối nay kèo gì không? Tối nay chắc là có kèo anh ơi. Quan trọng kèo gì thì tối nay thì trước mắt là kèo của bên BB. Có bi thầu với cả sẻ nô 1 này. Bi thầu và sẻ nô 1. Đây kèo của anh em hôm nay đây, như vậy là tôi đang đúng mức kèo duy nhất thôi này. Sẻ nô 1 với bi thầu này. Có đúng mức kèo thôi. Vâng, duy nhất là kèo tối nay anh em nhé. Đó là bi thầu với cả sẻ nô 1 và lúc 19h30 tối nay. Rồi chào bạn là Linh Mi nhá. Ở đó rất là xinh xắn và đáng yêu. Tôi bị đóng e chưa nhỉ? Ba ra nó khả năng bắn kịp thôi. Má là bài điểm đầu thì chết dần là hơi đáng thương một chút. Bài nhìn qua là bài hai quả phụ thì chơi được. Vẫn lên đời thoải mái cho sang thôi anh em ạ. Ép đầu thì là một ép đôi cho Bi. Bắt đầu khả năng cao Bi rất là 27 dân thẳng cung. 26 dân trừ 1 rồi, 27 dân trừ 1 hay không đây. Chết một dân thành ra thì nhiều khi bị đánh 26 dân cũng lên đi chứ. Mà sang AC và thẳng cung thì hơi tự tin. Mình có tự tin hay không? Tất nhiên quân này thì lý thuyết thì sang là người sẽ đánh theo kiểu gọi là
Vâng, cố gắng đánh chém để chọc giò bắt AC ăn bò nhỏ. Sau đấy 1L2A để thi đấu với AC. Nếu bị cầm sang thì chưa chắc bị đánh chém đâu anh em ạ. Bởi vì thì gặp những game thủ kiểu hệ như he thì cực kỳ tự tin. Đấy, thẳng cung luôn cũng lên đấy chứ. Thẳng cung sắp dần đều. Khoảng tầm phút 30 thì tham dân của mình bằng tham hay của he bên kia thì là tươi. Cung chặt rồi anh em, khả năng cung chặt. Tôi nghĩ là cung chặt đấy. Tôi vẽ cho đôi ăn vàng, khả năng vẫn một lực đà đều đấy. Đây là cái gì đây? Vâng, đây là BL. Có S nhân đôi không nhỉ? Không biết nhân đôi khả năng cao là hỗn mã của bài cầm sang rồi. Bà đấu mà đồ bạn he đang chứ là nhà đồ bạn ở đâu nhá. Thực ra thì biết là góc 3 giờ thôi. Còn chưa biết chính xác ở đâu cả. Và vì đặt cho mình một cái S nhân đôi. Vẫn sẽ có khoảng tầm độ 2 dân quốc vàng thời điểm đầu để lên cho mình cái công nghệ sắc lạc đá đầu. Cũng như sau đấy thì chuyển sang lên đồ máu các kiểu. Lên giặt gỗ rồi bi. Và nâng cấp luôn để công hay không? Một bài sang mà lực là coi là khỏe đấy, hai quả phụ chắc chắn là khỏe rồi. Mặc dù trước một dân zombie điểm đầu, một bài theo cầu 27 dân trừ một zombie. Và các bạn Pacific Duke này cũng như bạn này sao ảo sao anh em ạ? Thực ra thì mình cũng không biết đâu, bạn nước ngoài hẳn cao mình nói tiếng Việt thì bạn này cũng không biết đâu. Tôi qua tặng bạn sẻ, bạn nghe bảo là mỗi lần 10.000 sao sáng nay mất hình rồi. Vâng, sao không sử dụng được, thu hồi ngay. Thế kiểu mấy ông quản trị thì còn cái mảng Facebook của Việt Nam ấy, người ta kiểu người ta vào người ta sale thôi. Vâng, đánh chém đi lộp xe là Chobi. Ok, là bánh thằng khung giờ luôn. Bài Sidian khung nhà nha. Khung nhà và thậm chí là trận này he đang dùng đầu. Anh ta đóng ma một mặt mà khung giờ ở bên trong luôn. Sao hôm nay cũng he dùng đầu thế nhỉ? Đóng ma chuẩn bài đúng theo cái hướng mà khung giờ dính bên trong luôn. Rất là ghê nhá. Ngày hôm nay cảm giác thi đấu bắt đầu gọi là có dùng đầu rồi anh em ạ. Đóng ma theo kiểu khung giờ ở bên trong luôn. Đây là 30-40 của Bi, tạm thời thì vẫn đang ra ruộng thôi. Bài sang là bài chết dân. Em bên kia là bài nó đẩy sớm, hàng cao là thay. Nghe là bài đóng A thụt. Đóng A thôi kiểu đóng A mặt kia thì toàn bộ khung giờ của E đều ở bên trong nhà luôn. Và chúng ta sẽ không đi vào được. Sắp tê thủ. Ở tê thì ra nó lấy máu nó cực kỳ nhanh. Đi đang tạm thời là không ra dần thôi. Nhưng he là người sẽ đẩy luôn. Cũng như vậy. Đi cần phải ưu tiên sóc quân đều, cố gắng sóc quân đều nào. Khung giờ đồ bạn là bài chú hốc thôi. Đồ bạn là bài khả năng cao là 3 sóc đều. Toàn bộ nhà bia của đồ bạn khung giờ sẽ sinh ra bên trong. Đúng là như vậy. Sao cảm giác của he này cũng bắt đầu dùng đầu với sao anh em nhỉ? Đóng A rất là chuẩn bài luôn này. Đóng A kiểu đúng cái tư duy của một game thủ chuyên cung luôn. Kinh thật. Cũng đóng A theo kiểu cũng giờ ở bên trong thì thủ nhà dễ. Cái điều mà mình hiếm gặp ở những game thủ kiểu như là he. Đóng A B là 40. Tạm giờ thì dân này B đang hơn. Những quân thì các bạn là người chui hốc. Ba sóc đều. Quân thể mẹ là cân. Tầm này kháng cao tham e bằng tham dân của B là cùng. Tham đâu bạn cái khoảng tầm độ 30, 31, 32 thôi. Không thể quá được. Đồ bạn là bài chú hốc, thành ra thì không ra dân đều được. Hay là bài chú hốc thôi. Đen là dính các kiểu dù ở trong kia. Không phải bài khung nhà của em bên kia đâu. Vâng, nhà căn nhà là cực kỳ rộng. Nhưng he ở đâu để quân ra. Còn chẳng có ai đã có số gì rồi. Còn khả năng vẫn thắng anh em. Khả năng vẫn thắng. Kiểu he bên kia chỉ vài chú hốc thôi. Bây giờ mai tầm này đang là 53-60 rồi. Bằng he không dám đi quân quá sớm.
Đấy, còn đúng 20 game thôi, he không dám đi quân, không để bi á. Thì gần như là cửa thắng chắc chắn thuộc về bi luôn, tôi thề với anh em như vậy. Chỉ cần 2 phút thôi mà he không để bi thì chắc chắn là bi sẽ có chiến thắng. Tham vai của bi đang là 70. Vâng, 70 trừ 10. Oh, hello anh Thành nhá, chào anh Nguyễn Thành nhá, hello anh. Vâng, 62 thủ của bi, em kia vẫn chưa đẩy được. Căn nhà gần như không cửa he đẩy mình luôn. Bắt buộc he và người đó bước sát qua quân của mình thì mới công nhà bi được. Ở một bài đấu mà bi là người nhận thấy đoạn khung nhà và đang thở về nhà cơ cấu đua phát triển là rất ghê nhá. Vâng, cực kỳ ghê luôn. Lên lại bi ơi, ok. Vâng, sao mấy kia bao nhiêu nhiều vào, căn nhà cực kỳ rộng. Sau khi đủ dân thì mới bắt đầu gọi là cho quân, tôi bảo rồi. Tầm này thì he khả năng cao là sẽ thua. Khả năng cao he sau này sẽ thua anh em. Đúng 2 phút game mà he không đẩy được. À cũng 37 dân trang chảnh phết kìa. À, không đùa được. He bên kia là bài 37 dân anh em ạ. Một bài trí hốc mà sốc quân của em bên kia. Nhà chính anh ta ở đây này, ngay số đặt đài bia đứng này là chính cũ ở của em bên kia. Ta đấu đồ bạn không rời gì. Chưa có đồ máu bia. Đang chơi xong đồ máu rồi. Mọi người đi xong rồi. Đã lên xong rồi, cái này là đào trong 43 máu. Và cũng rồi 80 máu, con he đang vẫn đang cố gắng điều. Cái này nghĩ là cân thôi. Rồi, cũng rồi mình cũng rồi 80 máu rồi. Còn yếu hơn cũng rồi chi đào chút rồi, cũng sao. Nó giảm cái mức chênh lệch của hai đội cũng rồi đi rất nhiều. Vâng, đây là 7 nhà đeo sau này cho bi rồi. Đủ lưỡng dân, và bi đang chuyển sang ngoài châu quân. Vâng, 7-8 quân sóc đều luôn. He đang hết sạch cũng rồi này. Rồi, vậy he vào. Và vay 71, tôi bảo rồi. Đúng 2 phút đầu game nữa thôi mà em không công được thì bi sẽ đang nghe tầm này đang chỉ là 4 a sóc đều thôi, trong khi bi là 7-8 cho quân sóc đều rồi. Vâng, như vậy là có nhà đeo từ tham của em bên kia. Nhưng thời này quá muộn, đó là quá muộn rồi em ạ. Tỷ số sẽ là bài cho bi C1 và quýt. Vâng, bảo rồi, đúng 2 phút đầu thôi mà em không công được là thua. Khi bi đang sóc dần là quá dã man, tôi nghe chỉ bài chú hốc thôi. He chỉ là bài chú hốc thôi, mình đang khóc rông. Không sóc dần gọi là quá đều bằng bi được. Vâng, tỷ số là 3-2-C1. Bật thành công Zobi. Vâng, để thua 0-2 trước. Vâng, ta thắng liên tục và chặt cụ 1. Thì đánh cái gì? Vâng, giáp 4 á. Chắc chảy thế à. Rồi, cùng đời Sirian cầm thì ít khi phải đến giáp 4 anh em ạ. AC cầm mà thi đấu với loại Babylon, tức là quân theo kiểu hỗn tạp, lạc đà kèm vô giờ đấy. Thì người ta đang đầu tư công nghệ chặt vô 2 trước công nghệ giáp 4. Bởi vì chắc chắn đâu bạn sẽ không nhiều, không sóc nhiều lạc đà rồi. Và đồ bạn này một lờ chuyển kẹp cung giờ luôn. Đấy, thì mình sẽ ưu tiên cầu sạt ngoài sớm. Rồi, ok, bật thành cầu sơ một và tỷ số là một cầu mình xe Sobi. Hơi chạch choạc chút điểm đầu nhưng vẫn cứ ok thôi, bảo rồi. Và cái nước dừa này mà 2 phút mà không công được thì chắc là nó thua rồi. Phát triển lâu dài thì và gần như là tịt, 1-10 một tịt với bi luôn. Rồi, ok. Lại thế à? À, cần. Và siêu cần trận đầu tiên của sâu 2 của đầu tranh của BB và sau buổi sáng ngày hôm nay. Chính xác là buổi trưa ngày hôm nay anh em nhá. Tối qua ngủ được 2 tiếng anh em ạ, về đến nhà thì 3 giờ sau đấy đi chập chờn một lúc xem lại livestream xem thử là mình luận tốt hay chưa. Sau đấy tầm 5 giờ đi ngủ. Sau đấy 9 rưỡi ngủ dậy. À 9 giờ 15 ngủ dậy. Rồi đi làm. Thành ra thì cảm giác không bắc minh lắm trong buổi sáng ngày hôm nay nhưng không sao. Và thi đấu cả bạn hè bên kia có lẽ theo kiểu phong độ khoảng 50% thôi là khả năng cao cũng đủ rồi. Quả đầu bi là một bãi quả 7 cây. Quân là siêu cân. Bằng 2 cái thách cho anh kiếm thủ. Quân là siêu cân rồi. Chuẩn Hoàng Minh ơi, mặc định bình luận bây giờ thì 5 giờ đi ngủ chắc chắn tầm này bình luận thì phải gọi là vâng hai lon hút bên cạnh rồi, hai lon hút bên cạnh thì mới có thể gọi là căng mắt và nhìn bản đồ con, nhìn timeline đọc quân anh em được. Không tầm này Greg đọc có sang thì nhầm, chết dở anh em phải gạch đá các thứ.
Vâng, đây là 13 đến 16 dành cho cầu thủ BB. Bảy yêu muốn con đưa về rồi, gỗ đầu là gần rồi, nhà khung. Quần này đánh DB trên quẩy đây. Cuộc chiến của những ông già. Vâng, trước đây thì chưa có những bài nâng cao thì đa phần là cuộc chiến của những ông già và những con nông dân trai tráng khỏe mạnh. Và bây giờ đến trên đỉnh cao rồi thì lại quay trở về, và càng đỉnh cao người ta lại quay trở về cổ xưa nhiều. Ở trên quẩy rồi BB. BB của Rex thì chỉ là BB một áo thôi. Họ thua BB của Kata và Johnson một lượt đam và một lượt máu. Tức là người ta gọi cái con đầu có khắc, với cả con đầu của Rex này không có khắc. Gọi tắt là con Johnson là con có đầu khắc. Đấy, còn con Kata cũng thế. Con Rex thì không. BB của Rex thì chỉ là BB một áo thôi. Đam của nó mắc mini 3 chỉ là 7 cộng 4 thôi. Còn BB của Johnson thì mắc mini 3 là 9 cộng 4 với lượng máu là 70, xong khi Rex chỉ là 60 thôi. Em nhớ không nhầm như vậy. Tất nhiên cái này thì có thể là sai một vài chi tiết. Thì em nghĩ là không nhầm đâu. Em khá tự tin khi mà solo kèo này thì em đánh khá nhiều rồi. Kèo Rex gặp Johnson chẳng hạn. Vâng, thì đánh BB khá là nhiều. Sau đấy thì chắc là mình nhớ chuẩn rồi. Còn BB này thì đam là 7 cộng 4 là chắc chắn là mắc binh 3 rồi. Còn lượng báo là 60. Còn đấy con ở Johnson lỗ là 70 là 75. Chỉ là 70 hoặc 75 thôi. Rồi qua là siêu cân. Xem trận này thì bài là bài thích cỡ tròn tròn đồ thôi. Quả phụ 6 cây. À, quả đầu 7, quả phụ 6 vẫn khỏe. Vẫn khỏe. Không sao. Tôi tưởng là quả đầu 6, quả phụ 6 cây thì nó hơi yếu. Còn quả đầu 7 thì khả năng cao vẫn khỏe chú ý rồi. Mấy phụ là mấy yêu có 5 con. Bi là muốn đưa về với Ethanol vàng của mình. Vâng, đang muốn đưa về với Ethanol vàng của mình. Vâng, trước một dân là hơi đáng tiếc, nhưng Âu nó cũng hay số. Khi mà gặp hai sư tử. Ok, xin chào Trịnh Văn Nam nhé. Thank you rất nhiều ạ. Và hôm qua Trung Quốc cũng đang tỷ số 43 về C anh em ạ. 43 về C. Cái gì đây? Sao cũng mấy cái bạn thường kiểu những tây tây vào tặng sao thì hơi bị ghê nhá. Đặc biệt là tặng sao với số lượng lớn thì mình ra thì thôi thì cảm ơn tấm lòng của người ta, nhưng mà tặng sao kiểu lớn lớn này mà nick fake kiểu fake ảo rồi tiếng nước ngoài ấy, thì rất là nhiều khả năng là cái sao của mấy bạn điều hành Facebook của Việt Nam ấy, anh em, người ta theo kiểu người ta nghịch, người ta bảo người ta tặng, sau đấy hôm sau thì hết livestream thì nó sẽ hết hạn mà không sử dụng được. Cái tình trạng này bên Tết còn sẽ gặp nhiều rồi. Và mấy bạn gọi là làm điều hành Facebook của Việt Nam chẳng hạn, xong đội ngũ điều hành Facebook của Việt Nam thì họ làm được, nhiều khi họ nghịch ấy, họ tặng sao kiểu 10.000 sao hay là họ thích cái 100.000 sao không có. Đấy. Sao hết kèo là nó quay trở về không. Chào anh Phương Tú nhá, chào Nguyễn Anh Tuấn, chào Lê Khắc Quý, chào Gia Minh, chào Đặng Anh Vũ, chào anh Duy Thái, chào anh Sơn Anh, chào anh Hoàng Luân, chào anh Gia Minh, chào anh Lê Phúc. Và hello, 4 cái anh làm giả trong cái đấu buổi trưa ngày hôm nay của Bi. Có vẻ như thời gian đang gọi là, vâng, trưa dần thì lượng người xem đang tăng dần rồi. Khi mà anh em tối qua theo dõi kèo của Bi đầu đang ngủ dậy và chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Đấy. Hello anh em. Chào mấy anh em, mặc dù tối qua thì chào mấy anh em rồi. Bắt đầu Bi đánh 27 đồng dân, và quân này thì cũng chả ai ngu đi lên công tác gì cả anh em ạ. Trừ hệ của cậu he bên kia thôi. Xin lỗi anh em dùng từ hơi nhạy cảm. Và nhiều khi bây giờ bình luận nó phải tiết chê. Thế còn nhiều khi mà các bạn fan he vào đây xem thì vâng, lại bảo mình không tôn trọng. Thực ra mình bảo ý như vậy bởi quân này thì và ít người lựa chọn đánh công giáp, người ta chủ động đánh lên công nghệ chặt gỗ hoặc là đầu vàng. Đấy. Ưu tiên về công nghệ. Bên này công giáp nhưng mà thực ra anh thốn đấy. Đấy, thực ra là cái hay của nó đấy. Đây là một game thủ mà mọi định nghĩa về việc mà bài vở sách giáo khoa rồi lên cái gì nó sai hoàn toàn. Bởi vì he là hệ sát. Và thực tế thì he đang thành công cái game công giáp của mình. Bằng việc anh ta đang chọc được 4 dân bên ngoài của Bi. Bi trận này lên chặt gỗ, không lên đầu vàng. Thành ra thì cẩn thận con, nó chọc con giò quýt luôn, lại nhục. Mờ vẫn hở ấy nhá. Rồi để gỗ đắp B. Nhiều khi anh em cũng bảo tại sao Bi không bom một vài chiếc E, nhưng giò hay yếu máu mà Bi đang để dành gỗ đóng P, thành ra thì đóng P. Này mới đánh theo kiểu nạn thật. Này đi lên công giáp chọc nhau khá ghê. Một P và cần phải cố gắng sớm thế. Thật là đi đây. Thôi chưa.
Đấy, nhiều khi cứ chê thôi, cứ bảo là e là game thủ không dùng đầu, chả ai con này công tác gì cả, nhưng e đang làm tôi bất ngờ. Và thành tựu anh ta thu được đang là một trận đấu càng cao, vì mà phù gãy trận đầu là đặc biệt. Xong rất thốn đấy, vừa bàn cái công việc gọi là mình bảo con này không lấy công giáp xong thì người làm ngược lại, bởi vì hơi chủ quan, thành ra thì bây giờ đang nhập một cái kịch bản là nó hơi khó đánh, và các bạn công cả phù luôn. Còn nếu các bạn nào khỏe lên được cả công giáp mới đủ và được cả đầu vai không nhỉ, hai quả phù được ạ. Rồi đánh được này, nó lên công giáp phù của các bạn thì rằng có công nghệ hay không đây. BB là 18, cố đang là nhiều, BB lên sạt cố. Còn vừa bảo xong thì He là người đang làm chơi tôi rất là thốn. Thôi còn lại 17 thôi, vàng đã bị bạn là người chơi vào, bạn ăn vàng chỗ mới. Trận đấu này thì BB lên sạt cố không phải lên đầu vàng, này là lực vàng và đang ở bức cơ ở trung bình cá thôi, không phải là quá dư thừa rồi. Mình và đoạn công P chắc chắn cũng là đủ, thì P của He chưa đủ công nghệ được. Bây giờ đóng P thứ hai sau đi công nghệ P là mình có cửa ấy nha. Hiểu rằng có cho ba dân làm gỗ hay không. Đấy, ngồi theo kiểu là phán xét he xong, nghe làm quả công giáp he chọc rất là thốn. Có công nghệ của phù luôn đấy, coi lấy cả đầu vàng luôn à. Có công nghệ cho phù he luôn. Và đầu bạn đang đánh một bài đấu khá thập cẩm. Và thực sự rằng khi mà thi đấu he thì tất cả lý thuyết đều sai anh em ạ. Tất cả lý thuyết đều sai. Kiếm thủ và đánh theo kiểu cực kỳ công hiến. Tốt, 20 phù bắn trên vô bóng. Và hai cả lệnh phù đỏ tê nó chém kìa. Được. Ý giời ơi, thơm nhùi mít quay lại bổ luôn. Đang mai là 24-64 dành cho thủ BB. Chúng ta đang có tương đối nhiều vàng. Ở BB lên cả đầu vàng trận này luôn á. Ờ à, như vậy lên cả chẳng mỗi cả đầu vàng anh em ạ. Phù he tầm này cũng là mang bình công nghệ rồi. Hôm đầu mè cũng lên đầu vàng, lên công ra đủ và cũng lên đầu vàng dành cho thủ he bên kia. Vâng, nào mình là 21 vẫn đang có cửa, vẫn đang còn cửa rồi, bắt đầu lên con số B luôn. Vâng, chạy nhanh vào 50 máu, đặc biệt là mình nâng cấp. Nhưng bây tôi nhìn nhầm anh em ạ, xong đời 2 thì cũng lên hai công nghệ luôn rồi. Khi mà lượng vàng tăng lên là 13 vàng cho tên trả vàng về. Và đồng bạn là bài đập dân công phủ, nghe đang công rất sát. Vác khoảng tầm độ 15 dân lên một phủ của Bi. Trận đấu này là tương đối căng nhá. Và các bạn thấy rằng nghe tiếp tục chắc chém hay không đây. Và phủ 3 dân quay giải phủ luôn hay không. Vác toàn bộ dân gỗ luôn, một tên khởi nhá. Và nghe em đang khô máu và khoảng tầm độ 15 con dân buộc anh kéo lên. Anh đã kéo toàn bộ dân gỗ, dân quả lên vùng dân Bi rồi. Dân vàng, vàng đồ bạn vẫn còn. Em đang có chém. Và nghe em đang có chém nhá. Bi đang hết vàng. Con P kìa. Con xin con chém nè. Được. Hôm nay phủ đủ công nghệ chắc chắn là được rồi. Và nghe đen con chém luôn. Một bài đập dân đến từ gài kèm thủ. Và vì có lẽ ra đều dân là chính cái câu này. Vác dân là quẩy luôn. Và rất khô máu dành cho gài kèm thủ. Một khung cảnh là tương đối hỗn loạn. Nam Bi là 23-60. Và nghe đang có nhiều phù hơn. Nhưng đơn giản dân vàng đồ bán ở nhà vẫn còn. Nghe vác toàn bộ dân vàng và dân gỗ lên đập nhau rồi. Còn dân vàng là vẫn còn rồi, bên kia nghe không nhiều tay đâu, cố lên nào. Có chém. Vẫn đang một lời đều nghe bên kia. Anh ta vẫn có 3 giờ làm ruộng hoặc là lượng thực tích được điểm đầu. BB Time này còn là 18 và thua trận này. Và đội bạn đến sớm nhá. Trận đầu hơi chủ quan và BB đang phải trả cái giá tương đối đắt. Và hơi chủ quan là một phần nữa, này đúng là khóa sớm. Và bài đầu bạn là bài theo kiểu lên được cả đầu vàng, cả có đầy đủ luôn, cả cao hai quả phụ. Có chuẩn hay không? Đấy, khả năng hai quả phụ thôi. Lên cả đầu vàng luôn. 3P thì Bi dự đoán nó đang ruộng, khả năng cao là bạn lên cả sạt gỗ. Và như vậy tân khá bất ngờ, game này là bài lên được 4 công nghệ xong đời 2 luôn. Công ra đầy đủ, đầu vàng và sạt gỗ luôn. Và tỷ số là 0-1 CI. Vâng, đấy cứ bảo ông nghe anh không não đi. Tất nhiên là bài đồ bạn khỏe, đồ bạn có quyền. Vâng, làm gì cũng đúng. Tỷ số là 0-1 CI. Thực ra quân này thì vâng, bài phải khỏe cơ. Còn gặp bài bình thường thì cứ lên đầu vàng anh em ạ, lên sạt gỗ. Đánh lâu dài thôi. Ví dụ bạn lên công giáp xong rồi bạn không lên đầu vàng ạ, thì bạn cứ đánh lạc đà chay hoặc người chém chay. Thì bạn cứ châu phù thôi. Gaper, một kèo đấu bút được.
gọi là có cửa, không phải 1-10 1 tịt mà là 1-10 và 1-4 dành cho cái thủ hé bên kia. Thì quan trọng là bạn lên sớm hay không thôi, và khả năng chuyển quân, lực khỏe hay không. Sao bị luận ngu à? Thực ra thì em biết quân vừa rồi thì bài người ta khỏe, người ta làm gì cũng đúng anh em, chứ còn quân vừa rồi mà bài bình thường thì cứ lên chặt gỗ đây đỏ vàng thôi. Vâng, đây là bài he khỏe thì he làm gì cũng đúng. Vâng, và đồng bạn là bài khỏe đồng bạn làm gì cũng đúng thôi. Lên công giáp, đi chọc cho đồ thôn, và lên qua luôn cả đỏ vàng và chặt gỗ luôn. Greg có voi dành cho game thủ BB. Vâng, Greg có voi, trận đấu vừa rồi thì BB cũng hơi chủ quan khi mà không bo bế. Bởi dự đoán quân này thì đồ bạn là người vâng, có lẽ không lên công giáp. Đấy, cái này chính là BB khá giống sĩ của mình. Rồi cho anh Hoàng Hà nhé, Trần Huy anh ạ. Phải không em là Trần Huy anh ơi. Phải không em thì anh em vào nhóm gọi là Bgraph chăm sóc khách hàng thì sẽ biết thôi. Anh cái sở tốt theo kiểu up kèo, kết quả kèo thì sẽ có Facebook Trần Huy đăng. Đấy. Rồi trận đấu thứ hai, quân tiếp tục là một trận đấu gặp gỡ dành cho game thủ BB. Mời quê ở đâu à? À em quê ở Nghệ An anh ạ. Em quê ở Quỳnh Lưu Nghệ An. 37. Xa Quỳnh Giang huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An là quê của em. Kèo 7C hôm qua thì số là 43 người bị thầu anh em ơi. 43 người bị thầu. Vâng, đây là 14 đến 16 dành cho game thủ BB. Áp đầu mà Greg đối đầu với Per. Và nhìn qua đủ đồ đấy. Họ bom đồ thôi, sâu đầu chắc chắn là có, quan trọng đầu đâu thôi. Nó có được về không thôi. Mắc Bill. Tôi cần một cái U7. Để sử dụng Mắc Bill thì tôi cần một cái U7 và nó sẽ là một nét nhân đôi cạnh trừng thừa của Bi. Ad đầu là khá sớm và đấu gỗ đầu không phải là quá xa. Ad đầu của Bi thời điểm vào 5 phút 20 game. Không muộn. Ồ, mày yêu luôn. Mày yêu này thì lực lượng hơi yếu nhỉ. Thử lấy đầu vàng công giáp được không? Cái con này và con bơ này mà lấy được, à, con siêu con gách mà lấy được cả, gọi là cả công giáp đầy đủ và cả đầu vàng chặt gỗ luôn. Thực ra đầu vàng thôi, chặt gỗ thì là một thứ đồ nó hơi xa xỉ. Nếu như đây là thành công ba công nghệ đấy và kích trong đầu 10 thì BB sẽ có cửa thắng tương đối sáng. Nếu như là bài gách kích trong 10, kích trong 10 và lên được ba công nghệ, công giáp đầy đủ và cả đầu vàng thì thi đấu Per thì nó sẽ có cửa rất là sáng để thắng. Rất sáng nhá. Rất sáng, nó còn thắng chặt hay không để chờ thôi. Rồi, bơ đây luôn này. Gần nhau luôn. Đánh thôi, đánh thôi. Trước Bi cầm bị quy đồn chết đấy. Bi cầm ai cầm bên kia nhỉ? Chả biết Bi có nhớ không. Thực ra tôi nhớ rất nhiều map anh em, nhưng cũng đánh nhiều game thủ quá. Trước đây mình đoạn Hà Nam nhiều. Map này thì quyết cầm rồi. Bơ 6 giờ đúng không? Bơ rất là gần nhau luôn. Cũng bãi quả này. Vâng, đây 23, 24. Và đồ bạn là bài do 30% bản đồ dành cho game thủ he bên kia. Tốt lắm mẹ ơi. Và em cứ đi dò như vậy là ok đấy. Một bài do 30% bản đồ dành cho em bên kia. Ok, B là bài. Ui giời ơi, vâng như vậy 959 giúp B luôn ạ. Không phải 10. Và nó bắn cũng lên được 2 rồi. Tất nhiên con Per này nó dò rộng, mà nó đập lô chuẩn đồ những bài hiệu to thì nó vẫn kích đời khá là ok thôi. Một pha nhốt dân rất khéo của B luôn. Một E là kín luôn vàng. Chỗ BB. Một E chỗ BB kín luôn đấy. Rồi. Xây được, con ra bên ngoài xây được.
Ok, vẫn xây được thôi. Chắc chắn là xây được. Nên đầu vàng cho Bi. Lực thì gọi là lực bình thường, lực không phải quá khỏe cho Bi đâu. Lên đầu vàng, con lợn rồ vẫn có đủ công nghệ hay không? Tạm thời thì đúng sẽ có cái công. Bi có lên công chưa nhỉ? Lực đang dồn lên là tương đối chậm. Khả năng cao lốp xe đi đập dân công phủ vậy. Dân quả kia ăn xong là tiếp tục là dò công giáp. Pơ này pơ khỏe rồi. Ở đây hai dân của em bên kia dò mình mang tính chất gọi đi dò thôi. Chỉ mang tính chất gọi đi dò thôi anh em ạ. Xích con dò đồ bạn ạ. Bắt được con dò đồ bạn đấy. Vâng, như vậy là xích được con dò của cậu em bên kia và chết. Vâng, con dò công giáp đổi lấy hai dân của mình nằm xuống. Chúng ta đang nghỉ lại vâng nghe đang chuyển A nhá. Thế không đủ P là gì luôn. Đủ P đâu. Chắc chắn các bạn không đủ được vài thủ P rồi. Và đầu hè đây đời sắp là đà thủ nhà và sẽ là người chuyển A luôn. Tôi dự đoán là như vậy. Vâng, đây là BP thứ hai dành cho thủ B luôn. Và đấu mà do hè đang nằm xuống là tương đối lặng xẹt và dễ. Vâng, bãi gỗ là kín dành ngay bên kia. Một đoạn con hoang đi như gặp lý trách. Đâu được. Đấu mà đỏ đi em ơi, không đỏ. Đấu mà B đang bắt tay ở vị trí con giò đi chọc cho đồ bạn. Ở đằng kia đây rồi. Vâng, chạy đâu mẹ ơi. Có tê công, như vậy là có tê công vào máy vàng của mình. Vâng, đồ bạn là bài công tê nhá. He được rằng đủ lực chuyển ai không? Tạm thời đồ bạn vẫn đang công tê thôi. Khó đang cấp đồ đà về thủ bãi hoa của mình. Vâng, đầu mà vẫn đang căng. Ngay bên kia thì chúng ta nhìn thấy là đồ bạn phải vẫn thủ đỏ này. Đỏ đi, đỏ đi, đỏ đi em ơi. Vâng, đồ bạn sắp tê thôi kia. Rồi, được con tê rồi. Công luôn vàng luôn hay không? Như vậy là một bài đánh tê có giáp dành ngay bên kia, không phải là bài chuyển A. Và đồ bạn không phải chuyển A. Và quýt luôn đã bảo rồi, map này trước quýt đánh vẫn thắng. Quýt đánh thắng map này luôn. Vâng, map đầu cũng là Persian là người đi dò rất là rộng. Trước đường quýt đánh kiểu cũng kiểu như này đây. Công P các thứ. Ở Vapor của bạn là bài theo kiểu lực yếu quá lên công giáp. Và không có lực chuyển A rồi bên kia luôn. Và tỷ số. Vâng, là một đều cho Bi bảo nhỉ. Và một đều chuẩn rồi. Một đều sai cho Bi luôn. Pơ. Vâng, như vậy là Pơ và Greg dành cho thủ BB trong đấu bản lề của C2. Ok. Vâng, vượt khó nó phải như thế chứ. Ra thì vượt khó mặt chất quân thôi. Còn bài trận đấu trước thì và nghe là bài theo kiểu anh ta lên giáp và lực không đủ chuyển quân luôn. Quả đầu là bãi quả 7 hay 6 đây, như vậy 6 cây Ruby. Quân như vậy là đổi quân. Sau trận đấu he cầm Pơ và thua thì bây giờ thì B cầm Pơ. Và he cầm Rex. Lực khỏe là được, ok. Tạm thời điểm đầu quả đầu 6 cây. Và đồ bạn thì cũng là bài theo kiểu 3% đầy quả thôi. Không phải là bài đầu thấy quả muộn dành cho cậu he bên kia. Rồi, chào anh Phạm Thế Cung nhá. Hello anh. Chào bạn có nick name là Ananan. Và như vậy thì cái xe đấu này thì có vẻ như quân đang quay quẩn từ đầu đến cuối là cứ à không, trận đầu là hai rack. Map đầu vẫn còn rack nổ 4 lần rồi anh em ạ. Vâng, C2 này thì có 4 lần nổ con rách. Đây trận đấu thứ 3. Trận đấu bản lề của C2 thì B là người cầm Pơ. Và He là người cầm rách. Đổi lại quân. Vâng, đổi lại quân rồi. Rồi, chào anh Nguyễn Toàn Tâm nhá. Chào anh Trần Văn Thực. Rồi, được rồi, ok ạ. Được rồi anh ạ. Vâng, đây bày hữu 6 con. Trước đây anh em bày hữu 4 con zombie. Cuối đầu con là gần rồi. Trận đấu này tôi đoán là khả năng cao là 5 tròn. Bởi vì Bi mất 2 dân này để đưa về, thành ra thì chứ không bài này ép đầu trong thứ tư đấy. Mất 2 dân đưa đầu về, thành ra thì tôi nghĩ là 5 tròn thì Bi có ép đầu. Một bài vào đấu mà có 3 cái gần nhà. Chết một dân. Vâng, như vậy là chết một dân Joker, nhưng đổi lại thì có một roi.
có lỗ quá không anh em nhỉ? Chết một dân, đổi lại thì thấy thêm một bầy hươu và một voi. Một bầy hươu to luôn, bầy hươu 6 con luôn. Chào bạn Hà Duy Nghĩa, đáng tiếc là mình không nghỉ bạn ạ. Thực ra mình gọi là thử chút thôi, xem thử là anh em có ý kiến đóng góp gì nhiều hay không thôi. Đáng tiếc là mình chưa nghỉ anh ạ. Sorry anh Hà Duy Nghĩa nhá. Anh như bạn này là bạn theo kiểu ép đời hay ép đời bên page của bạn Gbom thì phải. Nó chuẩn hay không? Và nhiều khi thì bạn này thì có tìm hiểu qua thì bạn này cũng thích kiểu phong cách gọi là trẻ của mình một chút, theo kiểu người trẻ tuổi mà. Nhiều khi bình luận theo kiểu nó gáy hơi quá đà, bạn này không thích, bạn này thích theo kiểu bình luận lịch sự thôi. Cho nên là chia buồn. Em vẫn sẽ tiếp tục và đồng hành với các em thủ BB anh ạ. Còn có gì thì sắp tới thì sẽ cố gắng thay đổi phong cách bình luận, hy vọng anh sẽ ủng hộ nhiều hơn và không ác cảm với em nữa. Đây là bấy nhiêu 6 con cho bi, bấy nhiêu có ít nhất 5 con, đúng 5 con thật. Ép theo đôi cho bi luôn. Viper tạm thời là Viper chưa đủ đồ, tạm thời là Viper chưa đủ đồ dành cho em thủ BB. Bắt đầu này là chưa ăn thua đâu. Rồi hello Mạnh Bóng nhá. Hello Mạnh Bóng, một bình viên cũ của AOE Việt cũng như là Big Club trước đây. Ok, như vậy là 756. Bắt đầu 26 dần trừ 1 dành cho game thủ BB. Và em không rời anh em ạ. Sáng nay vừa inbox riêng để xin anh Thi với cả xin vâng sếp Bi là cho bình luận tiếp rồi anh em ạ. Tối qua thua kèo là khả năng cao là xin nghỉ. Hôm nay thì lại vừa inbox riêng cho anh Thi với cả vâng sếp Bi gọi là xin cho bình luận tiếp và tiếp tục gọi là sống với anh em trong những ngày sắp tới. Ok Nguyễn Quang Trung nhá. Mưa có bình luận bóng đá không? Thực ra thì thử sức thì em có thử một vài lần rồi. Nói chung là cứ từ từ anh em ạ, và tập trung chuyên môn thôi. Cứ bình luận chế hay cho anh em là được. Bây giờ trước mắt cũng phải tập trung bình luận chế, cố gắng gọi là làm hài lòng được đa số anh em nhất có thể. Thế còn để hài lòng tất cả anh em rất là khó. Cái việc này để làm hài lòng tất cả anh em thì ngay cả việc Bi làm cũng khó, không phải là em làm đâu anh em. Anh em nhìn Bi đánh như thế và để làm hài lòng tất cả mọi người rất là khó. Sẽ cố gắng hài lòng tối đa được anh em có thể gọi là hài lòng nhất thôi. 26 thôi, Bi cái đời thì 10 phút 25 giây trận này dành cho em thủ BB. Và các em kia lên đời thì khả năng cao vẫn một đơn mình thôi. Rồi Trang Lê Đức này. Alo, vâng cảm ơn anh Lê Đức nha. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, vừa gửi tặng em 199.000 đồng. Vâng, thank you rất nhiều ạ. Vâng, như vậy là cảm ơn anh Lê Đức. Vâng, tuyệt vời. Đây là 27 dân, 27-28 dành cho Bi. Vâng, tập trung trận đấu thôi, không anh em bảo là lãng quên mất. Vâng, bắt đầu chạy dò cho Bi rồi. Hay là bài đầu bên kia đang hoang mạnh quả ở vị trí gọn tầm độ giữa bản đồ góc 2.5. Vâng, 6 dân nha. Trận này em có lên đầu vàng hay không? Vâng, nghe cả một rách. Mình lên cái công. Chọc được một dân của bạn nằm xuống rồi. Bi đang quấn được khoảng tầm độ 4 chiếc ruộng. Một bài đấu upper là bài 4 hươu hoặc 3 hươu. Còn được cái trận này thì vâng, hươu đầu 4 con, hươu phụ thứ 2 là bài hươu 4 con thôi. Thành ra lực Bi thì tôi nghĩ là vẫn ổn. Vẫn ổn thôi. Kiểu đỉnh 2 giờ đang tiếp tục có thêm một đoán nữa và chọc được rất nhiều dân của he nằm xuống rồi. Vâng, từ này tối thiểu thì là 5 dân của he nằm xuống. Mà he giật do về thu dành cho game thủ he bên kia. Và bạn giật cho về thủ rồi. Và đây là Tân Thơm nhá. Và đây là Tân Thơm. Và đồ bạn cứ dò thủ tôi là Tân Thơm. Kèo này khả năng cao là chạm 3WC anh em ạ. Chạm 3WC. Và đây là 31/40 dành cho em thủ BB. Thời điểm mà BB là người đang chuyển quân rồi. Thằng Mai vẫn đang ổn. Vâng, tình là hoàn toàn bình thường và không có gì xảy ra cả. Bây giờ xích con dò hè lại. Vâng, xích cổ con dò hè lại ở nhà lạc đà đang đứng bảo kê. He răng P chỗ nào đấy bạn Hè ơi? Các bạn này công P chỗ nào đây? Bi đang đi tìm. Vâng, mà chưa nhìn thấy. Vâng, bạn Hè răng P chỗ nào bạn Hè ơi? Vâng, đây 32-40, mọi thứ đang yên bình thôi.
Mọi thứ vẫn đang cực kỳ yên bình. Vâng, rất rất yên bình cho e luôn. Không nghe khả năng về nhà đánh thủ trâu chém hay chuyển đi đây. Vâng, đồ bạn là bài bị chọc khá nhiều dân tiềm đầu rồi. Thằng bài bị con số là 36. Và công P mặt này nhà P huy dài ơi, chết và quyết tỷ số. Vâng, sẽ là 2-1 CI dành cho BB rồi. Tầm này tuyên bố luôn hết cửa rồi, úp luôn P nó quyết luôn. Úp luôn P hay không? Vâng, BB đang dùng AOP cho chắc. Chứ còn gặp tôi quả đấy, cứ để là một lạc đà với cả một cơ giò ở lại OP đồ bạn là quýt luôn thôi. Thực ra bị chắc chày, cái sự chắc chày của mình có cơ sở. Kiểu chả nhỡ bay he phù đỏ tơ nó thủ được, tự nhiên là phải đánh lâu hơn. Bằng 1P chỗ này, bằng nghe công 1P à? Vâng, oh my god. Vâng, như vậy là công 1P và quýt luôn tỷ số lại 1 dành cho BB. Lên đời là quá muộn. Vâng, lên đời là quá muộn dành con hack bên kia và không có cửa gì cả cho em thật này luôn. Và mau đó anh ta dò lỗi đôi voi góc 3 giờ. He đang dò lỗi đôi voi là khá coi là, thực ra không phải coi thường thôi nhưng mà khá nghiệp dư. Và hai voi này thì có phải He đi dò kiểu gì mà không va vào nhỉ. Thôi chung quy lại thì số lại một số bi trong sầu thứ hai. Và bi đang có cửa rất sáng nên có thể dẫn trước game thủ He với tỷ số 2-10C. Vâng, đang có cửa rất sáng nha. Bí tranh bao bì ơi. Không vào mạng à? Lag luôn này. Phải chờ phút rồi, phải chờ 30 giây. Lập lại mạng theo kiểu đổi câu. Rồi, cảm ơn Sáng Frinzy gửi tặng Toby 25 sao này. Thank you anh rất nhiều ạ. 25 sao từ anh Sáng Frinzy và tiếng Anh theo kiểu công chúa của Sáng hay sao này. Cái này em tiếng Anh hơi ngu, và chuyên ngành của em tiếng Nhật thôi. Theo kiểu gọi là Yui Hatano hay là Nazia Zakaki chẳng hạn, rồi Iku Kimochi các kiểu thì em sẽ người gọi là hiểu rõ hơn. Thì tiếng Anh thì em không rõ nhiều. Vâng, thú thật anh em như vậy, ít học. Theo kiểu gọi là I have a question for you. Who is the first woman claim of the Everest Mountain chẳng hạn. Chém danh, chém gió thì theo kiểu gọi là ok. Nhưng mà hiểu được thì không hiểu được anh em ạ. Trận đấu chung kết đầu tiên của He sau C2. Rồi, cảm ơn Lương Cảnh gửi tặng 50 sao số bi này. Chào Hữu Nguyên. He đã bảo reset máy à? Thôi, cái bài dò lỗi đôi voi vẫn reset đùa ông này. Thực ra thì từ đầu đến giờ thì con nó vẫn thế thôi. Nữa đi anh, tiếng Nhật là gì à? Là come on anh ạ. Là come on. Come on baby. Tiếp đi anh, nữa đi anh, mạnh lên anh, vâng, nhiệt tình lên anh ơi, sâu đi anh ơi. Vâng, đây là chung kết dành cho em trong xe. Ủa, đánh được rồi, nhưng cho son kèo này kèo tương đối căng đây, tương đối căng nhá. Con này thì không con nào ngán con nào đâu. Vâng, bi cầm bin cũng trả xoắn cho son của He cầm. Mà He cầm so nó cũng chả xoắn con bin đâu. Con bin này mà bài đó cũng gọi là bài đẹp thì rất là khỏe, mà bài nó xấu thì nó cực yếu, rất là yếu. Hôm qua thằng anh thua, thằng anh ơi. Hôm qua thì với cái màn song sát của em và anh Đạt thì đang đánh màn này kết quả là coi là khả quan. Đội bạn là 7% dành cho quả đầu của Tozon trong tay game thủ E bên kia tốt. Vâng, một bài đấu quả đầu của E là bài có vẻ như là rất xa.
Vâng, 7% quả đầu dành cho em bên kia, rất tuyệt vời. Vâng, 4% là căng lắm rồi nhá. AC 4% là căng lắm rồi anh em ạ. Nhưng đây là bài 7% quả đầu dành cho game thủ em bên kia, và đối với anh ta là người cầm Sorian. Tốt rồi. Vâng, chắc chắn cho trận này thì kích sang 11 cho Nomad. Kể cả là bài quả gọi là hưu voi về. Một dân thôi à? Có 7% mà ghê thế nhở? Vâng, Mưa đã có bạn trai chưa? Sao em chưa ạ? Em chưa có bạn trai anh ạ. À, cái gì chẳng phải là... Khổ hôm nay giọng có cản của anh em ạ. Không không bắt trước giọng của BD được. Sao em chưa ạ? Em chưa có bạn trai anh ơi. Ở đây có ai chơi BD không ạ? Em hỏi là lần cuối trên livestream của Vi sáng em nay có ai chơi BD không ạ? Khoảng 50.000 thôi anh em ơi. Mại du, mại du. Rồi ok, thank you anh Phương Nguyễn gửi tặng cho Bi và bè Jun 50 sao. Vâng, thằng Bi và bè Jun cảm thấy rất là nhiều. Chắc là fan siêu cứng của Bi đây. Mới biết là Bi là người theo kiểu tên của con Bi luôn. Fan siêu cứng của Bi đấy. Một voi đều về rồi. Bắt đầu Minh Đoan đang có thế nhà là tương đối ổn. Nhưng mà đồ ăn ở đâu nhỉ? Cú đầu thì không đến mức gọi là quá xa. S đầu của Bi khả năng cao 5 tròn thôi. Ok, 4 phút 51 của S đầu rồi Bi. Những bạn quân kiểu như là Rom với cả Per với Sang với Panfo thì làm được điều này, gần như làm điều này chắc chắn như vậy. Bài cơ bản ở Rom Panfo là phải ép đầu trong phút thứ tư, tầm cuối tư. Sang thì không, Sang thì phải là gọi là bún sớm nhưng mà ok được. Còn lại Panfo với cả Rom Per thì tầm trong thứ tư là ok rồi. Minoan và Bi trận đấu này thì cũng chắc nó là khỏe. Hiệu đầu đáng chắc không được về được. Một voi sắt về dành cho thủ BB. Không, chơi gì nghe giọng hồn cua lại. Lại kia ta. Giọng to thế à rồi. Rồi bạn chọn một dân thôi anh em ơi, chưa ăn thua. Dạ em chưa có bạn trai anh ạ. Em chưa có bạn trai mọi người nha. Rồi Bi bên này khả năng gãy trận này rồi. Và đồ bạn từ đầu thì cái con này mà bài nó đẹp gặp con cho son thì ok. Chứ còn bài mà xấu thì gặp con cho son thì con Bi này cực kỳ yếu. Khi con cho son bên kia nó dễ đánh hơn. Nó xác định tư tưởng trong đầu của nó là xác định là thật khéo lên đời sao. Châu P thôi. Châu P, châu P và châu P. Khi làm em 3P và khi làm em 4P. Thậm chí nó mà Minoan nó kiểu đánh cung A thẳng thì đầu mà cung A chưa thụ vào thì gặp phù Minoan nó dâng lên, nó cứ đập dâng công phù rất là khó chịu. Với đấu trường đỉnh cao này thì không phải như đấu trường ngày xưa. Ngày xưa thì con này con là con tịt này. Ngày xưa mà cái thời gọi là 2013-2014 cái thời mà đế chế nó vẫn đang tương đối hiền đấy. Chưa rõ những tiền thủ kiểu như là Hồng Anh hay BB chim rẻ gọi là đánh solo quá nhiều. Thì cái quân này coi là một cặp quân tịt. Anh em hiểu là con Minoan nó cứ đánh chém thủ P, sau đó nó chuyển cung A kiểu như thế. Cơn có đòi của bạn này. Ở hè bên kia ăn tranh đồ cũng minh đấy. Khả năng nó cũng không lên đời đâu đấy. Vâng, đồ bạn thử đầu là bài chậm một dân. So với Bi. Bài này thiếu đồ ạ, thôi đập lô đi. Bài ca solo. Và hướng đi sẽ góc 6 giờ. Theo linh cảm của huyền thoại thì góc 6 giờ sẽ có bài quả phụ dành cho Bi. Linh cảm của gọi là Legendary. Các bạn 24 ra mà đồ lên đời rồi. 24 dân lên đời thứ hai bên kia rồi. Cậu He đánh ít dân hơn và anh ta là người nhảy đời sống hơn Bi. Liệu rằng các bạn thích 10 không? Và hôm nay giọng gọi là hơi khàn tí, thành ra cũng bắt chước giọng BD rồi anh em ạ. Chứ còn bình thường là... vâng. Rất là giống luôn. Thôi tạm biệt. Tài xỉu được 12.5 và khả năng cao là tài ăn chặt. Khả năng cao là tài ăn chặt anh em nhé. Anh em ta cửa tài cứ mạnh dạn đi. Tài xỉu 12.5. Khả năng cao là tài ăn chặt. Biết ngay mà thiếu đồ. Thôi xem bắt đầu vàng chưa. Vào việc đi. Nếu thiếu trận kết. Khu nhà rất rộng cho Bi. Xin hai 50 thực đi chat đi. Cho tớ 60 thực.
Charlie, bạn khỏe không? Cho tớ 60 thực. Vâng, đây rồi. Và như vậy là một bài kích đầu mình. Này, có thể hay bên kia không biết hay không? Nhìn thì vẫn chưa lên đời. Vâng. Thậm chí là 14. Và nghe là phát dần lên rồi. Sẵn sàng tư tưởng dành cho cậu he bên kia rồi. Vâng, rất sớm. Cái gì đấy? Từ từ nhá. Ông lên 3 chưa? Thôi lên 3 rồi, thôi. Lên 3 rồi anh em ơi. Vâng, bạn lên 3 rồi. Thôi bia. Thôi. Tôi nghĩ là nhường được 3 đồng thân được không? Vâng. Nhường được 3 đồng thân được không? Chứ có ai cái đầu 14 của Bi đấy ạ. Vâng, 13 năm 9 của Bi. Lên đầu vàng là anh P nó phù dân mình là mình chết rồi. Thì Bi thì bao bảo là bài đồng bạn khả năng cao cũng yêu. Không có giáp. Từ cái trận này thì em lên đầu vàng. He đang lên đầu vàng. Và anh ta sẽ công P. Tập dân công phu. Ôi, bài kích đầu 14 cái giới này thì tôi thề thì khả năng cao gặp tôi, khả năng cao Bi cũng gãy thôi. Chứ đừng bảo là gặp cậu he bên kia. Và lên đời 3 chiếc ruộng. Lên lốp xe. Và công P. Thì có làm gì, à, có bãi quả hay sao nhỉ? Hình như lỗ bãi quả hay sao đúng không? Thấy bãi quả này thơm quá nhỉ? Nó cũng xa. Thôi tỷ số là hai đều chúng ta có chung kết anh em ơi. Có chung kết cho anh em thủ trong sơ thứ hai. Vâng, đây là chung kết. Chung kết C1 thì mình là người thắng rồi. Khi chất quân em nhớ không nhầm mình như là Hitty và Baby thì phải. IC sang à? À đúng rồi, sang IC. Hit Baby là trận khác. Cái trận đấu Baby do lỗi bãi quả không ảnh hưởng nhiều đấy. Yes. Không biết là hôm bình luận kèo nào nhỉ? Tí á. Bình luận viên vẫn chưa fit à em mà chia chưa anh ạ? Fit làm sao anh? Bây giờ tuổi trẻ. Vâng, chung kết. Chung kết của sâu thứ hai dành cho cả hai game thủ. Vâng, mưa cần mua thuốc sợ không và có anh ơi. Ba lần sau đây anh Đạt anh em ạ. Và anh Đạt thì nói chung thì cũng tâm sự bảo dạng này già rồi. Thì thoảng làm kèo Bi thôi, thành ra này nhường cho em thôi. Chứ còn bảo bắt anh Đạt gọi là bình luận nhiều, không có sức anh ạ. Anh Đạt thì thi thoảng sẽ bình luận anh em ơi. Thi thoảng thì anh Đạt bình luận một vài kèo. Chứ còn anh Đạt bình luận nhiều thực sự là không phải gì nhưng không có sức. Anh Đạt năm nay thì tuổi đời cũng rất là cao rồi. Anh ấy mới khàn cổ. Thành ra thì không bình luận nhiều được. Thành ra mình có cơ hội để sang đây để cọ sát với cả giao lưu với anh em thôi. Còn anh em nói dùng những từ theo kiểu nó nghe nó hơi chối tai. Bi cầm Max C và đồ bạn hay cầm HG. Thôi vẫn là khó hơn. Anh cho có 5 quả thôi à. 20 hưu này. Bắt đầu 2 hưu đầu của Bi này. Khả năng cao để sư tử đưa về. Sư tử đấy về chặt. Đấy, tôi biết ngay cái nước dừa này tôi lạ gì. Và cái nghiệm đánh chế của tôi cũng khoảng tầm một tuần rồi. Tôi cũng gặp cái bài này rồi anh em ạ. Cẩn thận rồi. Nó nghiệt một phát là đi luôn đấy. Cố đầu là gần ok rồi, một cái 5 siêu gần nhà rồi. Bác AC anh em nhá, quân của bạn là AC. Trận đấu chung kết thứ hai dành cho bà game thủ. Nhiều bạn comment theo kiểu nó hơi tiêu cực. Thực ra em không thích đâu. Anh em nghĩ sai rồi. Vâng, đây là U7 cho Bi. Đạt đang ngồi sau anh em ạ, anh Đạt đang ngồi sau Bi luôn. Có được ôm bom hay không, cảm giác hai trận đấu vừa rồi thì bài nó hơi nghiệt ngã. Bây giờ cứ theo kiểu mình cứ đổ lỗi thôi anh em. Bây giờ không đổ lỗi cho mình bình luận đen nữa, bình luận cho theo người 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 cạnh đen thôi. Là ok. Vâng, đây là bài một con đưa về cho Bi. Chính xác hơn là sư tử đưa về. Bên kia là 13 dân của AC. Bi cũng 13 dân. Hôm qua C7 chúng ta thắng 3-0 anh em ơi. Vâng, C7 chúng ta thắng 3-0. Vâng,
Hello Nguyễn Dừa, chào anh Nguyễn Hồng Chính. Vâng, làm trước tiếng Nghệ An đi ạ. Ok, đấy là bay đầu mà Bí là người cầm Maxeria, quả phù là có, quả phù là có rồi Bí rồi. Em đâu khả năng cao là 5 phút 20 cho Bí luôn. Đáng tiếc sân này vụ đầu này thì gọi là hữu đầu của Bí đưa về chỉ là bay hữu một con thôi. Thực ra thì nhiều khi bây giờ tất cả mình bình luận ngoài này quen rồi anh em, thường nhiều khi mình nói tiếng địa phương của mình nó giống như kiểu mình nói tiếng khác ấy, nó không được trôi chảy như là ngày xưa. Tất nhiên về quê thì vẫn nói bình thường, gặp ông bà bố mẹ bạn bè ở quê thì vẫn theo kiểu chí mô răng rửa. Ở Mỹ dạo đi cô khỏe không? Ở dạo đi làm chi ở mô với con mình 7 tuổi. Tóc chám với cô viên cấm không tôi đổ cho chó. Ok, một chút vui vẻ thôi em, Quỳnh Lưu anh em ạ. Quay trở trận đấu, BB là người đang có tình huống dắt con voi từ vị trí khá xa về. Đóng e chưa Bi ơi? Quay đầu luôn. Chắc chắn em đây là lỗi rồi. Không đổ lùa về, con voi theo kiểu quay đầu. Đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng, voi là người quay đầu lại. Bi trận đấu này khả năng cao kích đời thì sẽ lỗi. Vâng, đồ bạn he rồi, cầm Zidane khả năng cao là chém. Con này thì bằng thứ khi tự tin quá thôi. Thế còn đấy si họ cứ đánh theo kiểu lạc đà kẹp cung giờ, một lờ một ao, thậm chí là chắc chày một lờ, gọi là một lờ một y, một lờ thủ y đấy, sau đấy kẹp cung giờ sau đi móc máy. Bắt đầu Obi còn có thể khung nhá, Obi đã có thể khung của Maxe đấy. Sao đồ bạn trận đấu này he đánh kiểu gì đây? Bi ra với 7 đồ dân, bắt đầu có đủ đồ nhưng đang phải đặt rất là nhiều nhà cứng để khai thác, thành ra Bi không thể đánh ít dân trận này được. Mà tôi nghĩ là 27 dân thôi, Bi sắp lên 28 dân trận này luôn ạ. Vâng, một bài kích đời thì khả năng cao là 11 sớm thôi Bi. 11 sớm thôi Bi luôn. Vậy em ở cầu giáp anh em ạ, em ở cầu giáp, thị trấn cầu giáp của huyện Bình Lưu. Đây, BB, một bài đấu có khung nhà dành cho Maxeria. Chào anh Nguyễn Hồng Trinh nhé. À, không phải lừa anh ạ. Cái này không phải lừa đâu. Rồi, bài này mù sớm thôi. Thực số này đủ rồi. Đánh 28 dân thì cái lượng dân làm từ của Bi sẽ nhiều. Và thực số lên thì sẽ nhanh. Trận này thì tôi nghĩ là 27 dân với cả 28 dân thì lên đời thì xem nhau. Đấy. Bi, cái anh em hay bên kia lên đời rồi. Trận đấu chung kết và Bùi đang cái Bùi không phải là quá thơm BM. Và đây sẽ là BL dành cho game thủ BB. Vâng, 11 sớm 29 dân vị trận này luôn. Một bài đầu sẵn là khung nhà và Toby vàng trong và hai bãi. Và đồ bạn 26 dân đào 23 vàng chưa chắc đánh chém. Hình như đào 23 vàng anh em ạ, chưa chắc đánh chém. Ngay bên kia cái bài này Bi đẻ ra mà nghe định lừa Bi. Chém thật này, xin lỗi, không phải nó lừa mình anh em ạ. He đánh chém, đánh lạc đà chuẩn hơn. Giờ đồ bạn có vẻ như là bắt công giáp đầy đủ dành cho he luôn. Vâng, rất gấu. Do mình thì đứng trên dốc nhưng đang là Omo. 3 dân ngoài thẳng cao nằm xuống thôi. 3 dân ngoài thì chắc chắn nằm xuống. Và thậm chí con giò còn chạy đi nó xin luôn đấy. Nó đủ công nghệ mình thì không. Bị đang gọp tơ nó nhiều ruộng. Bấy yêu và coi đầm ngược. Khô máu thực sự. Vâng, rất khô máu. Đóng ai không? Quá thật phải khu được nhà cái đã. Còn đóng ai mà khu được nhà thì vẫn khê. Đứng trên dốc, ok. Rồi, chết cho đồ bạn rồi. Bo lại nhanh là còn chốt luôn ai không đây. Bây giờ em đang một Imbra mới là đỉnh cao. Đỉnh cao của em mà chúng ta dùng sủ đó đâm một Y. Kẹp cùng một A, còn đâm 2 Y là chết đấy. Đâm 2 Y thì có cửa. Nếu như là người thủ nhà dẻo và có thể là xoay quân kịp chuyển ai sóc tê. Quyết định phải nhanh. Y các bạn đang xuyên vào rồi, sóc tê đi bia. Rất căng. Và 1 y 1 a rồi nghe luôn. Vâng, đánh sử dụng rất nhiều đầu rồi nghe bên kia. Vâng, game thủ khai trường nổi tiếng là game thủ đánh theo kiểu hệ dùng tay nhanh.
nghe đánh công là khá chuẩn bài. Còn công AI dưới kiểu quân thuần chém như là IA rồi là Roman thôi, là Kata thôi. Còn lại quân có cung đời nghe với công 1 IA là gần như là thịt và nhóm AC luôn. Đấy, bắt bài đồ bạn nó kiểu còn đóng xong tên bên trong rồi chơi vào. Bằng này 27-64 IA đang cố gắng thủ nhà. Nhưng đồ bạn có con G thứ hai trận đấu. Em đang có phát cung G bảo kê trước anh em lạc đà bảo kê người không. Cung đường này mà sống là Mimi sẽ là người thua. Đây là 3 cung T. Quang bắn cung G đi. Cung đường mà đánh được đi nhá. Chết được cung G rồi. Vâng, 2 cung G từ đủ ạ. Chỗ này không ở. Hắn đang tiếp tục sang đều quần. Cần phải soi máu. Còn bộ cung G đang xuống rồi kìa. Ồ, còn một con nữa thôi. He chỉ còn một cung G thôi nhá. Y thì nó không sợ rồi. Y tầm này thì Mi không sợ. Kiểu Y tầm này thì Mi đã người có 3 con tay bên trong rồi. Và Y đồ bạn này không còn chiếc đồng. Vâng, đây là 30-68. He đang có tình huống về là tương đối giáp. Vâng, người ta con xe di chuyển ở nhà là hơi khó khăn. Chí luôn em vào. Không được. Một cung giờ thôi. Cho này lại. Một trận đấu mà Mi đang lấy cho mình lấp lỗ số mai. Và ngày xưa có Farin Jot. Vâng, bây giờ thì có Farin Bi. Khả năng là Toan. Toan nó công chuẩn bài quá. Nó công một đi của ra thì vâng, do công giáp. Hai ba đi dâng y chắc chảy thế. Còn AC đi dâng y thì mình ít khi gặp. Thực ra thì chắc chảy thì một lờ thủ y, sau đấy đánh chuyển sang kẹp cùng giờ nhiều hơn. Đấy, cung đời AC về sau nó không sợ đâu anh em. Cung đời AC về sau nó không chả sợ con Max C đâu. Nó hơi phát triển. Và ok, tỷ số sẽ là 2-3. Không bật được. Vâng, trận chung kết là AC và Max C. Đéo thủ phù sớm phù lạc thà. Cạn lời chắc là trôn thôi anh em ạ. Chắc là bạn Nguyễn Văn Sĩ này thì chắc là vào trêu thôi. Chứ còn làm gì người bình thường là phải có ai phải đến mức ấy được. Yes. Thôi đánh với He thì có cứ con đồ bạn theo kiểu đánh với He cứ cho đồ bạn theo kiểu là có chạm về C đi. Hiti Hedit là đánh với máy thôi, kiểu chọn chế độ của máy thôi. Quan trọng là cái map fighting kia cả. Không liên quan, cái path fighting là nhìn map nó đẹp hơn thôi. Ông ta nó ngu hay là khôn. Xem quân đội bạn con gì ấy, Bi ơi. Ấy trời, ok. Quân này thì he chém. Chắc chắn nó phải dâng lờ của he bên kia rồi. Chắc chắn nó dâng lờ chưa. Quân này he solo cung tôi chặt đầu. Ở trước anh nó chặt đầu luôn. Không phải dâng lờ đấy. E dâng lờ chắc là dâng lờ. Kiểu sắp lạc đà kẹp cung giờ. Kèo à chạm 3 AC anh em ơi. Chạm 3 AC tạm thời tỷ số là 1 AC rồi. Hơi đáng tiếc một trong trận đấu chung kết của C2 chúng ta không dứt điểm được. Game thủ he khi mà bạn là quân được coi là cửa chết. Và đó đánh rất là khô máu. Đánh cực kỳ khô máu luôn. Dâng yên luôn, dâng nga luôn. Tôi tưởng là ông he cầm con Summer. Bài đấy con Summer hay dùng, chứ còn con AC thì ít dùng. Thực ra nói chung làm sao cũng được, nói chung chung cuộc thì he đang trận đầu đấy. Bị thua, thế thôi. Tỷ số là 1 đều với C. Sau 2 trận đấu đang làm đều với trận và 1 đều với C cho he Bi.
Chào anh Phạm Đức Minh nhá. Chào anh Nguyễn Hải Long. Hello anh. Chưa phỏng vấn Bin thì Bin chưa mắc cả thôi anh ạ. Vâng, đi thoảng kèo ai ai thằng nào bay quá thì phỏng vấn một chút thôi. Thế còn tầm đang thua mà phỏng vấn là khả năng cao là bán bàn phím một đầu ngay. Hôm qua 7C thật mà anh. Hôm qua 7C anh em phải tưởng đùa. Anh em sáng nay em đã kết quả rồi, 7C đúng 7C luôn. Số lớp 43 C cho bây giờ thầu. Còn cái thì 2 sau thầu là người đang ngủ dậy. Và thi đấu là cực kỳ mạnh mẽ. Quả phụ Zubi rồi. Bắt đầu mà dừng được coi là tạm ổn đi. Dừng là nhiều. Thế nha thì không phải là quá khung. Vâng, giọng bình luận giống giọng virus rồi. Không phải là giọng virus này thì hay dở anh nhỉ. Là khen này chê đây. Nhưng mà thôi anh ạ, đừng so em với những người nhiều tiền. Người ta vừa giỏi vừa nhiều tiền đi so ông bình luận viên như em. Cảm giác nó chênh lệch nhau là một trời một vực. Gọi là cùng một giọng nói nhưng hai chất là hai số phận khác nhau của anh. Một người thì gọi là ông chủ của một chuỗi bất động sản rất là ghê, với cả hình như studio nữa, công ty riêng về bảng Facebook gaming. Nó giống giống như là chủ công ty kiểu gần gần giống như Vec TV luôn, hoặc là Ego luôn. Đấy. Rất là giỏi. Còn em thì gọi là cùng một giọng nói nhưng hai số phận khác nhau, đến từ virus và về mưa. Nguyễn Cảnh, xin phép thành viên cho mình bán con sim đuôi 4 con 6 này và 4 con 9. Em xin mạng phép trả giá 200k không anh ơi. Nhà ông đang thiếu sim. 200k không anh Nguyễn Cảnh ơi. 200k anh ơi. Alo alo. Có ai bán không ạ? Rồi em chào anh Trang nhá. Cái này anh Trang chắc chắn anh Trang này, chồng của Nghĩa chắc chắn anh Trang. Em thề anh em cao đoan như vậy. Chào Lê Ngọc Quốc. Hôm qua tỷ số 43 anh em ơi. Bị đánh 27 dân. Nghe thông tin đặt về Giang Đình Giang đánh đá mày hiểu thì thôi hẳn rồi. Không sao, he 14 sao hay không dâng là ok nhá. Thì thực ra là bài của bạn là bài mắc binh rồi. 14 sao mắc binh rồi bạn không đi dâng. Thì tôi nghĩ rằng đánh lâu dài thì đánh được, dành cho UB. Ê, trận đầu tiên của sơ thứ 3 thôi. Trận đầu tiên của sơ thứ 3, cuối đầu giữa UB và thủ he bên kia. Chào anh Đỗ Đức Toàn. Chào anh Đặng Thái Sơn. Có luôn luôn. Bài bắn trong người của Bi thôi. 28 dân. Vâng, nhưng mà là có thêm một vòi cho Bi luôn. Đang từ bài kiểu gọi là bài phải ra ruộng lốp xe. Lên đời kích chặt gỗ thường khoảng tầm 70 thực thì có luôn một vòi luôn. Gọt những nước sao. Lên chặt gỗ. Lên lại chặt gỗ Bi nhá. Ok, thành công rồi. Vâng, câu voi về luôn thôi. He bên kia thì 11%. He không đi dâng trận này, anh có đánh tại nhà. Vẫn không người chém đây. Và đồ bạn 27 dân. Như vậy là thua hỏng rồi, tôi chặt đầu thật rồi anh em ạ. Con này he này khác mọi ngày thế nhở. Đánh vì cảm giác he đánh rất là chuẩn bài nhá. Vẫn chuẩn hay không. Và đồ bạn là bài dò 11% bản đồ. Và đánh cung dành cho he, không đi dâng. 11% thì không đi dâng đâu. Tối qua bình luận đến 2 giờ rưỡi thì việc vật hôm nay thì 10 giờ phủ anh em là chuyện bình thường anh em. Và nghề nghiệp mà. Đấy, ông Bi có đánh được thì đến game thủ người ta còn Bi đánh đến 2 rưỡi mình nghĩ thì Bi 10 giờ còn xúc được thì em bình luận thì chỉ việc ngồi người ta kiểu gọi là chém gió với anh em sửa quân tiền tỷ số thôi. Có gì đâu anh em. Và người ta làm được thì mình cũng làm được. Ở đây 32 dành cho Bi. Bà đấu mà sát 4A sóc đều rồi. Nam Ma thì hơi vói, có làm quả Nam Ma luôn được không đây? Đánh 28 dân. AC thì việc cơ cấu 28 dân AC nó sóc Nam Ma thì gần như là ai cũng làm được. Nhưng mà Hitty thì rất là khó. Hitty dần di chuyển khai thác nó còn được Bắc Binh như AC ra được.
AC trả thực về, trả gỗ về là ok hơn. Nhà bi tạm thời là khung cản mắt. Đỉnh 12 giờ xuống thì một vài chiếc ghe nữa kín luôn, mặt sát mép từ 12 giờ xuống. Ok, ba chiếc ghe là kín. Hôm qua ai thầu thì 3-4-5 trên đầu thì thi đấu gọi là không thực sự bắc binh. Không thực sự bắc binh thôi. Ô lên đời bằng binh. Cái bài 11 lên đời bằng binh thôi nhá. Chơi thoải mái. Tôi tưởng nghe là bài kiểu nó ghê gớm lúc nào cơ. 11% lên đời ngang bi. Và có vẻ như đây là tình huống 3 sóc đều của bạn em bên kia. Vâng, như vậy là 3 sóc đều của đội bạn thì phải. Và từ đầu tiên thì em đang chỉ có 3 cung giờ thôi. 27 dân 3. Vâng, đi lỗi cung giờ từ đội bạn. À không, như vậy là 42 chứ. Tôi tưởng là 3 thì thơm quá. Vậy như vậy 42 anh em ạ. Vâng, vẫn đang soi máu và đuổi bằng được. Ngang xuống. Nghe đang giữ là khá khéo. Vâng, vẫn đang là 1-0 zombie. Đóng em đi nhá. Nghe kìa. Cứ cho một dân gọi là gán đắp một dân kia ăn, chỉ ăn đóng em thôi. Đồ đều. Vâng, như vậy dẫn trước 2-1. Ông nghe được giờ này hay nhở. Xoay bao cung giờ rất là chuẩn luôn. Ba là khai cung giờ, gọi cung giờ thương binh của mình nằm xuống. Vâng, tỷ số điều giờ đang là 2-1 dành cho hai bên kia. Dân 12 giờ của Bi làm gì có đâu anh em. Ở đây nó 1-4 nó chiếm dốc nhá. Đối bạn nó có dốc. Ở đó có dốc này thì với cái đường đi công trận này nếu như he mà người thủ tân đầu. Cái gì đấy? Ông he còn biết cả bài này cơ à? Ôi vai cả lành, ông he còn biết cả bài này luôn á. Vâng, một cung tên sau rừng và chơi vào bài gỗ thủ Bibi. Tân đầu là khá nhạy cảm. Nó khiến cho Bi đang phải đứng chơi mất khoảng tầm độ 40 giây ông game. Ok, lùi lại, đánh chậm lại và nâng cấp cho mình công nghệ bổ của hai. Nâng cấp cho mình công nghệ bổ ai dành cho thủ BB. Đây là 59 đến 72 bằng chặt của ai đang trong quá trình nâng cấp. E bên kia thì vẫn đang là thế thủ thôi. Bi đang đứng tất cả các mặt trận mà he có thể gọi là móc máy ảo vào nhà mình cũng được. Đứng cái mặt này he sẽ móc mặt này thì he bị ạ. Ơ không, he công thẳng. He đi công. Ủa bạn đang có thế gian quân khá đẹp. Đi về cho tôi mới. Chặt qua đã có hay chưa? Mình chặt qua 7-2 thôi. Ở đây trái một chút đi. Rồi. Cái kè rất đẹp. Em đang chạy gối công vào. Đây là cung giờ chặt gỗ 7-2 dành cho BB. Từ đầu này tôi nghĩ sẽ thủ được đấy. Sàn quân một chút điều một chút nào. Điều kéo nhá. Nó đông quân hơn đấy. Hơn đúng cái chặt gỗ 2 thôi. Bú na sóc đều cho BB. Cần phải tăng Nga. Thủ xong cái đấu này thì Bi cần người tăng A. Ông em kia chặt gỗ liệu rằng chặt qua hay chưa. Thông tin rằng về tập ra đội bạn vẫn đang chỉ là 7-1 thôi. Phút từ 21 trận đấu Bi đang phải vác ra được quẩy. Đội bạn đã bật ACB. Tăng cho mình nhà bè thứ 5 luôn. Rồi đội bạn cũng chặt gỗ 2 rồi sao ấy. Không hề đơn giản. E đang người dí được. Lên nhà Bi và làm đi cho Bi là người đang phải tạm thời bay ruộng bên ngoài một tơn. Mà còn lại 46. BB đang muốn đập BC đổ máu nhưng mà em bên kia đang gì quân lên rất đều. Đập BC đổ máu không? Để giành gỗ sóc quân. Giành cho BB. Rất đông nha. Rất đông quân của bạn đang gì lên đấy. Trận đấu này thì He đang dí quân là cực kỳ sát. Anh ta không đánh thủ như trận đấu sang cái gì trước đây nữa. Anh ta là người đang chủ động đi móc máy và đi công bi từ rất nhiều mặt. Và tách 3 cung giờ vào chơi trộn chính mình Bi ơi, 1 cung giờ thôi. Và Bi đang tìm cách móc lại He bên kia. Một bạn là người đang có lợi thế. Những tầng dốc He đang phát tẻ nhà, anh ta không để ý bên trên. Và bắt được 2 cung giờ đi công của bạn. Bi tham ai vẫn là 17, vẫn lực chúng ta hơi yếu. Và He đang xuống đến đấu 3. Trận đấu mà He đang đi quân là rất tự tin. Trong nhà mình thì tiêu diệt xong hai con đối mắt bắn của bạn rồi. Cung giờ BD công đã chết. Bắt đầu bật đầy số 3 cho em bên kia. BB đã có đầu máu rồi. Và cung giờ BD thì đã có đầu máu. Công nghệ là 80 máu cho cung giờ BD rồi. Chặt của ai đã có. Làm bàn sau đều nghe đã có được ai nhá. Rồi
ôm, ba con nằm xuống. Ở cùng người Haiti nó ôm ba chất thật. Tăng Nga bên trong nhà chuẩn bị. Và đây trận đầu tiên của sân thứ 3. He tới điểm này sau thời điểm đầu khởi đầu tương đối chạy choạc thì He đang thi đấu thực sự là sát. Độ đánh công cực kỳ phụ phàng. Đi là người đang làm thế nào. Còn tôi làm bao với theo ngồi vào giữ chức thứ 3. Ở nhà mình cố gắng điểm. He đang không có tay ở nhà nha. Có phần tên này thủ được là lại thi đấu được đấy. He đang bắt chạy trộm chính. Lùi lại thôi. Chờ tôi mới sinh ra. 45 cho mình. Đúng giờ mình đã đầu máu rồi. Các bạn có hay chưa? Vâng, các bạn chưa đầu máu. Các bạn chưa đầu máu nha. Cố gắng được nha. He cũng là người đang không thể sóc được người đầu quân nữa đâu. Khi mà anh ta là người vừa bị chết sạch ruộng chính rồi. Vi rỡ ra tuần mới. Vâng, cầm để cố gắng giữ cùng giờ. Chạy ruộng chính không Vi. Vâng, chạy đi lại thôi. Tấn móc máy và làm cho He tạm thời đang phải. Vâng, chứng tạm lại trong khoảng tầm độ 1 phút game vừa qua. Bi còn là 37. Vâng, cái hơn của Bi là hơn đầu bầu. Nhưng lượng quân He đang dưới lên là rất đông. Một tuần nữa sinh ra thì Bi là người không gọi là thủ được nhà. Cần phải cơ cấu lại thật nhanh này. Sắp dần là chính ngồi lại luôn đi. Vâng, tầm 2-35. Mút, mút hoang và hưu luôn. Ăn hưu lại dần luôn. Vâng, He bên kia cũng vừa chết tân độ chính rồi. Cũng vừa bị chết tân độ chính thì He bên kia. Ăn hoang và hưu luôn để hồi lại quân. Lại dần luôn. Tầm 2 là 37 của Bi. Thế trận vẫn đang căng và thậm chí E đang có phần đỉnh hơn. Nhưng Bi đang có không phải đổ máu. Và nghe đang quản map là thực sự rát. Chạy đi. Chạy thôi. Bi ta ngoài 32. Ta thì muốn đổi nhà thôi thôi. Cũng không có tấm vé tốt nên bạn không để ý này. Không, chúng ta xích luôn. Và xích ngược luôn. Hay thì bị Octana đầu tân quân lỗ thế nhở. Cái khe, cảm giác nó khe chui vào, mình dàn quân đẹp hơn thì hình như nó cũng chặt qua ai rồi. Pha đấy tưởng nó chặt có một thì nó chết chặt. Pha đấy là mình lỗ hơn, dị thật. Mặc dù thế gian quân của Bi là thế gian quân không phải đi qua khe và đội bạn phải đi qua khe rất là hẹp. Và không có gọi là khoảng trống để dàn quân của nhiều quân. Thua thua từ tận đấy và He là người theo kiểu Omega và giết luôn. 0-1. Trận trước mình thua chung kết mà. Vâng, như vậy 0-1-3 cho He bên kia. Và đoạn đánh giá tại nhà của bài do 14 sao bản đồ. Rất ghê. He đang chứng tỏ rằng cái việc mình gọi là vâng lọt vào top 16 ACDA Việt Nam 2015 không phải là một tai nạn. He đang chứng minh anh ta là người lọt vào top 16 ACDA Việt Nam 2016 và không phải là một tai nạn anh em ạ. Phê thật. Có gì quân đều thật phô. Phô kata tốt. Quýt. Vâng, quân đánh giá là ổn hơn Zobi rồi. Còn là 1-10 và 1-2. Vâng, kata là quân có lạc đà. Vâng, Bi cầm phô và He là bài cầm Katayan. Và quả đầu là một bãi quả. Alo, ăn được không? Ăn được, và bút được, hơi xấu một chút, chặt cái gỗ đi đẹp hơn. Được thôi, phô phải cái phải đi tập trung đánh con Kata thì không phải chắc chưa làm gì cả. Đánh với con Kata cứ đặt BG đi. Còn lỡ gỡ thì chặt cái gỗ chậm khoảng tầm 2 dân thì đúng là khổ. He tăng ăn sớm hơn anh em ạ. Bởi pha đầu quân đấy thì cũng không biết He ăn được. Bởi pha đầu quân đấy Bi là người có thời gian quân đẹp hơn. Tăng ăn muộn quá. Sợ vừa thua có lẽ do tăng ăn muộn. Ưu tiên việc gọi là lên chặt cú 2 và đầu vàng lên đầu máu sớm quá. He bên kia không đầu máu nhưng mà là bài tăng 6 A. Còn Bi chỉ là 4 A mà thôi. Tăng ăn hơi chậm. Tăng ăn thua. Và đầu bạn là bài thực ra cũng là bài dò vùn ra bản đồ rất là gọn. Không phải mất tay cơ cấu từ He bên kia. Thật rồi thì em nghĩ là vẫn có phần gọi là hơi chủ quan từ Bi. Một chút là chủ quan. Nhưng mà cũng nghĩ là He có thể gọi là dồn quân lên và công mình sát lên như thế. Sát quả đầu thì bị ngu à. Đây là 12-16 của Bi. Fukata anh em ơi, gọi là Fukata. Trận đấu coi là thứ hai của C3.
Cơ hội coi là không thể được hơn để mình có thể gọi gỡ đều một đều về C, một đều một trận. Xong sơ đấu bản lề này, cả đấu chạm mai về C. Phải nói thật, trận đấu vừa rồi thì Bi cũng phát hơi chủ quan, tôi nhìn tôi biết anh em ạ, bởi vì Bi theo kiểu đầu vàng lên đầu máu các thứ rất là sớm, có chút gọi là gì đấy là hơi chủ quan. Khi mà cũng không nghĩ là anh có thể công mình đến thắt như vậy, anh ta dí quân rất đều, nhà gần nhau và dí luôn, gặp rất và gặp sư tử và dân solo cũng đã không chết đâu, gọi là 100 trận thì may là có một trận để chết dân. Cái điều này thì chỉ mới lớp làm được thôi, Bi chưa đủ trình làm được. Cái việc mà dân solo sư tử chết dân thì chỉ có một mình lớp đủ trình làm được thôi, còn trình của Bi chưa đủ. Còn DZ thì nghỉ rồi anh ạ, anh Tuấn DZ thì nghỉ rồi. Rồi chào anh Nguyễn Anh Duy nhá. Vào tình huống bà liều ăn nhiều. Vâng, ở xã hội này thì vâng, phải chịu khó, cần cù tìm bù siêng năng. Vâng, cả lành. Ông vừa nhắc xong quay đầu luôn này. Đang định bảo ngoan nhá, được, ok, không sao. Một con nó vẫn được coi là ở lại. Vâng, bài đủ đồ rồi, tập trung ép đời thôi. Còn đồ bà là Kazarian, tình huống bà gọi là điều ăn nhiều thứ Bi. Làm ăn thì mạnh mạo hiểm một chút, phải còn trong tầm kiểm soát pháp luật. Giá hội này thì có làm thì mới có ăn. Ăn cù đi bù siêng năng, còn thể loại mà không làm một có ăn, có ăn bờ ăn cơ. Bi thì cũng mạo hiểm một chút thật, mà đang tình huống vừa rồi là vi phạm pháp luật. Và voi quay đầu. Bài đủ đô rồi, vàng là vàng đẹp, hai vàng trong cho Bi luôn. Công nhận ông Bi nhiều khi ông liều thật. Cái lại pha vừa rồi thì đúng thực sự liều, mặc dù đường đi về rất là nhiều dốc, con dân còn lại đúng một châm máu, vẫn qua công đôi voi về, và nó thành công thì tất nhiên là tốt. Rất may thì vừa rồi thì voi nó quay đầu, nhưng một con nó quay đầu không ra. Bài đó đủ đô và thậm chí là khỏe cho Bi. Nhà này thì là một thế bài không phải là quá khung. Cung thủ phù hay chém thủ phù chuyển cung đây. Chúng ta không giờ xem, có khá nhiều lựa chọn. Còn he bên kia thì chúng ta có 2-3 lựa chọn. Một là trâu chém, hai là dâng ngang một áo, còn ba là quýt thẳng. Đấy, thế thôi, có 3 lựa chọn thế thôi. Bi thực ra thì chắc là tối qua ngủ văn phòng, thành ra thì hôm nay một đánh sáng luôn anh em ạ. Sau đấy chiều nghỉ về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa, giặt rũ. Đấy. Sau đấy chiều tối lại tiếp tục chinh chiến với cặp đôi của Sẻ Nô 1. Lý do Bi hôm qua hôm nay đánh sáng là bởi vì tối qua đánh kéo muộn. Thì Bi cũng ngại về nhà khi đường di chuyển về đêm một xa. Đấy, thành ra là lại văn phòng luôn. Thì hôm nay thì xin các anh bố trí là kéo sáng xúc luôn rồi xong sớm thì chiều về nghỉ thôi. Đấy. Thôi anh em bàn sim thì xin phép anh em là em sẽ ban anh em nhé, chứ còn để nhiều khi nhìn nó không đẹp không chát. Đấy, ẩn nó đi. Vâng, rất nhiều dân zombie luôn. Một dấu mà khả năng cao là có thổi kèn không đây? Không thổi kèn à? Ở anh nhà đồ ăn vàng ăn hưu kia thổi kèn luôn đi, đúng rồi. Khả năng này thẳng A không lên đấy chứ. Để xem bài này thì lực là cũng tương đối đấy. Bi sẽ đánh cái gì đây? Mình đang nghi ngờ Bi là một bà đầu cung cờ thủ phù thôi, chứ thẳng A thì phiêu quá. Thẳng A gọi thẳng cung A ai áo, tí nữa là phiêu. Chắc cũng giờ thủ phù thôi, bò bê phôi, bò nhà tôi nói dễ thôi. Giờ cũng dọc nghe lọt vào, bắn được 4 dân của Bi nằm xuống, 3 dân của Bi nằm xuống. Hà ngoài vẫn còn là 26, đánh nhiều dân thì Bi đang thoải mái chết dân. Vâng, giờ đang cố gắng trọng. Bây giờ thì có T của phô đứng bảo kê rồi. Chốt lại nhanh không, có dân lên là chốt này A à, trong nhà mình, nhân lớn nhà mình ý nhá. Vâng, đang bị trọng vàng. Vâng, xích con giò đồ bạn, vâng, chết, nằm xuống. Từ đó mà Bi đang mất tương đối nhiều được bò bế nha. Mặc dù là phô chưa đủ của P dành cho game thủ BB. 200 gỗ. Thiếu đúng 2 gỗ. Ok, đủ của P rồi. Cố gắng giúp game thủ 3 đi được để cho nó xong con tên của game của mình. Xong P.
Bánh xe đang trong lên cấp, bóng bò bế cản mặt luôn thì không. Bò ngang P thôi. P mình ở bên trong. P ở góc 9 giờ. Đấy, bò ngang P thôi. Bốn chiếc xe là kín luôn. Rồi, nhanh cái tay vào. Đấy, hay biết cái định luồn dân vào, con thủ tiên quan trọng nha. Con thủ tiên rất quan trọng. Bằng sửa. Bằng nghe đang phải e không cho phụ ra một tình huống phải e của em bên kia là quá khó nhau. Sắp không thì nghe đang phải e rất tốt. Trời đang đụng. P thứ hai được rằng nó sinh ra bên trong bên ngoài đây. Hai lời bánh xe, không sang đủ. Ở đâu rất khỏe Galarian luôn. Bằng rất khỏe. Hai lời bánh xe có đủ luôn. Một cái đầu nó phải e tơn quái quá, nó phải e nó cùng mình tới bên ngoài luôn. Tổ này phù đen. Tổ này thì phù đen cho bi. Ở nhà nó có bánh xe rồi. Từ từ những bài đấu này thì mình sẽ bỏ nhà đi bắn cho bạn luôn, được bạn có bánh xe rồi. Và rất khỏe. Còn có năng lượng bánh xe luôn. Đỏ đi em ơi, đỏ tuần còn cũng cửa mà. Thôi, thu được một con. Vì đang giữ tham 29. Sao tôi đùa anh em, chứ không biết là chém kiểu gì mà sau khi tham ông Bi vẫn 30 nhỉ? Tôi tưởng thua trận này cơ. Tôi tưởng là thua luôn này cơ. Một lúc sau tham Bi vẫn là 30 này. Vẫn đang giữ tham là khá ổn. Dành cho Bi các bạn là bài theo kiểu bom thôi. Vác dần lên đập. Đây cô ấy là con cửa. Dần đập rất giáp. Hơi khó sửa cái này đấy, phụ cũng nhân dân rồi. Khó có dân sửa nhà luôn, tôi đi luôn, đủ đam rồi. Đủ đam sửa nhà rồi. Sóc quân đi rồi. Quân đi, có cửa đấy, cố lên. 8 phát 27 đấy. Giờ vừa trước 2 dân vàng rồi. Và các bạn phát ra được một mình thôi. Phụ cũng gờ vào. Và cũng tương đánh quả bên dưới hay không. Và cũng luôn thôi. Có khi thẳng cũng đỡ mất tay. Con tay vào nhà nhanh hơn. Có lực vào nhà nhanh hơn. Những cái thủ phù phèo dành cho bạn là người kiểu ôm được. Lọt được vào. Rồi ra mai vẫn là 1. Cửa thắng là vẫn đang còn, cố lên. Cửa thắng là vẫn đang còn. Em bắt đầu chạy dần rồi. Cố gắng giữ giờ tụ vào nhá. Tụ vào mãi quả đi. Chốt luôn em vào hay không. Em đang tìm đi chỗ này thôi. Cái ông tầm này thì không có giò, thành ra anh ta không tìm qua đoạn của mình. Ôi mày quá, vẫn trận này mà thua đúng là ý ra quần giống bị trận này mất anh em ạ. Vâng, này mà thua đúng là ý ra quần. Bây giờ thì cảm giác quả thứ ra là ổn rồi. Vâng, quả thứ ra là ổn rồi. Em đâu thấy kiểu gọi là bắt tham dần. Anh ta là bài kiểu bác dân đi ôm bom thôi. Ở nhà không có quá nhiều ruộng. Vâng, mày quá anh em ạ. Tôi tưởng trận này mà gãy thì thẳng bao nhiêu gạch đá anh em vào đầu. Nhưng không sao, tầm này thì Win chặt chè. Còn Win chặt chè được chưa? Đây là 32 dành cho BB. Bò chắc chắc cẩn thận nha. Xong thêm 3 con cùng nữa. Vác cùng giờ để bắn chết nó luôn đi. Sợ cái tầm này nữa, sợ e đấy. Ít giày. Chạy. Phóng thôi. Tụ được quân rồi. Về nhà, kê vài hồi thôi. Ở nhà kê vài hồi, điều quân khéo một chút. Đến quân của mình đang khá đẹp. Cùng giờ đã có sắp 2 rồi. Vâng, bắt sạch lạc lè tay, vâng, vẫn thắng anh em ạ. Vẫn thắng. Chạy ra về hồi đi về ơi. Đấy, về nhà tầm này cũng giờ có kê rồi. Không phải lang thang gì cả, tầm này về nhà ra được tôi. Đấy, vào đây mà chơi. Em vào hết đây. Vâng, tí thì ra quần trận này nhưng không sao. Tầm này thì ok rồi. Vâng, tí chết anh em ạ. Quá lúc sau tao vì vẫn 30. Vâng. Vì là người giữ làm rất tốt. Thôi, cẩn thận nào. Bác cũng giờ về. Vâng, xích hết lạc đà của bạn lại. Tham 27, 72. Vâng, em bên kia đang hết lực dần rồi. Tầm này thì 6 lạc đà gặp chục con cũng giờ thì. Vâng, đóng cửa và thả chó. Đó, đi vào vàng đi nhá, chỗ ăn vàng của mình đấy. Chỗ lục em vào không? Còn sóc phù. Sóc phù đấy. Vâng, tầm này thì ok rồi anh em, tầm này thì ok. Xin lỗi anh em và xin lỗi. Vâng, 5 kênh khán giả đang xem kèo đấu của Bi trong kèo đấu buổi trưa ngày rất nhiều. Một tình huống Bi đang tạo độ khó cho game và thực sự đau tim thật. Đó nghe đang đánh một trận đấu bom rất là rát. Anh ta vác ra đến vụt các kiểu luôn. Và công tác đủ bánh xe và một L đều thì phải. Thôi 1L, 2L.
cảm giác là đàn bạn không phải quá nhiều gắn cao một lờ thôi anh em ạ. Bây giờ mi thì cơ cấu nhà của mình rồi, có quân đừng kê rồi. Vâng, thay mặt mi xin lỗi anh em một tên kia là anh em đau tim, làm anh đau tim một tên thôi. Bây giờ thì bế vào đây luôn, farm ép đen ruộng đi chỗ đè, đúng rồi, xích cổ lại. Trời, không đồng nha, cần sắc phù, cần kéo phù ra luôn. Rồi, tiếp tục làm vàng sắc phù đi, bán đi ruộng kìa. Khá đau tim trận này đấy. Thì đến tầm này thì cảm giác he đang mút hoa ở bánh quả hay sao, vẫn đang đi đâu. Vâng, đây đứng quân rất đẹp, cái từ BB và phù thổi đi. Phù đang nguyên mana và quýt. Và quýt chưa. Bây giờ phù đang cơ cấu phải được rồi, thì cửa gì, và cửa gì cho Katarian đây. BB là 36, còn sóc con P thứ hai không. Bây giờ có một P đều thôi, ba ra làm vàng. Sóc P đấy, sóc P cũng vừa trong nhà, sửa nhà các thứ. Đi thua giờ này ạ. Vâng, đây là 40, he đánh vào, bây giờ mình có P rồi. Con P thứ hai sắp có, một tên vẩy he và thổi. Được một con thôi thì he sẽ quýt. Vâng, được một con thôi thì B đang ngủ quân, thế là quá đẹp. He đang cố gắng đi lạc đà. Vâng, mặt dưới cũng đang bị đục. Mặt trận bên trên thì bắt sạch lạc đà đồ bạn rồi. Và em đang chạy cô ấy. Thôi, đánh thế là hay rồi ạ. Đùa, biết đánh hay rồi. Thế làm gì còn cửa nữa, đây là 37 cho B. Tiếp tục sóc P thôi. Tầm này cứ P càng lạc đà, tầm này 80 ruộng ấm cho B rồi. Khung nhà lại, và đứng ở bên trong. Và đồ bạn là bài thời điểm đầu thì vác ra đồ bom các kiểu. Tao phải càng đánh sẽ càng đi dành cho tụi BB. Vâng, và thử đấu đang hơi đau tim một chút. Hơi đau tim một chút anh em ạ. Vâng, đi sai. Vâng, tí thua trận này anh em phải nói là anh em chửi cũng đúng thôi anh em ạ. Tôi thề anh em luôn. Vâng, trận này mà thua anh em chửi cũng đúng. Và xử lý được tương đối công cành của B. Vâng, may nó không đi quản. Nó không đi quản. Quá đau tao, vì vẫn 30. Vãi cả lành thật. Vâng, tí thua trận này anh em chửi cũng đúng anh em ạ. Thề anh em luôn, trận này mà thua anh em chửi cũng đúng. Em bênh vực anh em luôn. Tỷ số là một đều CO3. Vâng, tỷ số là một đều CO3 dành cho những tụi BB. Trận đấu mà đang hơi khó thở một chút tiềm đầu. Nhưng may sao tiềm sau thì he là người không quản map quá tốt. Và B đang giữ dân vào lại được. Và đồng bạn lọt vào, những quan trọng là B không chết dân anh em nhá. B ta vẫn là 30. Đấy. Pha xử lý tương đối cổng kênh. Nhưng mà may sao vẫn thắng. Đấy, không mà thua trận này là khả năng là khung chát bây giờ là nhảy lên là bao nhiêu lượt công bằng một lúc đấy. Trận thi đấu được coi là bản lề của sân U3. Hay lọt vào, quan trọng hay bên kia này không ăn được sân của mình. Lọt vào thì quái đâu, tao bông bi vẫn 30 anh em ạ. Trận đấu bản lề, đây là minoan của bi. Và đồ bạn lạ, ôi giời. Đang chọn màu 4 đúng không? Chào anh Lê Khánh Quốc nhá, chào anh Hùng Cương ở Vinh. Vâng, chào anh Cương Hùng. Chào Long Con nhá, bạn này sao chửi kinh thế bạn. Giọng mình giống dại, giống giọng Hải Ốc Trô à? Không bạn ạ, không bạn ơi. Mình không liên quan, Hải Ốc Trô là bên chim sẻ đắng. Vâng, Minh Giang anh em ơi. Con này là hơi căng đây. He cầm sang cho nó bản đề của sân thủ 3. Vậy em trải Nguyễn Nam nhá. Vâng, sang bin. Sau trận đấu mà còn Carafo thì thôi, bây giờ nó bạn quân cửa sên thôi. Không ai biết tay là hắn đánh được đấy. Quả phụ. Đầu đầu thì không được về. Cái cú đầu trận đấu này thì có 2-5 không xa nhà Toby. Bằng đây khả năng cao là bầy hưu kép, một bầy hưu to, bầy hưu 14 con hay không đây. Kèo chạm 3 bc anh em nhá. Mạ Long Con lại chửi mình DM các thứ gắt thế anh, đùa. Trận đấu thì Beaver một chút thôi, thực ra em có làm cái gì đâu, em có tác động gì đâu anh. Đôi khi cái chửi DM nghe nó
khỏe thực sự. Vâng, sinh lý của anh thì em không phải nể đấy anh ạ. Vâng, vừa quan hệ phụ huynh của bạn nào đấy cách đây đúng mấy giây thôi. Tiếp tục quan hệ phụ huynh của em và quan hệ phụ huynh của Bi. Cũng là sinh lý của anh khỏe như vậy cơ à. Có em hệ một lúc gọi là đúng 3 giây trước vừa quan hệ phụ huynh của Bi xong. Và 3 giây sau lại tiếp tục quan hệ phụ huynh của em. Vâng, sinh lý khỏe thật. Hôm nay dùng thảo dược gì hay không? Em nghe bảo map đánh rồi, map tỷ thì quên nó đi cũng được. Map tỷ thì cứ tạm coi là không nhớ map đi. Đồ bạn ở nhà ngay sát nhà mình, thế khả năng cao là 7 giờ rồi. Bài Bi là bài không đồ lùa, và 7 hươu kép, được cái trận đầu này nhìn qua lực là tạm ổn. 7 hươu kép và quả phụ cho em thủ BB. Em đầu nhận đôi ăn 1 7 hươu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con. 13 con. 7 hươu 13 con. Đó là 7 hươu kép của hươu 6 và hươu 7. À, mưa đập đá không anh ơi? À? Không anh ơi, không. Gọi cho em chơi gái thì ok, tôi chỉ còn đập đá thôi anh ạ. Còn em thì người đã gầy gò xanh xao rồi. Cân nặng có 40 cân thôi. Anh bây giờ còn gái em chơi bộ môn Mai Thúy khả năng cao là vâng. Về vợ con không nhận ra anh ạ. Thôi. Chơi gái chơi nhá. Chào Ngô Bá Đoàn này, chào Đỗ Công Sơn. Bình luận viên có phải là thầy giáo huấn Bùi Xuân Hoàn hay không? Đến từ Trung Dương ạ. Ok anh ơi. Tương tự. Sẻ hôm qua về nhà không hay ở lại mép của sẻ về nhà anh ơi. Sẻ nó về nhà chứ ở lại làm gì đâu. Không, em nghĩ là khỏe cho anh em sao yếu được. Ờ à, cũng đúng, có khi yếu cũng nên. Bởi vì 3 giây đã xong rồi. Anh em nhìn 3 giây trước vừa quan hệ với cả phụ huynh của và một người xong, 3 giây sau lại quan hệ phụ huynh của em luôn. Khả năng cũng yếu cũng lên chứ lại. 27 dân vào là 8-28 rồi Bi. 8-27 đánh 27 dân của Bi. Rồi chào Vô Tình Hoàng nhá. Hello Vô Tình Hoàng này. Mưa còn chơi BD không à? Có anh ơi, em có chơi BD anh nhá. Em có chơi BD anh ơi. Anh lốp được 40 kg không? Anh lốp được tầm 52 cân anh ạ. Anh lốp được tầm 52 cân. 40 cân thì có em với cả Hòa Thân. Và Hòa Thân với em thì ngang cân nhau. Đều đặn cân gọi là dưới 50. Bình luận viên sợ vợ không em? Nói thật anh em, vợ em thì cả khu trọ sợ phải mình em đâu anh em. Và mỗi lần nó tan ca làm về nó hét lên. Và rửa bát chưa? Còn cả khu trọ em đều sợ anh em, không phải mỗi mình em đâu. Và tất nhiên là em không ngoại lệ rồi. Đóng A này ở bên ngoài đi nhá. Khả năng được đóng A kiểu này thôi. Thì nó kiểu gì có A thù. Anh nhà đồng bạn thông tin nhận về thì 6 giờ. Đi bảo nhà gần thăm cơ thấy đồng bạn đâu ta. Ok. À đây à, thế là đóng A kiểu này A thù à. Ờ thế ok, tôi ở nhà đồng bạn 7 giờ cơ. Thế quá rồi, Bi đẩy xe giò đi 7 giờ. Không thấy màu của đồng bạn ở đâu cả. Rất ghét kiểu bình luận nói tục tĩu, thực ra cũng tục gì đâu anh nhỉ. Nói rất bình thường anh ạ, nhiều khi chúng ta khắt khe quá, có anh em nhiều tuổi rồi thôi. Chứ còn tầm tuổi 95 bọn em thì nhiều khi nhìn mình một chút như vậy thì đấy cũng bình thường. Có gì không có lọt tai anh em thì anh em bỏ qua. Em sẽ hạn chế dùng. Thực ra từ đầu đâu có tục gì đâu anh em. Đấy, kiểu yếu sinh lý với khỏe sinh lý cái chuyện đấy rất bình thường. Chẳng qua là đụng vào một số anh em theo kiểu tuổi trung niên nó hơi nhột. Thật ra thì... Hè đánh chém. Và con giò có công ăn được 2 giò đồ Bi nằm xuống. Xích con giò đồ bạn lại. Lên công và lên chặt cô. Và đồ bạn gọi là công giáp đầy đủ. Bài sang này, bài sang khả năng cao là vâng, yếu đấy nhá. Đồ bạn lên được kích công và lên chặt gỗ thôi. Bắt đầu sát hỗn đà của người cầm sang. Chắc chắn là như vậy. Chả hay chạy gì đánh kiểu hai lờ nhau làm gì cả.
hai lời đánh nhau với mình làm gì cả. Lạc đà đó thôi, lạc đà của bạn thì chưa có giáp, còn đầu thì tất nhiên là mình sẽ vụt. Đây là cả giò và cả lạc đà, rất khó chịu. Sắp quân đi bia kích cung hai áo. Bài đấu của bạn sắp lên hai lạc đà đều. Đánh xe đã có rồi, cố gắng chạy đi và gìn giữ một chút, cố gắng vụt con giò của bạn nằm xuống. Nhưng heo đang giữ giò là khá khéo. Bom thằng này đâu. Lạc đà chưa ra bia được đấy, cố gắng lên. Không giờ hai con qua bi vẫn đang chỉ qua một váy thôi. Tân này qua hai áo thì có thể hay thua, thua chặt luôn. Đồ đánh rất dã man, đánh theo kiểu công công hiến. Một tân đã sinh ra thủ được đấy. Hà mình 20 bạn xong chém là có thủ không đây, thì đang cố gắng đều từng con qua một. Ốp rất sớm thôi, thằng này mà mình lên sớm hơn 30 giây nữa thì thắng. Xem các bạn đi đấu bình thường, sau này Vi lên sớm hơn 30 giây nữa là thắng. Rồi bọn bạn dò lỗi bảy hươu. Bài xem thông tin nhận về bài xem mắc binh. Thế như là nghe tưởng là nhà nó 7 giờ, bo hơi dị. Đóng hơi dị. Thôi quan khó. Và tỷ số rất là 2-1 dành cho hai bên kia. Tỷ số là 1-2 cho Bi. Vâng, chào trưa, năm trưa, năm ca anh em nhé. Vâng, ngày trước đi học tiếng Anh cô giáo có dạy là buổi sáng good afternoon. Vâng, buổi trưa, à xin lỗi anh em, buổi sáng là good morning. Vâng, buổi chiều là good afternoon mà không dạy buổi trưa là good cái gì cả. Vâng, đây là Maxi. Trận đấu chung kết sớm, Max Sâm, quân là 1-10, 1-7.5. 1-10, 1-7 thôi. Dành cho game thủ He là người cầm. He là lạc đà, quân có bánh xe, có cung giờ, Bi là Maxi. Có đầu 6 cây, 7 cây rồi. Bảy ưu đầu là bảy ưu to rồi Bi. Con này thì 17 thôi. Con này thì nói chung cái kèo kiểu Max Sâm với cả Max Egypt. Max Baby thì gần như cân chặt. Max Baby là kèo con Baby nữa hơn một tí thôi. Còn một tí thì tí thôi, không đáng kể. Còn cái loại kèo Max Sâm, Max Egypt thì con tầm 17, tầm tầm đấy thôi, không phải là con tỷ. Ok, Sam Max, trận đấu được coi là chung kết sớm của BB trong trận thứ 3. Tạm thời tỷ số đang một đều với C rồi. Và về trận thì He đang dẫn trước 2-1 trong trận 3. Sẽ đấu bản lề xong cái đấu buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, buổi trưa ngày hôm nay. Và anh em thông cảm anh em, mà nhiều khi BB hôm nay thì nhiều khi quyết định nó chưa phải là quá ổn. Bởi vì hôm qua thì BB đánh 2 giờ sáng anh em, 2 rưỡi đi ngủ, bây giờ thì 9 rưỡi phải dậy đánh kèo rồi. Và gọi là di chuyển thời gian tắm rửa giặt giũ. Đấy, anh em thông cảm với Vi cũng chưa ngủ đủ giấc. Có gì gọi là có yếu quá thì anh em bỏ qua thôi. Và thực ra kết quả nó vẫn đang là một đều về C anh em. C3 này thì bạn đang dẫn trước là 2-1. Không thể nào bắt Bi có thể gọi là đánh khỏe như tối qua được. Tối qua Bi gần như bung hết sức có thể rồi, toàn bộ công lực của mình rồi. Thì hôm nay thì Bi đang tạm thời khởi đầu đang chưa được mượt thôi nhá. Chưa được mượt thôi, không phải chạch choạc đâu. Nhưng mà tỷ số vẫn đang là một đều. Trận hit hit thì đánh gọi là cố lên được, bình thường thì chắc là thắng. Bình thường tầm mà Bi gọi là khỏe mắc binh thì không cần thua. Đấy. Mình không có ý gọi là dìm he gì đâu, nhưng mà không có ý gọi là theo kiểu hạ thấp Bi để gọi là hạ thấp he cùng. Nhưng mà anh phải thông cảm. Thế còn tối qua thì Bi đánh gần như là 200 trong công lực rồi, cháy hết mình tối qua rồi, thì sáng nay thì khởi đầu hơi chạch choạc một tí, có sao đâu. Kèo đấu là kèo đấu trọng ABC, anh em xem thôi. Tối nay anh em nhớ theo dõi những kèo của Bi thấu ở sẻ nô 1. Hãy dồn toàn tâm toàn lực,
Trưa nay xong kèo này thì Bi sẽ về ngủ giấc. Sau này tối nay thì tiếp tục là tiếp đón bạn Nguyễn Đức Bình và bạn Nguyễn Thiện Anh. Vâng, anh em nhỏ Nguyễn bên kia. Đấy. Nhiều khi anh em cứ bắt Bi phải đánh như cỗ máy, phải lập trình, phải bắt đánh như tối qua chẳng hạn, thì nó cũng khó anh em ạ. Thực ra thì thiểm đầu từ đầu đến giờ thì mỗi trận Hitty là đánh cảm giác là hơi yếu một tí, gọi là có cửa bình thường Bi đánh sẽ thắng thôi. Anh em mình bao trận sang AC các kiểu. Cảm ơn anh Bùi Hữu Hoàng thì tặng 50 sao cho Bi nhá. Hôm qua em về ở đâu ngủ anh ạ? Em về phòng trọ ngủ. Ờ, bạn Long Con này dị thật. Vừa chửi em xong, vừa quan hệ phụ huynh của em với Bi xong, bây giờ để inbox tặng thẻ cũng tin được không đây? Thôi thì nhục cũng được, xin 50 vậy. Cũng được, biết đâu thì được 50 thì ấm. Mặc dù thì tỷ lệ nó không cao đâu, bởi vì em vừa thấy chat quan hệ với cả phụ huynh của em với cả phụ huynh của Bi xong. Mà biết đâu là gửi vừa 50 mắc bêu và ngày công lốp rơi lên 2 lốp. Cố gắng thôi. Đó, em vừa gửi rồi anh ơi, mặt dày một chút vậy, thôi thì cũng được. Người ta quan hệ phụ huynh của mình xong cho 50 thì bù đắp phần nào tổn thương về tinh thần. Xe giò Bi đẩy đi rồi, góc 3 giờ thì không thể hay bên kia. Tối nay thì Bi thầu với xẻ nó một anh em ơi, 7:30 đánh sớm hơn hôm qua 30 phút, hôm qua 8 giờ mới xúc và vẫn xúc đủ 7 xe cho anh em. Nó đã 7:30 còn gì. Tối nay thì Bi xẻ với tao ở trước anh em. Bi thầu với xẻ nô 1. Bây giờ đọc cái tên Bi xẻ với cặp đôi còn lại điền vào chỗ trống. Cặp đôi nào phù hợp. Bi thầu xẻ nô 1 7:30 tối nay thì biết của Bi và biết của thầu. Kèo tối nay thì đánh bên Ego anh em ạ. Đánh bên Ego. Những lần anh Quân sang Ego lần đây linh cảm chẳng lành đâu. Đó, linh cảm là không lành. Tối nay có là 7C hay không? Cái tùy đâu một thôi. Bình đột biết có solo hay không hả? Em không anh ạ. Em có biết chơi chế đâu anh, em gạ em solo làm gì. Bây giờ ta kiểu gọi là thi hai người nói với nhau, ai nói nhiều hơn người thắng thôi. Hay lại dâng này. Lại dâng à? Max Sum. Hay là người đang đóng một bài đi dâng lờ thì phải. Vậy mà khả năng cao tiếp tục là bài công một lờ ra bi bài khung nhanh 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 nhanh. Ok. Chưa, thằng đang đóng lờ nhà đi nhá. Không nhận là 1A. Hay đóng 1A rồi. Từ lại chỗ này là kín. Căng lá bay rồi vụt luôn. Xấu luôn. Công 1A rồi thủ he bên kia. Chọc luôn dân đi đừng cho nó đóng y. Dân đồ bạn thì dân Somalia tương đối mật dày và khó chọc. Con giò đồ bạn vẫn sông. Đóng lờ trong nhà IB nhá. Ok. Ngăn chặn thành công tình huống. Đóng nhà Quân trong nhà của mình thì em bên kia. Đen BB đóng y không. Nó rình nhá. Rất nhanh tay rồi đi. Tôi biết là he rình. Và he đang rình nhưng he không làm gì được. Và Mạnh Huy và nghe bình luận ngủ quên. Ngủ quên anh nhỉ. Cảm ơn Nguyễn Quyền gửi tặng cho Bi 15 sao nhé. Thank you anh nhiều. Hay cho Bi luôn. Trận này thì thắng. Trận này khả năng cao là win anh em ạ. Và mặc dù bài đấu he là bài liên sợ. Cái gì đấy. Ông Tần này bệnh hoạn. Đứng luôn. Rồi lạc đà đứng khe luôn. Đứng khe luôn. Cái gì đấy. Ông he còn khốn nặng mới gọi là nhốt y của mình ạ. Vâng, một sân sửa đủ đam không? Đủ đam không anh em ơi? Chắc chắn nó không đủ đam rồi. Sửa hộ tôi cái. Và nó bán đi vào vàng. Cho mem vào chỗ 12 giờ kín chưa đấy. Có đi ở bên trong thì bo cái khốn nạn thật. Có cái thằng khốn nạn này. Xin nổ e đi. Giải thoát cho những con y của Barcelonian. Đây 28 trận này thì thủ nhà thắng rồi. Hay đều rồi. Tầm này ruộng ra đủ rồi. 10 chiếc ruộng rồi nhưng đủ BB rồi. Cái trận đấu này nhà là khung.
nó dễ khung hơn trận đấu trước đấy rất là nhiều. He bây giờ có khung giờ, nhưng quan trọng khung giờ của bạn là khung giờ so với Marian thôi. Bi là người đang có tương đối nhiều gỗ. Thời đầu He đang xây và nhốt đi của mình lại, xây E nhốt đi của mình lại, bây giờ thì ổn rồi. Hai nhà Bi này toàn bộ sân nhà bên ngoài. Nói chung nhà quân anh em trình bày nhiều rồi, nó cứ nở ra mặt từ 9 giờ đến 3 giờ thôi. Đó là hướng nào là nhà quân sẽ nở ra. Chúng ta đóng quyết định là A thụt hay là A công, Y thụt hay Y công. Y công rồi ra tiền ruộng. Cảm ơn 30-64. Tách một con đi, đi chơi một dính của bạn hay không. Rồi bạn cứ lạc đà cái rồi như này thì ok thôi. Mặc dù đây Y bác C chưa có chiêng chưa có giáp. Và nghe đang vẽ nhưng đây là Y bác C nó bảo kê sửa đi. Vẽ xong luôn. Lùi lại chốt. Xài ơi bù đi. Này thì khô màu chúng tôi à. Giữa một và tỷ số bóng phát có thể thì vẫn là như vậy thôi. Công thì công, công A hơi dị. Công thì đa phần là công 1Y1A, đằng này thì công A khá dị một chút. Nhưng không sao, tỷ số là hai đều chúng ta có chung kết của C3 dành cho gà game thủ. Vâng, trả đấu coi là nhà Mark C khung. Quả phụ gần quả chính. Mark đấu khung nhà vàng trong. Mark Bill. Và tất nhiên rồi, Bill không phạm sai lầm gì cả để gỡ hòa tỷ số lai đều xong thứ 3. Và chúng ta sẽ có trận đấu chung kết. Sẽ có trận đấu chung kết. Vâng, bán rẻ lương tâm à? Cái gì mà bán rẻ lương tâm hiện trường Lê này nhỉ? Và thực ra em có giá đâu anh, em có giá đâu mà đòi đắt đỏ làm gì. Quá rẻ đằng khác. Ở đây có ai chơi BD 50.000 một suất không ạ? Vâng, ở đây có ai chơi BD không ạ? Em hỏi lại lần cuối là 5k anh em xem kèo có ai chơi BD không ạ? 50.000 thôi anh em ơi, mại rô. Egypt và Greg dành cho cái thủ em bên kia. Vậy phải không là phô. Đúng cái bóng Greg thật nhưng mà không có Greg anh em ạ. Egypt phô là quân trong đầu chung kết dành cho các em thủ sơ thủ 3 sẽ có bản lề xong cái đấu buổi sáng ngày hôm nay. Phô Egypt, Bi cầm Egypt và He cầm Phoenician. Còn đánh giá thì điểm đầu thì phô lợi thế hơn, phát triển khỏe hơn. Nhưng về sau thì con Egypt sẽ có những lợi thế nhất định bằng việc chất quân coi là khỏe hơn. Phát triển thì vẫn thua thôi. Vâng, tranh Hoàng Hà này. Hello anh. Vâng, đây là trận vừa rồi khít nghịt nhau rồi. Vâng, Egypt một loại quân mà Mapla thì lợi thế lên đời thì nó không có gì quá đặc sắc. Gỗ đầu của Bi là bài gỗ đầu 1K15, có 1K15 rồi. Gỗ đầu là tạm ổn. Nó vẫn xa thôi. Nhưng ít ra nó vẫn có 1K15 ở nhà và có rừng cho Bi. Bắt đầu góc 2:30 của Egypt. Kèo này chạm 3 thôi anh em ơi. Để Bi giữ sức thì tối nay xúc cặp đôi sẻ nấu 1. Và tối nay kết phục cặp cùng với cả bạn thầu. Con này thì 4 thì win chặt. Khoảng win chặt. Ok, chào Nguyễn Minh Tú nhá. Chào Đỗ Văn Thuyết, chào anh Nhất Ly, chào anh Hoàng Hào. Chào Nguyễn Anh Duy. Rất cảm ơn cái comment rất là dài của anh có nickname là Nguyễn Thanh. Mà nó cũng là khá chuẩn. Ok anh, ta kêu anh nhiều về những bình luận góp ý. Nói chung người ta đã dành thời gian rất là dài để viết rồi thì chắc chắn người ta dành rất là nhiều tâm huyết. Và đó cũng là thật lòng. Thì có thời gian em đọc sau thôi. Bây giờ đang tập trung bình luận. Này góp ý về cái gì phong cách đánh của Bi nhìn qua lướt qua như vậy. Ở trước mắt cứ cảm ơn thôi. Bởi vì người ta bỏ thời gian ra viết rất là dài thì chắc chắn là một bài viết mà dành rất là nhiều tâm huyết rồi. Tỷ số hôm qua thế nào? 4-3 anh ơi. 4-3 về C anh ơi. Mình không thua anh ạ. Nó đánh voi kẹp rời sao à? Mình đánh phù kẹp à? Và mình cũng đánh phù kẹp rời. Làm sao? Phù Egypt tầm ra là 16 anh em nhá. Và đợi 4 phù Egypt là tầm ra 16. Thậm chí đã phù đổi mạng luôn. Thích thì chơi thôi. Ăn lực vàng ngang nhau. Không, nhưng nếu như mà lực mà khỏe thì con phô đó thôi. Không có tròi thì con không sử dụng tròi nhá. Không tính bitmap. Tức là bỏ cái tròi đi. Thì con phô nó ghê lắm nhá. Cùng giờ kẹp voi.
còn không ai cái voi. Vàng rất là rẻ, em nhớ không nhầm thì nó chỉ là 35 vàng thôi và 140 thực. So với voi bình thường, em nhớ không nhầm, voi bình thường là 170 thực, hơn 170, 180 thực gì đấy không rõ. Voi phô chỉ là 140 vàng thôi, nó rẻ 1/4, tương tự ngửa chém của Yamato đấy. Voi phô thì nó rẻ, nhưng voi phô thì nó chỉ là công 4 giáp 4 thôi. À, chứ anh em là giáp 4, chứ anh em là cái voi có công 4 thì khác gì, anh em bảo là em không biết chơi chế. Công mặc định là 15 rồi, công mặc định là 15, voi thần thì như là 18, voi sữa thì là 15, máu thì 600. Đấy, những thông số thì mặc dù theo kiểu tập chơi chế nhưng mà em nghĩ là cũng chuẩn rồi. Hai voi đôi về dành cho tuổi BB là có quả phụ, một bài không xấu của Egypt. Vâng, đánh 27 nông dân, đánh 27 nông dân. Cảm ơn Minh Huy gửi tặng 200 sao nhá, cảm ơn anh Minh Huy rất nhiều ạ. 200 sao đến từ anh Minh Huy, một người mà theo dõi BB rất nhiệt tình. Cái live stream nào của BB mặc định có mặt anh Minh Huy vào xem. Đấy. Em thì đánh cái là hơi ngu, nhưng cái là nhớ lâu anh em, cứ đọc qua là nhớ luôn thôi. Thực ra tập chơi chế một tuần rồi, đủ để có thể gọi là nhận biết tất cả các loại quân nào có cung giờ, quân nào thì là quân thuần chém để mà phục vụ anh em. Đấy. Còn bắt em chơi chế rất là gà, tầm tài xỉu 20 kích 3 cho nó mát anh em ạ. Tài xỉu là 20 kích 3. Đấy. Có gì sai mọi người bỏ qua thôi. Bây giờ cứ bảo mình tập chơi chế thì chắc là sai, anh em không đôi co những người tập chơi làm gì cả. Đây CMM, một bài kích đời được coi là trong 10 dành cho những tuổi BB. 27 dân cộng 1. Chém luôn à, tôn trọng he thằng này thế. Ở bên kia phô sẽ là một bài hỗn đa của hai hiệp thủ, cũng như he cũng là như thế thôi. Tôi nghĩ rằng he cũng là như thế. Hồng Khánh Lê à? Cho son Rex đi, có phải cho son Rex không anh nhỉ? Chào đây khỏe không anh ơi? Hồng Khánh Lê, tức là bạn anh có nickname là cho son Rex, cũng được coi là dạng top 3 top bụng đấy. Anh rất là tốt. Bên này bị chọc rồi. Rồi giờ đồ bạn của tên phải e là khá khốn hạ. Và e đang là hai dân của mình nằm xuống. Bài đấu mà khả năng cao map đấu này thì sẽ không có những con phù xuất hiện. Bởi đơn giản là cứ lực ra phù đấy rất là khó anh em ạ. Hai đội quân đều có quân chống phù sớm thì việc chúng ta đầu tư 200 gỗ với cả 3 với dân quốc vàng để sắp một về đều nó không khả quan. Để 300 gỗ thì chúng ta ra ruộng, 200 gỗ ra khoảng tầm 3 chiếc ruộng. Một lời đêm, bắn thủ P này, khả nên lên đời muộn thì bị vẫn là người thủ P. Hợp lý. Và ông cũng tắt thẳng vào thằng theo kiểu là yếu về chuyên môn như mình luôn. Bài lên đời muộn hơn, bởi vì đang có thủ 1P để bắt the và người chuyển sang công giờ mới dám lao vào. Tương đối hợp lý cho Bi. Bi thì tối qua còn cầm Max C đánh cung A cơ mà. Đối với Bi thì tất cả các định luật thì gần như là đều sai, chỉ có lực là đúng thôi, để xem lực như nào thôi. Lực yếu và Bi là người thủ P. Lạc đà đồ bạn chơi vào. Cái này phù đỏ là có ích luôn. Có he đang phải lùi. Ăn hoang máy quả. Ta mai 30/2. Tất nhiên phô thì các bạn sẽ người có cung giờ sớm thôi. Và những con phù này đến thời điểm này khẳng định luôn là nó sẽ được coi là không hiệu quả lắm. Đến từ cái thủ BB. Cắt dân vàng để làm gỗ chuyển sang sắp sọc đơn hay không đây. Ta mai để 31/36. Có một nhà bè thôi BB luôn. Rất khỏe. Ba nhà quân luôn, một L2A đến từ hè bên kia. Quân này mà F4 nhà quân ấy. Cái bài theo kiểu F4 nhà quân là bài gọi cơ cấu siêu mắc, mà ở Việt Nam thì rất ít người làm được. Đấy. Con P nằm xuống. Bài vì bài lực yếu thành ra thì cố gắng thủ về điểm đầu, không có được sóc quân. Rồi hè là người đang đi vào đội chính, một phong cách gọi là hoang dã trong bên kia luôn. Ăn hoang ép quân, phong cách quen thuộc. Còn hai lạc đà một cung giờ đánh nhau với cả hai lạc đà một cung giờ của bạn, và mình đang giữ được nhà này, thủ được nhà cho Bi.
tối nay có kèo gì không? Tối nay có kèo gì anh em ơi? Bi thầu với cả xẻ nô một. Tạm thời trận này cái đá heo không công lên quá gắt nữa. Thời điểm đầu thì dồn lên là rất đều. Đến hiểm này thì cảm giác heo là người đang làm gì nhỉ? Anh ta không công bi nữa và đang trở về nhà đánh thủ chắc. Tám hai bi thì là 41-44. 34 dân 32 dân 82 cân. Độ bạn đè khoảng tầm độ 52-48 thôi. Là rất đông lạc đà bây giờ bạn đang đứng bên ngoài. Đang cao thì he đang ngại phủ như vậy. Đúng cái phủ tiền luôn. Bởi trong tiếp thì cả đàn cao nó cũng phế. Không giải quyết chuyện gì cả. Kêu tầm này phô đang chuyển sang và đầu sắp chắc giờ và giáp hai chặt cỗ hai những he bên kia rồi. Tôi nhìn không nhầm công nghệ rồi bạn đang là mắc binh. Vâng, chặt cỗ hai từ he rồi. Đó là sự khác biệt. Nếu như vi công cơ cấu được hay trận này thì một chút nữa thôi ra mai của he sẽ là người đi. Vâng, phô chặt hoa phát triển được rất là ghê nhá. Bi thềm đầu thì đang bù quang máy quả là tương đối ống, thành ra thực đang dồn lên là đủ để bi sóc còn đều. Vâng, tham hai năm hai năm sáu bây giờ đuổi theo con rửa của bạn thôi. Bắt đầu bi đang khung nhà bằng ruộng, bạn yếu là ruộng bằng he sổ vào luôn, móc vào ruộng là thốn phết đấy. Cậu con bảo kê đi. Hè là chặt cỗ hai rồi, tôi nhìn không nhầm là như vậy. Và bạn đang đi check phù. Một trận đấu hè đang dùng kỹ năng bản năng ồn người gọi là truy cập check ở Việt nhiều để vào check hàng xem người có phù hay không. Và nghe phải nghe ý đồ đang con dân kiểu bi, con dân kiểu điều hidden dân các kiểu. Nhưng mà chết ba cùng giờ và con dân vẫn sống. Còn này đúng lúc nào duy nhất. Và bi cũng đang đánh võng cực kỳ tốt. Và con giờ bổ luôn lạc đà bổ con giờ đồ bạn thôi. Đồ bạn chặt có hai rồi. Thành ra điểm này Phonician khả năng cao, người đang phát triển là cực kỳ khỏe. BB Tam Ai là 60. Chặt có hai đang trong quân nâng cấp. BB là 2 nhà quân. Đồ bạn là 3 nhà quân. Và chắc chắn thể này là quân đồ bạn đang đông hơn. BB nào có tơ được không? Và BB cũng 3 nhà quân rồi. Cùng giờ cùng người Egypt chặt có hai đang có. Cùng giờ cùng giờ của Phô đang đánh bằng he đang phải lùi tới này rồi. Thủ được. Và nếu cứ như này khoảng tầm độ 2 phút nữa thôi là ok nhá. 2 phút nữa thôi mà tình hình cứ như này thôi là ok. Thì bắt đầu tăng mình nhà VA thứ 3 và chuyển sang bắt đầu bắt sóc nhiều cung đường hơn dành cho người cầm Egyptian. Và cung đường của bạn cũng là cung đường của cô đã cho đủ công nghệ trong 13 rồi. Và thiếu đầu máu và thiếu giáp 4 là những công nghệ sang chảnh từ sau thôi. Thì đầu cái giáp 2 chẳng ai thôi. Bi đang điều quân, một tên điều quân rất kéo. Bây giờ nằm xuống ngang veo, bây giờ là bạn chết hết rồi kìa. Có thể là thủ được đấy. Rồi thủ được. Tên này thì sang bên Egypt lạc đảo. Và có lạc đảo đồ bạn cung giờ của cô rồi. Cung giờ mình là cung giờ Egypt. Hàng xịn hơn. Tên này trả một chút vẫn thủ nhà thôi. Quan trọng bên kia thì heo bao nhiêu dân rồi. Lo sợ tầm này ông heo làm quả mấy dân, 50 dân chẳng hạn. Chưa biết đâu mà lần đâu. Đồ bạn đang tách màu móc máy cũng thường như của Bi. Thằng máy Bi 54. Đang thiếu 2 vàng cái đồ máu. Đúng 2 vàng thôi Bi ơi. Rồi đây là đồ máu. Trận này he đang chín rất đều. Và Huy đang bị chơi ở ruộng. Một bắt đầu bắt cung giao ruộng. Thằng ra thì Huy đang bị của bạn chơi ở ruộng khá sớm. Thế trận này mà he dí quân đều lên tập này mà muốn sóc quẩn tầm độ 7-8 nhá quân sóc đều là căng. Phonician làm được. Tôi nghĩ rằng nếu như mà người cầm người nhiều tay cầm phô thể này cái việc mà phô sóc đến 10 nhà quân là chuyện bình thường. Phút từ 26 trận đấu. Ở phút từ 26 trận đấu dân quả Huy đừng chơi, không biết làm gì chưa, góc 7 giờ. Nhưng Huy cho làm việc khác rồi phải. Đầu bóng lên xong. Nhưng bạn cùng giờ đang đồng gấp đôi. Sức ép hè tạo ra nào vô cùng lớn. Đang đập BCVN các kiểu. Hè vẫn có một thằng đà đảo. Từ đó các bạn đập Echo. Có cái gì đấy. Tân sau vác lên luôn đi ơi, tân sau chi viện nào. Nhiều kéo nào. Bạn cắt cao em bên kia cũng có đầu máu rồi phải. Không giờ các bạn đông hơn. Trận đấu mà cũng rời hit đánh cho người phô vào số lượng. Ô vẫn thủ được đấy. Ô vai cả lành cũng rời hit nó khỏe thật sự. Vẫn đang thủ được nhà dành cho con thủ BB. Vâng vẫn đang thủ nhà nha. Nghe bổ sung thêm lạc đà. Rỡi con lạc đà này. Còn con cũng giờ tầm này cũng chả sợ. Sợ đúng con lạc đà thôi. Nghe đang phải nghe. Mẹ rất sát. Ô ép quân ghê thật. Quả tôi nhắc rồi nhưng mà cả cao bi đang bắt tay được giờ. Chưa chỉnh được trước đây.
Phạm Ai Huy là 60. Sáu gân là 44 gân. Quả đấy nó bắt quân là khả năng là có cửa đấy các bạn, 46 gân thôi. Bây giờ thì cửa đang hẹp hơn một chút. Kiều Bi là người đang phải chạy lộ trình, nghe đang dí quân lên rất đều. Ở miền quảng lấy dốc ra thành lượng chỗ khác của Kiều Bi. Dễ quá, nó phát triển khỏe hơn mình. Công giáp 1L2A. Vài phố không mắc bêu, không đi móc được. Hè đánh tại nhà và đánh nhạc quân cao. Đoạn gì quân đấy rất đều. Và tỷ số là 2-3-3 dành cho thủ hè bên kia. Bi là người để thua sớm thứ 3. Sẽ có bản lề xong cái đấu chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. 2-3-3 dành cho hè bên kia. Vâng, trận đầu tiên của set đấu thứ tư, Hitty dành cho Bi và Roman là của E trong đấu tiền này. Hiso, các bạn đánh giá coi là chúng ta cởi giống một chút điểm đầu. Phụ thuộc thế nhà thôi, con này Roman nó coi là 1-10, chúng ta là 8,5. Có lẽ là chuẩn cho thước đo của quân trận đấu này. Hiso, map 4-4 thì coi là tôi thích cầm Hitty hơn, nhưng còn map La tôi vẫn thích cầm Roman hơn. Map solo. Hitty phải là bài khung thôi. Và lên đời coi là ổn. Thì mới coi là thi đấu ngang cơ với cả Roman được. Còn bài Hitty mà cứ xấu xấu bẩn bẩn đánh lạc đà sau đấy chuyển kẹp cung G. Roman nó làm quả 3L giáp 4 dọc đơn sớm, còn công 4 dọc đơn sớm. Thì nó bổ cho nhắc kèn anh em ạ. Rất ghê. Hôm qua cả 7C thắng anh em ơi, thắng 4-3 ở C. C cuối thắng 3-0, thắng 4 trận. Đấy. Vâng, đây là U7-1 Chubi. U7-1 là con 6, gỗ đầu thì 1K15 gần nhà rồi. 1K15 gần nhà. Rồi chào anh Vũ Hà nha, chào anh Cường Còi, chào Nguyễn Xuân Anh, chào Lưu Quang Hội, chào anh Mạnh Hùng, chào anh Nguyễn Ngũ, Dũng Nguyễn, chào anh Chí Còi, chào Trần Kim Nhã, chào Phạm Thành Sơn, chào Phạm Lâm Tùng, chào anh Trương Lê, chào Hoàng Văn Diễn, chào anh Lý Thông, chào Vũ Văn Dưỡng, chào anh Tiến Nguyễn Văn, chào anh Quan Thắng, chào Nguyễn Thanh Tuân, rồi chào anh Nguyễn Đình Nam này, rồi chào anh em rất nhiệt tình rồi, các anh em nay chia sẻ đây chưa? Tập này hơi mệt anh em ạ, tối qua anh ngủ tí thôi, thành ra thì tập này hơi mệt, bình luận hơi nhỏ. Rồi chào anh Diệp Vấn nhá, chào Dũng Hứa, chào anh Đức Hiện, chào anh Tony Ngô, chào Duy Tuấn, chào Hoàng Văn Tấn, và yêu 6-7-1 là con 6 Ruby. Rồi chào Dũng Nguyễn, chào Nguyễn Xuân, chào Vũ Ngọc Thụ, hello anh. Chào Hoàng Thành Long, chào Hoàng Văn Tùng. Hoàng Văn Tùng này quen quen đấy nhở. Nhưng bạn này... À không, không phải. Chào Ốc Nhồi nhá. Chào Arika Thuấn. Hốc luôn.
Nhà đấy cũng luôn. Rồi, khả năng không cho nó lành. Đây là 20 đây từ của Bi. Một bài mà Hitty đang có thế được coi là cơ cấu được cho Bi. Trong áp đấu Hitty là hai quả phụ, bài là bài khỏe rồi. Bài là bài khỏe. Chào anh Nguyễn Đạt nhá, chào anh Xuân Tùng. Thực ra thì bằng cái này thì nhiều anh em có sở thích khác nhau thôi. Nhiều anh em thích nghe bình luận tập trung chuyên môn hơn. Nhiều anh em lại thích theo kiểu chỉ cần có bình luận là được. Miễn làm sao mà cứ tôi comment là ông chào tôi, ông đọc comment của tôi lên cho mọi người nghe, rồi tôi sướng. Tôi tặng sao ông đọc tên tôi, ông cảm ơn tôi sướng. Đấy, kiểu kiểu như thế. Có nhiều kiểu anh em gu khác nhau thôi. Cái việc chào anh em thì em sẽ bằng cân đối hài hòa với việc chào anh em và việc gọi là phân tích trận đấu. Nhưng thực ra là bảo anh phân tích thì biết cái quái gì đâu mà phân tích anh em. Bảo là bình luận về trận đấu đi. Đấy. Bằng chúng từ phân tích trận đấu nghe giống như kiểu chuyên gia ghê quá. Thì có cover kiểu như bằng những game thủ kiểu như cover làm được. Thì thực ra thì em nghĩ là thôi bỏ qua. Khó quá bỏ qua. 27 dân Zombie và đó là bài kích đời được coi là 8 phút 30 giây 28 dân. Bi đang đánh nhiều dân để nó có lực khung nhà vào ngày rồi. Ủa, cẩn thận không? Tôi chờ chút nhập BB thì chết luôn. 28 dân, đánh nhiều dân để có lực khung nhà dành cho game thủ BB. Chào anh Trần Hải nhá. Chào anh Trung Quân. Chào Lộc Nguyên. Còn anh rất chào em mình đồn viên à. Em rất cảm ơn anh Lộc Nguyên rất nhiều ạ. Có đi có lại cho các bạn lòng nhau. Rồi chào bạn Trung Hiếu nhá. Vâng, bình luận viên không biết nói gì thì thôi. Im hộ cái, chào chào cái gì. Hệ bình luận viên này đúng kiểu biết nói và cầm mic. Chứ gọi là bình luận viên này chưa đủ tầm. Em không... Em xin lỗi anh ạ. Em xin lỗi anh rất nhiều ạ. Em xin lỗi anh. 28 dân, đây sẽ là BA của Bi. Một bài đấu Bi đang chui chui chút. Có bo nhà bằng ruộng là bằng e đấy. Bo nhanh. Bo nhanh lại, khép mông lại. Chỗ này bo nhà cứng luôn đi, không được có bo bằng ruộng nha. Không nghi ngờ Bi có ý đồ của bo nhà bằng ruộng. Căng ngang nhà chính thôi. Đấy, ngang đây thôi. Không là gãy đấy. Đấy, xong cho nhiều dân vào. Bây giờ thì đang phải bay vào nhiều dân mới có lực bo nhà đấy. Ở nghe lời rất sớm, rất ghê. Hello Tần Hoa. Em xin lỗi anh Trung Hiếu rất nhiều ạ. Em xin lỗi anh ạ. Xin lỗi anh thôi. Tầm này cũng chả biết nói gì hơn nữa. Em là Tần Huy anh em nhá. Ở bên này thì Bi là bài chú hốc. Xong 1T thôi, 2T phạm luật đấy. Xử thua luôn đấy. Rồi tạm thời thì một công ca là gãy luôn đấy. Chơi biết đâu mà lần cả. Nó cứ đánh theo kiểu lên chặt gỗ to khỏe đẹp dai thì tươi. Thì gọi là mình có cửa. Thì còn nó đánh theo kiểu hệ chó điên. Nó làm quả Nicolas Anelka. Răng lờ công ca là khả năng là toang đấy. Không được đâu. Bài đấu Bi là bài lên đời muộn. Không sớm. Thực ra cũng phải là muộn đâu. Còn bài cuối gọi là 11 sớm của Bi. Đánh nhiều dân để có lực bo nhà anh em nhá. Và có bách quả Bi kìa, gặp bách quả Bi ơi. Thơm như mít luôn, thơm luôn. 4A đều luôn thì không sợ công ca. Nếu như được 4A đều thì BB sẽ không cỡ công ca và thậm chí là có luôn cả giáp cho T luôn. Nếu như là 4A đều có giáp thì chúng ta không sợ công ca nha. Và đi xem trận này có nên chặt gỗ đẹp dài hay không, xem nó cộng dân hay không là biết. Ui dồi ôi, khốn nạn này. Vâng, bày rình đau thế nhá. Tơn rất đau nhá. Vâng, BB chơi vào đúng vị trí mà đồ bạn là người rình. Đi dò là rất tỉnh cho he bên kia luôn. Phải quả vừa ấm hút xong thôi. Cay thật. 120 go. 120 go. Mở đồ bạn đẻ dân luôn. Cái đấy mình 3 dân 3 sóc dân nhỉ. Thực ra điểm đầu lo thật đoạn công ca thằng cái Bi sóc 4A. Chứ còn bài này thì nhiều khả năng là Bi 3 sóc dân cho nó lành. Oh my god.
Và đây là 3260, bị chặn đạo thuật ngoài là tương đối đau dành cho thủ BB. Ở đấu số 3 của bạn là bài đấu có sóc dân ở nhà hay đánh to khỏe. He đánh một bài đấu to khỏe dành cho nhập Roman. Vâng, cảm ơn Nguyễn Duy Hưởng tặng 100 sao nhá. Thank you anh rất nhiều ạ. Cái này thì lùi lại. Số đè chạy dần giữ tham. Là bài 36. He đánh vào đầu có cộng dần và lùi lại luôn, số đè luôn. Lại căng ngang như thể đầu ấy. Căng như thể đầu thôi. Đấy, nó vẻ trong nhỉ. Oh, 39, he tiếp chạy trên vàng nhá. Thủ được là có cửa đi ơi. Vâng, quá đông, chém thế bên kia đi vào bằng dạ man thất. Người chém đâu mà lắm thế à rồi. Vâng, người chém đâu mà nhiều thế à rồi. Rất đông người chém nhưng nghe đang chết sạch chuộng sinh nhà luôn cho Thomas. Cố gắng lên nào. Lòng nghe đang tập trung đi vào nhà của mình. Vợ nhà anh ta đang bắt tay nhá. Không nhiều tay đâu. Ồ, hay sắp chém với thủ kia. Hay không đi nữa kia. Ồ, vâng, có cửa thắng anh em ơi. Kim là người vừa chết sạch chân vàng và lùng một tuần dụng chính. Vâng, hai cung giờ hít đi thôi nhưng móc máy là rất khó chịu. Vâng, vì đang hít lên dần. Rồi xong rồi dân bổ thôi. Bàn dân thương binh thôi. Là mà 40-76. Cung giờ trong nhà hè vẫn đang sống. Và nó phải cầu thêm. Ý trời ơi. Ý trời ơi. Trời ơi. Vâng, ba cung giờ là quá lợi hại dành cho cái thủ BB. Ba con giờ được coi là đam 7 anh em ạ. Ăn được khoảng tầm độ 8-9 dân, 10 dân. Hơn 10 dân e nằm xuống. 6 dân làm vàng và khoảng tầm độ 5 dân làm thực. Tức là 11 dân. BB ra bài là 40. Tiếp tục ra đấy bú hoang mạnh quá. Không ai tắm, không ai tắm hai lần trong dòng sông. BB đang làm điều đấy. Và he là người đang chưa đi quả. Thì lại cho ruộng nha, có cửa táng thì cố lên nào. He phải anh ông đầy. Chắc ruộng ơi, chắc ruộng. Chắc máu ruộng kìa. Đấy, mày không để ý đấy nhá. Có giò đấy. Và tự nhiên có cửa thắng trận này. Tự nhiên he là người ta kiểu bị lùng nhào. Tôi rất là đau nhá. Cực kỳ đau luôn. Em nhìn tình huống ba con giới thì lọt vào. Đang khoảng tầm độ 11 dân của bạn nằm xuống. 6 dân vàng và khoảng tầm độ 6 dân thực. Tầm tầm 11-12 dân. Và tiếp tục móc vàng thôi. Ý trời ơi. Làm tạm hai cháu. Thằng 245 cho bì. Bãi quả kia thì he không bị quả nữa. Vâng, công vào rất tốn. Tên này he lại tiếp tục giật chém với thủ. Vâng, bì lại tiếp tục tách và còn vào và chơi. Vâng, lại chạy đường chính. Và tiếp tục vừa đe thôi. Và cũng thấy đầu tiên là quá khó chịu tới đây dành cho thủ BB. Và nghe là không câu vào được. Ô, có ca kìa. Ở từ ca có ca kìa. Ô quên trên con ca đấy. Rồi con này đứng kè rất đẹp và quên hết về luôn cho nó mát. Cùng giấy tìm sắp hai rồi. Hè nhà đang chết là quá nhiều dần rồi. Hè đang cho đến 1 tỷ của dân vàng và tỷ số. Vâng, tỷ số sẽ bao nhiêu đây? 2-46. Hôm nay thì Bi là người đang đỡ tam đều được. Còn bạn là người không đỡ tam. Hè tiếp tục không đều ca. Rất tuyệt vời. Vâng, một con ca là 180 gỗ. Và 90 vàng dành cho thủ em bên kia. Vâng, 80 vàng. Nhưng em sẽ không nhầm là 80 vàng thôi. 180 gỗ và 80 vàng dành cho con ca Roman. Giá cả là quá đắt. BB tam hai vẫn là 46. Vâng, hoàn toàn bình thường. Đốt ca được bạn. Vâng, nghe mất lực công ca và bay xuống cái nhà. Vâng, đánh lâu dài trận này xin phép xin cái cửa cho Thomas luôn. Nghe đang tiếp tục cắt dần về nhà đội chính hồi lại. Nghe đang cắt dần về nhà hồi lại đội chính. Nhưng tầm này thì quá muộn rồi ạ. Vâng, vài khung nhà thì đâu tư tưởng là gãy luôn cơ. Bị chăn bãi quả rất nhiều. Vâng, nghe lại tiếp tục thể dục. Anh chắc nhà kiểu gì mà dẫn cái thể dục liên tục như này thì khỏe không anh em nhỉ? Tôi hỏi chứ không phải chứ. Chắc nhà mà dẫn cái thể dục liên tục như này được rằng em có to không? Tham e tầm này tầm 40. Căng lắm là 40. Căng lắm như thế. 20 con dân và 25 con dân và tầm khoảng tầm 15 con chém. Tầm tầm như vậy thôi. Vâng, BB. Đây là 54. Tham e càng đánh sẽ càng đi. Về là người quyết tỷ số. Vâng, một trận đấu e đang tại nhà. Nhưng BB đang có 3 công giờ đi móc máy là cực kỳ hay. Vâng, thắng nhờ 3 công giờ anh em ạ. Móc máy là siêu tốn. Vào vàng và vào dụng chính của em bên kia. 1-0 C4 dành cho BB. Vâng, 1-0 C4 dành cho anh em thủ BB rồi, ok. Ổn. Đấy, nó cứ phải như thế chứ.
Em đâu bị chặn máy quả đâu thật. Tôi tưởng là tôi gãy luôn cơ. Em đâu bị chặn máy quả bên ngoài cực kỳ ấm. Máy quả vừa đặt xong BG rồi. Vừa chắc là vừa bú ba ba thực anh em ạ. Chắc là vừa bú ba thực luôn. He bổ luôn. Thắng nhờ bạn lại Greg à. Cân. Vâng, như vậy là siêu cân. Siêu cân nhá. Trận đấu được coi là vâng thứ hai của sở hữu tư hai Hy Lạp, hai chém tuyển Hy Lạp gặp nhau để cho BB và thủ em bên kia. Thắng nhờ ba khung giờ anh em ạ. Hoặc ba khung giờ vào làm thôi, 12 giờ hè nằm xuống, 6 giờ làm vào với cả 6 giờ làm thực. Đến khi con khung giờ cuối cùng được đi của khốn nạn nó còn nhiều, nó đạt được 22 dân nữa. Thành ra chết 6 dân ruộng. Thằng em bên kia rất yếu. Và các bạn tụ chém công ca, nhưng mà không quá nhiều chém. Không lao vào được. Khi mấy tỷ vì đứng thế là quá đẹp khung giờ. Quay lại trận đấu này thì Bia đang còn số mình là bảy đầu 4 con đưa về dành cho bài đấu cầm chém tuyển Hy Lạp. Vâng, chém tuyển Hy Lạp cho Bia cầm. Áp đấu là hai chém tuyển. Đây là 10 anh em nhá. Hello anh em. Ok, Trần Lương nhá. À, không sao cả anh ạ, thoải mái thôi anh ơi, bình thường, bọn em tôn trọng nhau mà. Như vậy là thứ 5. Quả đầu hơi dốc. Quân là siêu cân. Mưa ăn gì cho em mà chắc chắn là nghe giọng bình luận của em mà chưa ăn gì rồi anh ơi. Và nghe giọng bình luận này anh em bảo là ăn cơm rồi, chắc là không phải. Nó khác hẳn hoàn toàn so với cả những hôm mà mình khỏe. Hôm nay thì tôi qua về thì xong rồi ngủ luôn. 3 giờ đi ngủ xong thì 9 giờ dậy. Thành ra cũng chưa kịp ăn gì. Hơi hoảng một chút, cố gắng vậy. Ông Bi tôi tưởng kèo này 3C nghỉ sớm. Còn nghỉ ngơi, lấy sức. Ai ngờ bị ông E là người dẫn trước 2-1C rồi. Và bắt buộc phải cố gắng đánh đủ 5C còn bật lại. Cố gắng đủ 5C còn bật lại thôi anh em ạ. Tưởng kèo này ông Bi giải quyết đúng thuốc vào nốt nhạc. 3C nghỉ sớm thì tươi quá. Thơm như mít luôn. Mưa húp linh trang chưa? Anh hỏi câu nhạy cảm thế nhỉ? Đùa. Toàn cứ hỏi câu vơ va vơ vẩn. Kèo chạm 3C anh em nhá. Chạm 3C. Thành ra điểm này thì cửa thắng của Bi thì Bi bắt buộc phải đánh đủ 5C rồi. Trước mắt là phải cố gắng thắng C4. Và kết quả đang như Bi. Kèo Bi đang dẫn trước 1-0 trước khe ở trận đấu đầu tiên của C4. Sau bài gặp Mỹ thủ nhà và thắng nhờ 3-0 rồi móc máy. 3 công giờ hit đã được 12 dân Roma nằm xuống. 6 dân vàng và 6 dân thực. Thậm chí là cái tình huống vẫn soi máu cuối cùng của Bi đang cố gắng gọi là cấu thêm 2 dân của He nằm xuống nữa. Rất thấp chiêu cho Bi luôn. Nam C anh em ơi. Nam C. Qua anh 98 kết quả sau anh em có thể xem lại anh em ơi. Không xem lại kèo tối qua cũng phí cả một đời người anh em ạ. Kết quả thì em xin phép giấu. Anh em truy cập vào fanpage BB. Sau đấy thì vào mục video đấy. Chúng ta xem lại nó có full đầy đủ video cho anh em luôn. Và bây giờ từ như từ 3-4 hôm nay rồi. Cái phần xem lại không phải là chất lượng 480 à 240 nữa. Bây giờ chất lượng 720 rồi. Quay trở về điểm đầu rồi. Em đời rất ghê. Bằng 758 hay 5 dân đô bì. Không xịt. Kiểu gì 3 giờ có quả phụ. Đi dò là hơi mỏi chân một chút. Mặc dù kích 2 là khá chuẩn rồi. Bị đang muốn đi tìm bãi quả bầy hươu. Hợp đấu mà Greg vẫn chưa đủ đồ. Không, xem lại bây giờ là chất lượng 720 anh ạ. Xem lại bây giờ thì chất lượng là 720 rồi. Cái này từ 3-4 hôm nay là Facebook người ta thay đổi thuật toán rồi. Có thể xem lại chất lượng 720 anh nhá. Em có thể xem lại chất lượng gọi là full đất hay không che luôn. Lịch thi đấu thì anh em vào group BB chăm sóc khách hàng thì có
Và buổi tối cái tầm 10 giờ đêm, 9 giờ đêm thì bạn support sẽ put link ngày mai cho anh em trong kèo của mỗi team. Ví dụ BB thì có BB lắp chăm sóc khách hàng, bên Hà Nội Hà Nam mình có Vec TV chăm sóc khách hàng, đấy. Anh em có thể truy cập vào và theo dõi nắm bắt lịch ngày mai của tất cả các lan tình huống công voi xịt. Bắt đầu kích sang đầu 11 Zombie, chắc chắn là 11 rồi. Chắc chắn là 11. Và đồ bạn lên đời coi là bộ đơn 12 nhưng 13 khả năng cao hay sớm hơn. Đây sẽ bên của B. Đấy bây giờ đóng cao máy gỗ luôn đi không, bo nhà đây. Vâng. Một bài đấu. Ui giời, con voi. Ôi. Nghiệt. Bằng tay xỉu là 1.5. Khả năng cao là xỉu chặt. Khi mà thôi. Cái bài đấy thì thử khi bài nhà khung thôi. Xong rồi lừa đối thủ. Ở khung nhà xong sóc toàn tê bên trong, xong hay công phù gặp khoảng tầm chục con tê giáp 4. Chặt gỗ 1 thì mắc bêu. Vâng, như vậy là tài 11.5 thì tài anh em kích 11.45 zombie. Đồ bạn đào 160 vàng bắt đầu chạy giò rồi. Giò đồ bạn đã tơi. Bắt đầu mà kích của B đang là xấu. Công giáp đầy đủ. Con này lại công giáp lên đầu vàng, đánh trope đoạn thuận thế nào, trận này cố gắng thế mà. Chờ cái thói này đi. Xem bài nó khỏe nữa hay không. Thì tôi xem cái bài của ông rồi, bài cũng khỏe một quấy trận. Lại công giáp đầy đủ. Bởi vì chắc gỗ mới đủ gỗ đóng P hay không. Ờ, gỗ đóng P thì biết đâu trận này xem nó cũng khỏe nữa hay không. Nó khỏe nữa thì chịu, chấp nhận. Còn biết đâu nữa. Không có lấy không để công nghệ cho phù thì mình gọi là có cửa. Dự đoán bóng nhà thì anh em nhìn vào phần cái phần phù điêu ấy, cái phần là bức tranh ở cái phần góc 6 giờ đấy anh em này. Cái phần mà kiểu tượng người rồi ngựa, đây là cái kiểu bóng này là bóng của Greg Pho với cả Min. Có cả chém luôn. Đấy. Có cả phù công lên luôn. Vai cả lệnh tầm này đóng xong P. Sắp xong quân phù nữa. Sớm thật sự. Và bạn phù ra vào của mình mà khoai tỷ số 1 đầy số 4. Tỷ số là 1 đầy số 4, map đầu B là map khoai hơn. Anh ấy map đầu của B lên đời. Bằng hè là bài 2 quả phụ. Khoai voi đưa về. 2 quả phụ đều gần. Đúng là bài khỏe, điều bạn làm gì cũng đúng thôi. Khả năng lại tiếp tục là công giác đầy đủ và có chặt gỗ có đo vàng luôn. Tỷ số là 1-4. Vâng, thôi thì cố gắng cầu hòa đi không. Có. Ok. Cái phần dự đoán bóng nhà này thì anh em chơi cung chém nhiều thì sẽ rút ra được thôi. Mà chém nhiều thì biết, hoặc là chơi nhiều là biết. Bằng bóng phô Greg, yes. Min là cùng một bóng. Kata Room Pan Mark là cùng một bóng. Sang Sonia cùng một bóng của Đông Á. Rồi AC Summer Egypt là cùng một bóng. Đấy. Và cái bóng nữa là như còn bóng còn lại là bóng gì nhỉ? À Per Hit Baby. Per Hit Baby là bóng cuối cùng. Còn là Room Pan Mark C. Rupan Maxi. Và quân cân nhưng mà bài bi trận đấu vừa rồi thì xấu hơn rất nhiều anh em ạ. Cái map đầu em bên kia hai quả phụ siêu gần. Bài bi đập lô ứa nước mắt. Và thấy được mấy quả với cả một con voi sách về. Thì câu xịt. Đấy, rất là khó. Như vậy nó không cho thắng à? Không cho thắng à, Yuhe ơi? Yes. 7C à? Thôi, 7C thì chịu. Gách. Thôi sao? Toàn. Khó. Rất khó Zombie đấy. Kèo đấu là kèo đấu cho Son và Sang. Đây là trận đấu bản lề của số thứ 4. Tỷ số là 1-1. Trận đấu sau trận đấu này thì xem liệu rằng quả đầu 7 cây. Cú đầu là gần Zombie rồi. Thì cố gắng vậy. Quân là rất khó. Kèo này thì B đánh với tôi cả thằng cao là cân. Cho Son và Sang.
Nhà này bên anh với tôi khả năng tôi vẫn thua anh em ạ. Tôi cầm cho son à, tôi cầm sang là khả năng vẫn thua. Bên kia là he, một game thủ coi là cũng thuộc dạng top cứng. Vâng, đây là 7/8 nhưng bị quân đánh giá là cửa dưới rất nhiều. Mai bi he thi đấu cả Hoàng Chip Boy. Cao này thì em chưa thấy lúc lịch chị Linh My ạ. Bạn Linh My, bạn ấy rất xinh đẹp luôn, cực kỳ đáng yêu luôn. Do 3 vòng thì ước lượng chừng là khoảng tầm độ 96, 60, 100. Cái gu của châu Âu luôn. Đây là 10 tem này của Bi, bây đầu Bi có voi này. Hớ vẩn và có quả phụ gần là đánh được cái chứ. Cái đầu bài sang đầu bạn bài sang nghiệt. Phải hay đánh chủ quan chẳng hạn thì lại chơi được. Tối qua sẽ được người nước ngoài tặng 10.000 sao. Bạn thử truy cập lại xem thử là có sao với con đấy không ạ? Chắc là mất rồi đúng không ạ? Bởi vì cái sao kia là sao ảo thôi anh em ạ. He có 25 và khả năng cao đầu bài và nó dò đúng 7% bản đồ thôi. Tầm này tự tin có 25 là bài đủ đồ rồi. Đi bên này một voi ông Nam đưa về S đầu, S nhân 3. Ăn cả đá, đấy như cần. Đổi vị trí của đá vào vàng thì được. S nhân 3 luôn. Sao kia là sao fake anh em ạ. 11% của em bên kia. Thời điểm phút thứ 5 anh ta gõ 25 thì khả năng cao là anh ta đủ đồ rồi thì mới tự tin gõ như vậy. Và tôi nghĩ rằng bài sang đầu bạn sẽ dừng lại con số là 11% bản đồ. Bằng 10.000 sao đấy là tức là xong live stream, kết thúc live stream là nó mất đi anh em ạ. Còn sau live stream thì nó vẫn là 10 sao thực. Cái này thì các bạn phải gọi là quản lý của bên Facebook của Việt Nam thôi. Người ta vào người ta nghịch. Em gặp rồi, hôm trước em xem nhiều rồi, em đọc trên mạng rồi. Thái Lê ông à? Không anh ạ, tối qua thì em vừa inbox cho anh đi với cả Bi, xin phép được bình luận, tiếp tục bình luận anh ạ, chứ không phải là em lừa anh em đâu. Mà kèo tối qua mà thua là thôi. Chứ còn kèo tối qua mà thắng thì gọi là phải nhắn tin riêng cho Bi với cả xin anh thi các kiểu. Phải đút lót cho Bi tiền để có thể gọi là tiếp tục bình luận cho Bi anh ạ. Chứ không phải em lừa anh em đâu. Em người sống thật thà chẳng ăn ai bây giờ đi lừa đảo anh em làm gì. Không phải lừa anh nhá, nói thế mang tiếng em ra. Đáng lẽ là bị cho nghỉ rồi nhưng tối qua thì thấy mình cũng gọi là thắng thì inbox riêng cho Bi. Này nỉ xin Bi với cả xin anh Thi là tiếp tục cho mình tiếp tục bình luận. Không phải lừa anh em đâu, không phải mang tiếng em ra là chết dở. Rồi sát voi về cho Bi. Mà đấu khá cơ bản. Voi hiệu quả phụ, hai voi. Nhưng đồ bạn chất quân thì coi là cửa thêm rất nhiều. Đó là sang của em bên kia. Yes. Vâng, chuẩn anh hôm qua được 3 lốp, bởi hôm qua 7C được tính 2 công. Nói cái đời một lúc rồi, ôi trời ơi, đôi voi, bầy hươu, quả phụ. Có giỏ lỗi quả hay không nhỉ, sao dân đấy. Nó không thèm ăn, chắc chắn ép đầu ở đây thì tôi nghĩ là tầm này thì chúng ta không thể lỗi bãi quả được. Thật đi ăn bầy hươu sách này nhỉ. Mình cũng sang thì ok, bài mình nhà không hơn. Thôi khó anh em ạ. Sang của He là bài mắc bill và tỷ số là 1-2-4. Và bắt đầu chung kết sớm dành cho em thủ BB. Kẻ đấu đang tưởng là 3C nghỉ sớm thì đang phải giáp nhau vào những trận đấu rất là căng. Chúng ta chỉ có cửa hòa thôi. He đang xin để đánh gọi là 4C rồi, nốt C. Nốt C xong rồi bạn. Cay thật. Tôi biết mình mệt thì sao nhỉ? Summer Greg siêu cân. Hai Summer solo cung rồi. Không, thằng nghe này chưa chắc là cung đâu anh em. Thực ra con này mà ví dụ mà theo kiểu hai người hệ dùng sủ nhau, ví dụ lớp solo bi chẳng hạn thì gần như là solo cung chặt. Đấy, gần như thế. Bởi vì anh em hiểu rằng con giò Somalian để mà đủ công giáp chẳng hạn, mà để đi chọc của dân Somalian bạn căng lắm đủ các ba dân là cùng. Căng lắm là ba dân là cùng, thành ra con này thì người ta thường hướng về thế trận solo cung giờ với nhau.
cục lắm Khả năng là nó muốn cho mình nghỉ không? sớm đấy mà. Dấu con thỏ. BG bãi quả sau cây và dốc dành cho nhóm thủ BB. Bãi quả sau cây và dốc. Cảm giác mà không liệt có ai giữ sức thì tôi xúc bằng sẻ với cả ông đô 1. Quan trọng kèo tối nay, còn chiều nay phục bạn he thôi. Phục vụ bạn he. Tạm thời kết quả thì he đang là người nhỉnh hơn một chút. Chín dân, đồ bàn nhiều dân mình, dắt voi về luôn đi, dắt voi về luôn. Quả đầu xấu sức về luôn mà. Xong dân đều. Cố gắng kiếm bông hòa để hai đứa hai lốp về cho con nó mua sữa. Thế còn bây giờ tự nhiên trừ một lốp không ai hỏi đâu. Cố gắng hòa C thôi. Trong này thì Bi là người đang bị chậm dân. Đây là một kèo cung cung. Tôi nghĩ là như vậy. Tất nhiên he là game thủ thì hệ và hệ dùng tay nhiều. Thì quân này thì cũng không loại trừ khả năng he đình chém không thể anh em luôn. Lên giò công giáp. Sau khi chặt được 3 dân của Bi và thậm chí dâng luôn cả L luôn. Đấy. Tối nay thì em có bình luận anh em ạ. Và tối nay thì sẽ trở lại với anh em với phong cách bình luận được coi là thường ngày. Hôm nay thì hơi mệt. Thực ra thì hơi mệt nhưng mà vẫn bình luận từ đầu giờ thì vẫn ok thôi. Vẫn ok, chẳng qua mà nó không được nhiệt. Bởi bình luận với he thì mình cũng cảm xúc. Bình luận với ông dông sẻ cơ. Xem một xương. Và tối qua bị đánh khỏe nữa, xem rất là phê. Cảm tưởng kèo tối qua mà xúc 7G là vẫn có thể gọi là cháy hết mình được. Bởi xem kèo coi đỉnh cao với tâm đi phong độ cao, xem một thích thật. Cực kỳ phê luôn. Cái này đối với dắt về nó bù lại cho việc quả đầu của Bi là quả siêu xấu, đã xấu cả về chất lẫn xấu cả về lượng anh em ạ. Nó thật kiểu là người ta gọi là đã xấu từ 7 cây nhưng đằng này thì 6 cây và dốc rồi. Ok, một bài đủ đồ hưu kép quả phụ cho Bi. Đồ ăn thì là coi là khỏe, chẳng qua thì cái chất lượng đồ nó hơi xấu thôi. Bãi quả thì xa vào bị hưu kia cũng là tương đối bắt tay đấy. Ép đầu khả năng cao, ép chay là nhân đôi đây. Vâng, nhân đôi dành cho BB. Bây hiệu kia tiếp tục là thứ hai của Bi thôi. Khả năng cao Bi sẽ đến cùng. Hai Summer. Hai Summer thì tỷ lệ solo cung là cao. Mặc dù em cũng thuộc dạng là top gà thôi, thế kiểu top nờ tập chơi thôi. Nhưng mà cũng biết được rằng nảy xấu là cảm giác bây giờ thì đầu tư con giò. Một con giò 100 thực, 100 thực lên cái công, 125 thực lên cái giáp là 325 thực tiền đầu rồi. Đấy. Bây giờ muốn sang chảnh hơn lên muốn chuyển để cả khung giờ mình phải lên cả sạt gỗ là 125 thực nữa, là 450 thực. Đấy, lên đời lốp xe 150 thực nữa. Là 600 thực. Một lượng lực mà không phải là bài nào cũng có được. Mà chúng ta đổi được gì? Đổi được 3 cho đội bạn thì không ăn thua. Cái đánh chế thì gà nhưng mà đẩy số khá nhanh anh em ạ. Bọn tính toán rất là chuẩn. Mặc dù tất cả cũng lớp 3 thôi. Tối nay 7 giờ anh em ơi, tối nay 7:30. Đánh sớm hơn hôm qua 30 phút. Không làm quả 7C nữa hay không? Kèo tối nay thì kèo cân. Cũng như hôm qua thôi, thực ra thì 98 nô 1 thì có khi tôi phải 98 đánh khỏe hơn thì chứ. Thực ra không phải là mình dìm nô 1 hay gì nhưng mà mình có cảm giác khi mà cặp cùng sẻ 98 là người có thể gọi là anh ta nhiều tay, sức trẻ nhiều tay và 98, cái 98 thiếu là kiểu một người chỉ đạo anh ta đánh theo kiểu gì. Đó chim sẻ ấy nắng, chỉ cần chim sẻ có tay để mà bao quát trận đấu và chỉ cho chim sẻ 98 thôi. Thì anh ta làm rất là tốt, theo kiểu gọi là bảo cái gì cũng làm được. Đấy, 98 ấy, người ta nhiều tay bảo cái gì cũng làm được. Bên kia là 15% của game thủ he, bên kia Bi là 15% nhưng quả đầu Bi là quả đầu xấu. Điểm đầu thì Bi là người chậm dân soi he. Tối nay cũng được 7C không? Tối khả năng Bi cũng hồi sức thôi. Chiều nay đánh bạn he thì cảm giác thì mọi thứ đang chưa ủng hộ. Như phong độ Bi không phải là quá cao. Và đồ bạn 27 dân lên đời rồi. Sớm nhở? 27 dân 10-40. Bạn he đi đâu kinh thật. Thôi đi bài này thì thôi thì lên muộn để cố gắng lấy lạc đà vậy. Có chỉ giỏi không? Đến cái công đến sạc cô mà càng cao như vậy. Đánh chém cho Bi. Con này bài Bi bài lên đây muộn hơn, bắt một đánh chém vậy. Còn lên ngang phèo thì tôi nghĩ là cung thôi. Cái Bi trận lực cũng khỏe. Thôi thì mình lên muộn hơn thì chấp nhận.
rồi biết đâu lỡ gỡ làm khoảng tầm 4 giấc của em mát lị. Chào anh Hoàng Đai Hát, không phải là lừa đâu anh em ạ. Hôm nay thì em vừa inbox xin riêng anh Thi với cả Bi để cho bình luận tiếp anh ạ. Không phải lừa anh em đâu. Vừa qua mà thua là kháng đi thật chứ. Hôm nay thì vừa phải inbox Bi với cả anh Thi xin cho bình luận tiếp rồi. Ô đồ bạn có đánh chém đấy. Ô đúng là ông vừa bình luận chém gió anh em ạ. Ông vừa này biết cái quái gì đâu. Và ngay game thủ người ta đánh chém kia kìa. Ông vừa này cứ ngồi cái đinh đinh là kèo sau lông cung. Và như vậy là hai chém. Đúng là không gì đâu ông vừa anh em ạ. Bảo rồi. Đừng nghe em làm gì mà ta tập chơi một tuần thôi. Vâng, tính toán đều sai. Dành cho hai game thủ này. Vâng, BBI lên đầy một hơn mình chém. Hay bên kia khô màu luôn. Và cũng lên công giác vị trọng. Đến đây dân Summer. Vừa ngược sang đến nhà nó có lạc đà rồi. Nên sớm hơn mình 40 giây. Lạc đà sinh ra một con là 30 giây. 1, 2, 3 voi về đề. 3 voi về cho em bên kia. Đấy, hai con giò làm gì đâu, hai con giò thực ra là đi thăm dò nhà nhau thôi. Hay thì chọc được hai dân của mình. Tôi đố nghe chọc được 4 dân đấy. Thậm chí là con dân 3 còn khó thì có gì. Lên công giáp. E có bánh xe luôn. Một bài được khỏe. Ami 24. Tất nhiên là chống giò tốt nhưng dân giò mơ chống lạc đà không tốt đôi gì nhá. Lạc đà là bạn của giáp. Còn dân giò mơ chống giò tốt. Nhưng chống lạc đà là không tốt đâu. Trong cái đế chế này không có dân nước nào mà chống lạc đà tốt cả anh em ạ. Chống được giò tốt thôi. Dân tần thì chống lạc đà, chống cả hot. Chống được cả ca, cả bẹt luôn dân tần mà dọn cái dân tần AC nhá. Hay chết bốn dân vàng này. Vớ vẩn phải có cửa đấy. Lạc đà thì chưa giáp. Các bạn đang bổ vào rất đau. Đi đang thủ 1P. Nghe con giờ luôn rồi. Hai mươi ba mà sáu của Bì đang cố gắng giữ lại công hòa hai lốp. Liệu rằng có thành công hay không? Bên kia là người đang khỏe hơn mình. Thế trận tạm thời đang nhiều nghe bên kia. Đội bạn có lợi thế. Thua he thì không cay anh em ạ. Ví dụ kèo này đánh sẻ với cả Hồng Anh mà thua thì hơi cay. Thua he thì còn là đỡ cay hơn tí. Đỡ cay hơn thôi. Bởi he dù sao cũng là đồng đội cũ của Bi, thành ra thì mình có cảm giác là nó thân thiện hơn. Đấy kiểu mình đỡ cay cùng hơn. Cái đánh với sẻ mà thu là cay lắm. Đây 24-36 của Bi. Trận đấu mà đội bạn là một lầu ra thì có thể chuyển sang hai lời không đây. Chuộng đang ra chưa đủ. Lý thuyết thì hai lời chống được một lầu ra là tốt. Hai lờ thì sẽ chống được một lầu ra nhưng mà quan trọng là lực đang chưa đủ nhưng đang không có nhiều ruộng. Lần này công vào một tơn đi. Đồ bạn có lạc đà thử nha. Có lạc đà đi thầu giáp. Khả năng cao giữ sức. Hồi xúc xẻ anh em. Tối nay 7 rưỡi thì Bi thầu với cả xẻ lô 1 anh em nhá. 7 rưỡi tối nay anh em nhá. 7 rưỡi tối nay thì Bi thầu với xẻ lô 1 anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem like chia sẻ của Vũ Duy Bi trong cái đấu buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng có lẽ lý do thì con bài thì rất là không ủng hộ. Thứ hai là Bi sức khỏe không phải là quá tốt. Khi mà tôi qua đánh rất là muộn và chưa ngủ đủ giấc thì chúng ta để thua tỷ số chung cuộc là 1-3 trên sức em bên kia. Vâng, cảm ơn mọi người nhiều nhá. Nghỉ rồi anh em ạ. 1-3 về C.